Đô thị mạnh nhất hoàn khố. Diệp Thần Phong. Chương 1101, quả nhiên là đang hư trương thanh thế. Diệp Thần Phong trên người phảng phất nhiều hơn một cỗ cực hạn sức hút, bốn phía hàn khí toàn bộ tại hướng về hắn không ngừng tụ tập, giữa bầu trời như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn cũng chủ động tránh được Diệp Thần Phong. Thời khắc này, Diệp Thần Phong thật giống biến thành vùng thế giới băng tuyết này người điều khiển, này làm cho Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người là trong lòng run sợ. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người nhìn trên mặt đất trái lập phát thân thể mảnh vỡ, cảm thụ Diệp Thần Phong trên người cuồn cuộn không đoạn hàn khí, Quý Phi Thuyền sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong miệng chợt quát lên, đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nói xong, Thiên Tôn Quý Phi Thuyền trước tiên đem trong cơ thể tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực đề được đưa lên, bóng người hướng về phía sau nhanh chóng lao đi rồi, hắn không dám cùng Diệp Thần Phong đối kháng chính diện rồi, mà Tôn Trương Hình Thiên. Ô Kỳ Thắng cùng Điền Phong Đức ba người này, bọn hắn nhìn thấy Thiên Tôn đều trốn, bọn hắn nơi nào có lưu lại đạo lý. Từng cái thật chặt đi theo Thiên Tôn Quý Phi Thuyền bước tiến. Thân thể bốn phía được màu trắng hơi lạnh bị lượn quanh Diệp Thần Phong, hắn cũng không có đi truy Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người, hắn đi trở về Lý Gỗ Lim bên cạnh của bọn họ, trên người hơi lạnh đã thu rút về trong cơ thể, nhiệt độ chung quanh khôi phục được dáng dấp lúc trước. Thần Phong, ngươi làm sao không thừa thắng xông lên, lấy ngươi bây giờ năng lực, hẳn có thể phi thường nhẹ nhõm giết chết Thiên Minh những này rùa đen vương bát đản. Trình Đại Hổ nghi ngờ hỏi. Thẩm Minh Hiên các loại người đồng thời là tò mò nhìn Diệp Thần Phong, lấy bọn hắn đối Diệp Thần Phong nhận thức, Diệp Thần Phong tuyệt đối không phải một cái lòng dạ mềm yếu người, đặc biệt là tại đối xử địch nhân thời điểm, Diệp Thần Phong tại trong tình huống bình thường nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Diệp Thần Phong nếu như có thể đem Thiên Tôn Quý Phi Thuyền bọn hắn giải quyết xong lời nói, hắn sớm tại vừa mới liền sẽ lập tức động thủ, nơi nào sẽ để cho đối phương cơ hội chạy trốn. Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khổ sở, sắc mặt tái nhợt dường như vừa vặn chát phấn qua vách tường, nói ra, Đại Hổ, ngươi cho rằng ta không muốn trực tiếp giết Thiên Minh những người này sao? Phốc, 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 ba tiếng. Tại lời nói âm mới vừa hạ xuống xong. Từ Diệp Thần Phong miệng bên trong đột nhiên phun ra ba ngụm máu lớn đến, sau đó, cả người của hắn bắt đầu trở nên lung la lung lay lên. Mũi cùng trong miệng khí tức trở nên hết sức hỗn loạn. Mà Lý Gỗ Lim đám người trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó bọn hắn miễn cưỡng có thể từ dưới đất đứng lên rồi, cách Diệp Thần Phong gần nhất Lý Gỗ Lim, hắn lập tức tiến lên đỡ Diệp Thần Phong, hỏi, Diệp Thiếu, ngươi không sao chứ? Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di. Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, bọn hắn cũng thập phần chật vật từ trên mặt đất đứng lên. Bước chân nặng nề đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, đem vết máu ở khóe miệng lau đi sau đó hắn đầu tiên liếc nhìn Lâm Hân Di, mà Lâm Hân Di nhận ra được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, này làm cho người lạnh lẽo trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Giả vờ sinh khí mà hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi nhìn cái gì vậy? Diệp Thần Phong tùy ý cười một tiếng nói, vừa vặn cảm ơn ngươi, kỳ thực ta tại đóng băng thời điểm, vẫn có thể cảm thấy được tình huống bên ngoài, không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, này làm cho Lâm Hân Di là khẽ cắn môi, cuống quýt giải thích ai quan tâm ngươi rồi. Ta chỉ là vì báo đáp trước ngươi ân cứu mạng mà thôi. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nói xong, Lâm Hân Di xoay người lại. Không lại đi xem Diệp Thần Phong rồi, mà người tim đập tần suất lại là nhanh lợi hại. Thấy Lâm Hân Di bộ dáng này, Diệp Thần Phong là không sao cả nhún nhún vai, tiếp tục nói, ngàn năm băng tuyết liên hoa tiến vào bên trong cơ thể của ta, vừa vặn ta là vận dụng ngàn năm băng tuyết liên hoa sức mạnh, bất quá. Ta cũng chỉ là miễn cưỡng vận dụng sức mạnh của nó, thân thể của ta hiện nay cũng chịu không được này cố cực hạn hàn ý. Diệp Thần Phong trong miệng khí tức là thở càng ngày càng lợi hại rồi, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, chúng ta bây giờ nhất định muốn lập tức rời đi nơi này, ta nghĩ Thiên Minh người cũng không phải ngu ngốc, bọn hắn hẳn là lập tức sẽ cảm thấy được không đúng, ta chỉ yếu tìm một chỗ trước tiên nghỉ ngơi một chút. Thân thể là có thể chính mình khôi phục lại. Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người đương nhiên là tán thành đề nghị của Diệp Thần Phong được rồi, lúc này Diệp Thần Phong là vừa cứu bọn hắn một lần. Diệp Thần Phong hoàn toàn là cái này trong đoàn thể nhỏ người tâm phúc rồi. Tại Lý Gỗ Lim nâng đỡ, Diệp Thần Phong đám người là tận lực nhanh chóng tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó,
Một bên khác, Thiên Minh Thiên Tôn Quý Phi thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên đám người, bọn họ là liều lĩnh tốc độ tăng lên chạy trốn, Thiên Tôn Quý Phi thuyền chả thỉnh thoảng hội sau này xem cái một hai mắt, hắn chỉ lo Diệp Thần Phong hội đuổi theo. Vừa mới bắt đầu đang nhìn đến Diệp Thần Phong không có đuổi theo, này làm cho Thiên Tôn Quý Phi thuyền trong lòng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao vừa vặn Diệp Thần Phong trên người cực hạn hàn ý, để trong lòng của hắn sinh ra bóng mờ. Nhưng theo thời gian trôi đi, phía sau bọn họ trước sau không có bất cứ động tĩnh gì, theo lý tới nói, Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ đuổi theo bọn hắn, vậy thì để Thiên Tôn Quý Phi thuyền cảm thấy không được bình thường, hắn vội vã đình chỉ dưới chân bước tiến, mà Tôn Trương Hình Thiên đám người mỗi ngày tôn ngừng lại, bọn hắn cũng dồn dập ngừng lại, nghi hoặc nhìn Quý Phi thuyền. Diệp Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức, hắn hiện tại hồi tưởng khởi vừa nãy trái lập phát bị đông cứng. Sau đó biến thành từng cái mảnh vỡ hình ảnh, miệng hắn bên trong liền miệng đắng lưỡi khô, nói ra quý ca, chúng ta ngừng xuống đây làm gì? Nếu như bị Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia đuổi theo, sợ là chúng ta liền muốn phiền toái, thật không biết Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy. Thiên Tôn Quý Phi thuyền ánh mắt âm trầm liếc nhìn Điền Phong Đức, này làm cho Điền Phong Đức là không dám lại nói thêm gì nữa rồi, sau đó, Quý Phi thuyền nói ra, theo ta thấy trong đó e sợ có trò lừa, nếu như Diệp Thần Phong thật sự có giết chết thực lực của chúng ta, như vậy hắn tại sao không có đuổi theo? Đương nhiên chúng ta cũng có thể cho rằng tốc độ của hắn không sánh được chúng ta, nhưng linh hồn của ta lực một mực nằm ở phóng ra ngoài trạng thái, từ đầu tới cuối, ta không chút nào cảm thấy được phía sau có bất kỳ một tia động tĩnh, nói cách khác Diệp Thần Phong khả năng căn bản cũng không có đuổi theo. Các ngươi cho rằng Diệp Thần Phong sẽ bỏ qua cho cái này giết chết cơ hội của chúng ta sao? Động động đầu óc của các ngươi, e sợ Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này là đang hư trương thanh thế, hắn nắm trái lập phát tới đem khí thế của mình tăng cao, hay là hắn đã giết trái lập phát sau đó hắn liền hoàn toàn biến thành cung dương hết đà rồi, chúng ta lại trở về nhìn xem. Trải qua Thiên Tôn một loạt phân tích sau đó mà Tôn Trương Hình Thiên mấy người cũng cảm thấy trong này có quá nhiều kỳ hoặc. Tuy rằng bọn hắn đối Diệp Thần Phong trên người cực hạn hàn ý khiếp đảm, thế nhưng Thiên Tôn đều lên tiếng, này để cho bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa. Về phần mà Tôn Trương Hình Thiên hắn đối Diệp Thần Phong là hận thấu xương, một lần lại một lần không có đem Diệp Thần Phong giết chết, này làm cho Trương Hình Thiên đối Diệp Thần Phong hận ý là bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt. Sau mười mấy phút, Thiên Tôn Quý Phi thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên đám người, bọn hắn lần thứ hai về tới vừa vặn gặp phải Diệp Thần Phong đám người địa phương, Diệp Thần Phong đám người đã sớm là không ở nơi này rồi, cùng ngày Tôn Trương Hình Thiên xem đến mặt đất thượng ba vũng máu tươi thời điểm, này làm cho hắn là nhíu mày đến, hắn nhớ rõ lúc rời đi, nơi này là không có ba vũng máu tươi, mà Lý Gỗ Linh cùng Thẩm Minh Hiên mấy người cũng sớm đã bị đánh nằm trên mặt đất rồi, cho nên này ba vũng máu tươi cũng khẳng định không phải Lý Gỗ Linh bọn hắn. Lấy phương pháp bài trừ mà tính. Này ba vũng máu tươi chính là Diệp Thần Phong được rồi. Vẫn đúng là đừng nói Thiên Tôn Quý Phi thuyền trí tuệ xem như là thật tốt, này ba vũng máu tươi thực sự là từ Diệp Thần Phong trong miệng phun ra tung tóe ba ngụm máu lớn. Trên mặt đất này ba vũng máu tươi 90% trở lên là Diệp Thần Phong lưu lại, xem ra Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này quả nhiên là đang hư trương thanh thế, hắn căn bản cũng không có thực lực giết chúng ta. Thiên Tôn Quý Phi thuyền cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức, hỏi hắn, quý ca, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Diệp Thần Phong bọn hắn đã là trốn, yếu ở cái này mênh mông băng tuyết thế giới đem Diệp Thần Phong bọn hắn lại tìm ra, đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a hát. Điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh có thể đủ đem Diệp Thần Phong bọn hắn tìm được. Thiên Tôn Quý Phi thuyền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ 5 ô kỳ thắng. Mà Tôn Trương Hình Thiên cũng là trên mặt mang theo nụ cười nhìn xem Ô Kỳ Thắng, này làm cho Điền Phong Đức là càng thêm không hiểu, chỉ thấy Ô Kỳ Thắng là trên mặt mang theo tự tin, vỗ bộ ngực nói ra quý ca, Trương ca, chuyện này liền giao cho ta đi. Có cái này mặt đất thượng ba vũng máu tươi, yếu trong khoảng thời gian ngắn tìm tới Diệp Thần Phong bọn hắn, ta nghĩ này đối với ta mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Chương 1102, thanh đồ ăn giao ra đây. Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ 5 ô kỳ thắng, thân thể của hắn ngồi xổm ở trên mặt đất, đem trong cơ thể linh hồn lực tập trung đến trên lỗ mũi, đi nghe thấy lấy mặt đất thượng tiên huyết mùi. Này ô kỳ thắng mũi đặc biệt nhạy bén,
chỉ cần hắn dùng linh hồn lực đi kích thích khứu giác của hắn, như vậy khứu giác của hắn đem sẽ vô hạn mở rộng, thậm chí so với chó mũi còn lợi hại hơn, cho nên chỉ cần cái này mặt đất thượng tiên huyết là Diệp Thần Phong lưu lại, như vậy Ô Kỳ Thắng dựa vào này tiên huyết mùi, hắn 89 phần 10 có thể tìm tới Diệp Thần Phong bọn hắn. Điền Phong Đức cũng từ Thiên Tôn khẩu bên trong hiểu được Ô Kỳ Thắng khứu giác lợi hại, xem ra hôm nay Minh 10 tôn mỗi một người đều có mình am hiểu lĩnh vực. Ô Kỳ Thắng ở đem trên mặt đất máu tươi mùi vị nhớ kỹ sau đó hắn đối với Thiên Tôn Quý Phi Thuyền, nói ra quý ca, được rồi, chúng ta có thể đi tìm kiếm Diệp Thần Phong bọn họ. Vì càng tốt hơn ngửi được mùi, Ô Kỳ Thắng chỉ có thể nằm trên mặt đất bò sát, mũi là không ngừng ngửi lấy mặt đất thượng mùi, dùng này đến phân biệt ra được Diệp Thần Phong đám người đào tẩu con đường. Một bên khác, Diệp Thần Phong bọn người ở tại triệt để thoát khỏi Thiên Minh người sau. Bọn hắn lập tức ở một tòa tuyết sơn sau lưng nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hai con mắt là thật chặt đóng lại, ý thức một lần nữa tiến vào bên trong đan điền của mình. Bây giờ hắn bên trong đan điền là phân cách phi thường sáng tỏ, một nửa là hồng sắc khí thể địa bàn, mà nửa kia nhưng là ngàn năm băng tuyết liên hoa địa bàn, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Vừa vặn Diệp Thần Phong là mạnh mẽ mượn ngàn năm băng tuyết liên hoa sức mạnh, nhưng hiện nay Diệp Thần Phong vẫn không có cùng băng tuyết liên hoa hoàn toàn dung hợp, hắn mạnh mẽ như vậy mượn ngàn năm băng tuyết liên hoa hàn khí, này đưa đến cực hạn hàn khí tổn thương do giá rét ngũ tạng lục phủ của hắn, này mới khiến cho Diệp Thần Phong liên tiếp phun ra ba ngụm máu lớn tới. Hiện tại Diệp Thần Phong cần phải làm là mau chóng dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, lời nói như vậy cho dù thực lực của hắn không chiếm được tăng lên, tại đây băng tuyết thế giới bên trong hắn chính là chúa tể hết thảy người. Dù sao cái này băng tuyết thế giới nhưng là ngàn năm băng tuyết liên hoa sáng tạo. Diệp Thần Phong ý thức khi tiến vào bên trong đan điền sau đó hắn lần thứ hai ngồi xuống ngàn năm băng tuyết liên hoa bên trên, đem hắn sức mạnh của mình cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa sức mạnh không ngừng dung hợp. Một cái người một bông hoa nhất định muốn đạt đến tâm ý tương thông mức độ, này mới xem như là thật sự dung hợp thành công rồi, đến lúc đó Diệp Thần Phong lại sử dụng ngàn năm băng tuyết liên hoa sức mạnh. Ngũ tạng lục phủ của hắn thì sẽ không bị đông cứng tổn thương. Dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa quá trình này cũng là phi thường thống khổ, ý thức ngồi ở ngàn năm băng tuyết liên hoa thượng Diệp Thần Phong, ý thức của hắn đều cóng đến run lẩy bẩy, mà ngàn năm băng tuyết liên hoa nhưng là từ từ xoay tròn. Thật giống không ngừng đang cùng Diệp Thần Phong câu thông bình thường. Làm sao đột nhiên trở nên lạnh quá? Hoa tuyết làm sao đều tới chúng ta bên này tụ tập? Trình Đại Hổ đánh run lên một cái hỏi. Thẩm Minh Hiên liếc nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong trên người hoàn toàn bị hoa tuyết bao trùm lại rồi, thuận miệng nói ra, Đại Hổ, này còn phải hỏi sao? Bây giờ ngàn năm băng tuyết liên hoa tại Thần Phong trong cơ thể, hiện tại Thần Phong hẳn là tại dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, chỉ cần Thần Phong dung hợp thành công. E sợ ở cái này băng tuyết thế giới bên trong Thần Phong liền là chân chính chúa tể rồi. Chậc chậc chậc, Trình Đại Hổ trong miệng phát ra một trận âm thanh, có phần hâm mộ nói ra, Thần Phong vận khí thật đúng là được, này ngàn năm băng tuyết liên hoa đều bị hắn chiếm được, nếu như hắn thật sự có thể dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, đây đối với hắn đem đến nhất định là có phi thường lợi ích cực kỳ lớn. Ngồi ở một bên Diệt Thiên Minh Tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, hắn nói ra, Đại Hổ, người cũng không dùng tới ước ao Diệp Thiếu. Phàm là có là người đại khí vận. Bọn hắn gặp phải nguy hiểm đều có thể chuyển nguy thành an, nói không chắc vẫn có thể tại trong lúc nguy hiểm đạt được to lớn cơ duyên. Rất rõ ràng Diệp Thiếu chính là có là người đại khí vận, các người đi theo Diệp Thiếu bên người, ít nhiều gì cũng sẽ đạt được một ít cơ duyên, nói không chắc tương lai muốn đem Thiên Minh cho triệt để diệt trừ, này thật sự cần nhờ Diệp Thiếu sức mạnh. Tiêu Lập Viễn rất tán thành nói ra, Lý Thúc nói không sai. Cùng Thần Phong cùng đi ra đến rèn luyện, trong lòng ta mới an tâm. Cho dù gặp phải sống còn thời điểm, Thần Phong mỗi lần cũng đều có thể hóa giải nguy cơ, ta chờ mong cùng Thần Phong đồng thời giết tới Thiên Minh Tổng Bộ Thần Đảo một ngày kia. Sau một tiếng, Diệp Thần Phong đột nhiên mở ra hai con mắt, bên trong thân thể linh hồn lực khẽ động, trên người bạch tuyết toàn bộ tán rơi đến trên mặt đất. Nhưng mà, sắc mặt của hắn như cũ là vô cùng trắng xanh, trong cơ thể linh hồn lực hết sức không ổn định. Diệp Thiếu, thân thể của ngươi khôi phục một chút sao? Lý Gỗ Lim nhìn thấy Diệp Thần Phong sau khi mở mắt. Hắn vội vàng hỏi.
Diệp Thần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng nói, xem ra muốn dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa không phải chuyện một sớm một chiều, ta xuất hiện ở trong người linh hồn lực phi thường không ổn định, tối thiểu còn muốn duy trì 2 đến 3 ngày suy yếu kỳ. Thần Phong, vậy chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một ngày thời gian, ta nghĩ thiên minh người cho dù phát hiện không đúng, bọn hắn cũng không cách nào chính xác tìm tới nơi này. Thẩm Minh Hiên đề nghị. Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không biết thiên minh 10 tôn bên trong Ô Kỳ Thắng có phần đặc thù khứu giác, thế là, hắn cũng sẽ đồng ý đề nghị của Thẩm Minh Hiên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít thức ăn nước uống, chuẩn bị liền tại ngọn đại tuyết sơn này sau lưng nghỉ ngơi một ngày. Cách ngọn đại tuyết sơn này cách đó không xa một địa phương, bốn bóng người chính đang không ngừng tới gần, bốn người này chính là trời tôn quý phi thuyền bọn hắn, mà Ô Kỳ Thắng nhưng là không ngừng nằm trên mặt đất ngửi mùi. Đột nhiên, Ô Kỳ Thắng từ trên mặt đất đứng lên, chỉ lên trước mặt một tòa đại tuyết sơn, nói ra, quý ca, trương ca, nếu như ta không có nghe thấy lỗi, Diệp Thần Phong bọn hắn hẳn là sẽ ở đó tòa tuyết lớn sau lưng núi. Nghe vậy, thiên tôn quý phi thuyền nói ra, mọi người trước đem linh hồn lực cho thu lại, đừng cho Diệp Thần Phong đám người đã nhận ra, chúng ta từ từ tới gần bọn hắn, để cho bọn họ không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Sau 20 phút. Thiên tôn quý phi thuyền cùng mà tôn trương hình thiên đám người, bởi vì bọn họ đem linh hồn lực toàn bộ cất đi, Diệp Thần Phong đám người đúng là không có nhận ra được này từ từ áp sát nguy hiểm. Bất quá, bởi vì linh hồn lực cất đi, thiên tôn quý phi thuyền thân thể bọn họ là cóng đến run lẩy bẩy. Cùng ngày tôn quý phi thuyền cùng mà tôn trương hình thiên đám người, bọn hắn bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng đại tuyết sơn lúc, nhìn thấy hình ảnh trước mắt sau, bọn hắn từng cái là mắt trợn tròn. Trong miệng là thẳng nuốt nước miếng, chỉ bởi vì bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong các loại trong tay người đều cầm chân không bao trang các loại thịt thực phẩm tại gặm cắn, bọn hắn đã là thật nhiều ngày không có ăn cái gì, Diệp Thần Phong các loại trong tay người tại sao có thể có thức ăn. Bọn hắn căn bản không có nhìn thấy Diệp Thần Phong trên người bọn hắn có bao các loại đồ vật, bất quá, những này nghi hoặc rất nhanh sẽ được ném ra sau đầu rồi, thiên tôn quý phi thuyền đám người bức thiết muốn có được Diệp Thần Phong các loại người trong tay mỹ vị. Đang tại bổ sung thức ăn Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn cũng không nghĩ tới thiên tôn đám người lại đột nhiên xuất hiện, này để cho bọn họ hơi hơi sửng sốt mấy giây. Sau đó, Diệp Thần Phong đám người trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên, Diệp Thần Phong cố ý duy trì nhất cổ khí thế ác liệt, quát lên, các ngươi chẳng lẽ còn muốn tới ăn của ta thịt. Được, đến A Hát. Thiên tôn quý phi thuyền nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi không dùng tới đang hư trương thanh thế rồi. Chúng ta tại vừa vặn chỗ kia địa phương nhưng là phát hiện 3 bãi máu, này 3 bãi máu hẳn là từ trong miệng của ngươi phun đi ra ngoài chứ. Các ngươi trên người tại sao có thể có thức ăn? Các ngươi trên người còn sót lại bao nhiêu đồ ăn? Các ngươi đem đồ ăn giấu ở nơi nào? Chỉ muốn các ngươi đem hết thảy đồ ăn đều giao ra đây, chúng ta có thể cam đoan tạm thời không giết các ngươi, liền ngay cả Diệp Thần Phong ngươi, chúng ta cũng có thể cho ngươi tạm thời sống sót. Thiên tôn quý phi thuyền tiếp tục nói. Dù sao này quý phi thuyền cũng không phải ác ma, nếu như có chuyện thức ăn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi ăn Diệp Thần Phong thịt của bọn hắn. Nằm ở suy yếu kỳ Diệp Thần Phong, hắn không nghĩ tới thiên minh người sẽ nhanh như thế đi tìm đến, bây giờ hắn muốn lần nữa vận dụng băng tuyết liên hoa sức mạnh, e sợ thân thể của hắn yếu trực tiếp báo hỏng, này làm cho thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên. Diệp Thần Phong, người cái không biết sống chết tiểu súc sinh. Ngươi lại dám tại trước mặt chúng ta phô trương thanh thế. Lẽ nào ngươi không nghe thấy quý ca nói sao? Vội vàng đem các ngươi trên người đồ ăn giao ra đây. Điền Phong Đức là đắc ý rêu rao lên, nhìn xem Diệp Thần Phong các loại người trong tay dầu xì xì các loại thịt đồ ăn, này làm cho hắn không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Chương 1103, cuồng bạo gấu bự quần. Gào 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 gào. Tại Điền Phong Đức được Diệp Thần Phong các loại người trong tay thực vật, làm cho liều mạng nuốt nước miếng thời điểm, một tiếng tiếng điếc tai nhức óc dã thú tiếng gào, đột nhiên tại bốn phía vang vọng ra. Này tiếng gào là từ thiên tôn quý phi thuyền đám người phía sau truyền tới, này làm cho Diệp Thần Phong cùng thiên tôn quý phi thuyền đám người, không khỏi dồn dập nhìn hướng phát ra tiếng gào địa phương, rất nhanh, từng con màu trắng vụng về gấu xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Này 10 con màu trắng vụng về gấu cùng Bắc Cực Hùng gần như, chiều cao ước chừng có hơn 2 mét, chính từ từ hướng về thiên tôn quý phi thuyền đám người đi tới. Thiên minh 10 tôn bên trong thứ 5 Ô Kỳ Thắng,
hắn nhìn thấy này 10 con màu trắng vụng về gấu sau, hắn nói ra, nơi này vẫn còn có gấu tồn tại. Làm sao không để cho chúng ta sớm một chút gặp phải. Hùng trưởng mùi vị nhưng là thập phần tiên mỹ, sau đó chúng ta có thể nấu một nồi thịt gấu ăn, Diệp Thần Phong những người này lưu lại cũng vô ích, này chừng 10 đầu gấu trắng đầy đủ chúng ta ăn rất dài một quãng thời gian rất dài rồi. Thiên tôn quý phi thuyền con ngươi sáng ngời, hắn nói ra, Kỳ Thắng, này 10 con gấu trắng liền giao giải quyết cho ngươi rồi, ba người chúng ta phải trông coi Diệp Thần Phong bọn hắn, lúc này nếu như lại để cho Diệp Thần Phong bọn hắn đào tẩu, như vậy ta thiên tôn quý phi thuyền thật là không cần sống. Ô Kỳ Thắng gật gật đầu, khinh thường nói, quý ca, ngươi yên tâm đi, không phải là mấy con gấu trắng mà. Ta mấy giây là có thể giải quyết xong. Diệp Thần Phong đám người nhìn thấy gấu trắng quần xuất hiện, bọn hắn đại thể đều không có cảm thấy kỳ quái, mà Diệt Thiên Minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên cổ quái, trong miệng du du thì thầm nói, không thể. Không thể a hát, này băng tuyết thế giới bên trong làm sao có khả năng có sinh vật đang sống tồn tại. Đứng ở Lý Gỗ Lim bên cạnh Diệp Thần Phong đám người là rõ ràng nghe được Lý Gỗ Lim nói thầm, Diệp Thần Phong hỏi, Lý Thúc. Lời này của ngươi là có ý gì? Lý Gỗ Lim giải thích, này băng tuyết thế giới là ngàn năm băng tuyết liên hoa chế tạo ra, bất quá, ngàn năm băng tuyết liên hoa nhưng không có năng lực để cho mình sáng tạo bên trong thế giới xuất hiện còn sống động vật, đây chính là ta nghi ngờ nguyên nhân. Các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó? Lẽ nào các ngươi chả muốn chạy trốn sao? Quý ca, không bằng chúng ta động thủ trước giải quyết những người này đi. Tiết kiệm có những gì bất ngờ phát sinh. Diệt Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức nói ra. Mà Tôn Trương Hình Thiên cũng gật đầu đồng ý nói, những người này cùng nhau toàn bộ giết chết, Diệp Thần Phong cũng không lưu người sống, dù sao thiếu chủ cũng sẽ không biết Diệp Thần Phong là chết như thế nào. Huống hồ bây giờ chúng ta ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Thanh Diệp Thần Phong loại này bom hẹn giờ thả ở bên người nhưng là phi thường không sáng suốt cách làm. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền khi nghe đến Điền Phong Đức cùng Trương Hình Thiên lời nói sau, hắn ngược lại cũng không nói thêm gì, mà lúc này, đi ở trước nhất một đầu thân thể hơi nhỏ một chút gấu trắng đi tới Ô Kỳ Thắng trước mặt, con này màu trắng gấu con đối Ô Kỳ Thắng hết sức hiếu kỳ, tại Ô Kỳ Thắng chân trước là vòng tới vòng lui, không có đối với Ô Kỳ Thắng triển khai bất kỳ công kích. Ô Kỳ Thắng lạnh lẽo liếc nhìn trước mặt con này màu trắng gấu con. Đem trong cơ thể tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực đánh chúng đã đến trên tay phải, ầm. Một tiếng. Ô Kỳ Thắng một quyền trực tiếp đánh vào màu trắng gấu con trên đầu, con này màu trắng gấu con đầu nhất thời bạo liệt ra, không có đầu thi thể trực tiếp ném tới ở trên mặt đất, máu tươi từ màu trắng gấu con cổ khẩu là không ngừng ào ào chảy ra. Cách đó không xa mặt khác cửu đầu hình thể tương đối lớn gấu trắng. Bọn hắn nhìn thấy gấu con được Ô Kỳ Thắng trực tiếp đánh bể đầu, này để cổ họng của bọn nó bên trong phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô. Gào 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 tiếng gào là không dứt bên tai. Nguyên bản tứ chi nằm trên mặt đất hành tẩu cửu đầu gấu trắng, chúng nó từng cái từ trên mặt đất đứng thẳng lên, chiều cao đều có hai cao bao nhiêu, thể trọng có nặng mấy trăm cân gấu trắng, chúng nó tại đứng thẳng lên sau, từng con đều có vẻ hết sức cao lớn to lớn cường tráng. Ô Kỳ Thắng đối này từng con nằm ở tức giận gấu trắng. Trên mặt hắn là không nhúc nhích biểu lộ, phải biết hắn nhưng là đường đường tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Lẽ nào hắn còn có thể sợ mấy con gấu trắng sao? Nhưng mà, chính lúc Ô Kỳ Thắng muốn phải nhanh chóng giải quyết còn lại cửu đầu gấu trắng lúc, bất ngờ vào lúc này xảy ra, chỉ thấy này cửu đầu gấu trắng đang không ngừng gào thét sau đó chúng nó trên người màu trắng da lông từ từ biến thành màu xanh lục rồi, liền ngay cả hai con mắt cũng trở thành màu xanh lục. Thân thể lại đột nhiên cao lớn mấy phần, thân cao một hạ cờ đã tới hơn ba thước, từ nơi này chút gấu bự trên người tản ra đáng sợ sóng năng lượng. Thấy cảnh này Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn ngay đầu tiên ý thức được không ổn, vừa định phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này thời điểm, chỉ thấy từ sau lưng của bọn họ cũng chạy ra 5 con gấu trắng, này 5 con gấu trắng đang nhìn đến cách đó không xa gấu con thi thể sau. Chúng nó cũng từng con cải biến trạng thái, thân thể cùng con mắt biến thành màu xanh lục, thân cao cũng tăng cường đã đến hơn 3 thước. Ô Kỳ Thắng nhìn thấy này gấu trắng đột nhiên biến hóa, hắn trong con ngươi tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Trong cơ thể linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, cảm giác của hắn nói cho hắn những này biến thành màu xanh lá gấu vô cùng nguy hiểm. Nguyên vốn chuẩn bị đối Diệp Thần Phong đám người động thủ Điền Phong Đức, hắn đang nhìn đến biến thành màu xanh lá gấu sau,
hắn không khỏi hỏi chuyện gì thế này. Những này gấu trắng làm sao sẽ phát sinh dị biến? Đừng nói là Điền Phong Đức không nghĩ ra, liền ngay cả Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên hai người bọn họ cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Gào! Một đầu đi ở phía trước màu xanh đậm gấu bự, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau đó thân thể đứng thẳng hướng về Ô Kỳ Thắng chạy tới. Khi tiến vào loại này biến dị trạng thái sau, này gấu tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng rồi, hai bàn chân đạp ở dày đặc tuyết động thượng, làm cho tuyết động là văng tứ phía. Con này màu xanh đậm gấu bự hẳn là vừa vặn đầu kia gấu con phụ thân hoặc là mẫu thân, cho nên nó mới hội tức giận như vậy. Tại đây đầu màu xanh đậm gấu bự đi tới Ô Kỳ Thắng trước mặt sau, nó hai cái chân trước nhanh chóng hướng về Ô Kỳ Thắng đầu quất tới, móng của nó tại vung đi ra nháy mắt, trong nháy mắt trở nên càng thêm sắc nhọn lên. Ô Kỳ Thắng là sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhìn thấy xanh lục gấu bự hai cái móng vuốt vung đã tới, hắn không có lựa chọn tránh né. Hắn đồng dạng là song quyền cùng phát, đem tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực là phát vung tới cực hạn, hai nắm đấm hướng về màu xanh đậm gấu bự chân trước vung tới rồi. Ầm, ầm, hai tiếng. Ô Kỳ Thắng dưới chân của bước chân lui về phía sau 5-6 bước, hắn hai nắm đấm đang cùng màu xanh đậm gấu bự đụng nhau thời điểm, hắn cảm thấy nhất cổ cực kỳ cường hãn sức mạnh, nguồn sức mạnh này khiến hắn cũng có chút ăn không tiêu, giờ khắc này. Hắn hai nắm đấm thượng là xuất hiện từng đạo sâu đậm móng vuốt ấn, máu tươi từ móng vuốt ấn bên trong không ngừng chảy ra. Trái lại đầu kia màu xanh đậm gấu bự, hắn hai cái chân trước thượng cũng nứt toác ra đến từng đạo vết thương, xem ra Ô Kỳ Thắng vừa vặn cũng thương tổn tới nó. Bất quá, này màu xanh đậm gấu bự dưới chân bước chân cũng không có lui về phía sau bất kỳ một bước, dù sao này màu xanh đậm gấu bự hình thể cùng sức mạnh đặt tại đó rồi. Tại đây đầu màu xanh đậm gấu bự đối Ô Kỳ Thắng phát động công kích thời điểm, còn lại 8 con màu xanh lục gấu bự cũng lập tức hướng về Ô Kỳ Thắng đám người đã phát động ra công kích, này làm cho Thiên Tôn Quý Phi Thuyền, mà Tôn Trương Hình Thiên cùng Điền Phong Đức là sắc mặt kịch biến, vừa vặn Ô Kỳ Thắng cùng đầu kia màu xanh đậm gấu bự đối oanh, này làm cho Thiên Tôn đám người là âm thầm hoảng sợ, này màu xanh đậm gấu bự không khỏi quá cường hãn một ít chứ. Ô Kỳ Thắng nhưng là đường đường tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Liền ngay cả tôn cấp đỉnh phong cao thủ cường lực một đòn, cũng không cách nào đem màu xanh đậm gấu bự cho đánh chết. Này cửu đầu gấu bự liên hợp công kích, này muốn cho Thiên Tôn đám người làm sao chống cự. Về phần Diệp Thần Phong phía bên kia, phía sau bọn họ 5 con màu xanh lá gấu bự đồng dạng là đã phát động ra công kích, này 5 con màu xanh lục gấu bự thanh Diệp Thần Phong đám người cho rằng cùng Ô Kỳ Thắng bọn họ là người cùng một con đường rồi. DJXMM Thiên Minh những này ngớ ngẩn, này đối với chúng ta mà nói quả thực là tai bay vạ gió. Trình Đại Hổ hùng hùng hổ hổ nói ra. Thẩm Minh Hiên trực tiếp đem trong cơ thể tôn cấp trung kỳ linh hồn lực đề được đưa lên, nói ra ta xem này màu xanh lục gấu bự muốn so Thiên Minh người trả phiền phức. Thần Phong, người ngốc sau lưng chúng ta, lấy người bây giờ tình trạng cơ thể không khỏe chiến đấu. Bên trong thân thể linh hồn lực cực kỳ không ổn định, có vẻ hết sức yếu ớt Diệp Thần Phong. Hắn nhìn xem xông tới 5 con màu xanh lục gấu bự, thần sắc của hắn là ngưng trọng lên, muốn phải dựa vào Lý Gỗ Linh cùng Thẩm Minh Hiên đám người giải quyết này 5 con gấu bự. Loại này tỷ lệ là cực kỳ bé nhỏ, ngàn năm băng tuyết liên hoa lực lượng là không thể tại vận dụng, bây giờ Diệp Thần Phong chỉ có thể tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng. Bất quá, lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể, nếu như tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng. Các loại hiệu quả biến mất sau đó thân thể của hắn e sợ sẽ trở nên càng thêm kém, thậm chí sẽ phát sinh không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1104, ta nghĩ thử một thử. Băng tuyết thế giới bên trong. Theo từng con màu xanh lá cuồng bạo gấu bự điên cuồng bắt đầu chạy, trên mặt đất thâm hậu tầng băng trực tiếp được đạp vỡ, tuyết động bay lượn tại trong không khí. Đại địa đều phảng phất chấn động lên. Vừa vặn đầu kia màu xanh đậm gấu bự hẳn là những này màu xanh lục gấu bự thủ lĩnh, cửu đầu gấu bự tại vọt tới Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người trước người thời điểm, chúng nó là liều lĩnh triển khai công kích, móng vuốt sắc bén ở trong không khí liên tiếp vung vẩy, dường như muốn đem Thiên Tôn Quý Phi Thuyền các loại đầu của người ta cho đập hư thối bình thường. Nguyên bổn Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người tìm tới Diệp Thần Phong, trong lòng bọn họ chính cao hứng lắm. Ai biết này vừa vặn trả nhìn qua phi thường dịu ngoan gấu bự, lại đang trong khoảnh khắc trở nên như thế cáu kỉnh lên, hơn nữa thực lực trả không hề yếu,
hiện tại Quý Phi Thuyền đám người hẳn là biết cái gì gọi là tự chuốc lấy đau khổ, nếu như vừa vặn Ô Kỳ Thắng không có giết chết đầu kia gấu con lời nói, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không phải chịu gấu bự quần công kích không muốn mạng rồi. Tiến vào biến dị trạng thái gấu bự, chúng nó bất kể là tại hình thể, tốc độ, vẫn là về mặt sức mạnh đều chiếm được cực hạn tăng lên, ở đằng kia đầu màu xanh đậm gấu bự dẫn dắt đi, mặt khác 8 con gấu bự thân thể là không ngừng áp sát Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người. Quý Phi Thuyền đám người muốn dùng sức lực của một người tối thiểu đối phó 2 đầu gấu bự, này để cho bọn họ là cảm giác vất vả không ngớt. Quý Phi Thuyền trong miệng chợt quát lên, cho ta đem các loại đáng chết gấu bự toàn bộ giết, không nên lại bảo lưu thể lực. Tiếp tục như vậy e sợ cuối cùng chết lại là chúng ta. Tại nói xong câu đó sau, này Quý Phi Thuyền đột nhiên ngưng tụ lại linh hồn lực đến, bàn tay phải đột nhiên đặt tại trước mặt một con màu xanh lục gấu bự trên bụng, miệng quát linh hồn phá. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Được Quý Phi Thuyền đè lại cái bụng đầu kia gấu bự, chỉ thấy từ trên bụng bắt đầu, trực tiếp đột nhiên bạo liệt ra, trong nháy mắt được này cỗ sức mạnh cường hãn nổ liền đập vỡ thịt đều không tìm được rồi. Tiên huyết tung bay ở trắng xóa trong không khí, đồng thời Quý Phi Thuyền đang sử dụng linh hồn này phá sau đó hắn khí thế trên người không khỏi yếu mấy phần. Một bên khác, Diệp Thần Phong đám người không có vừa bắt đầu rồi cùng cái kia 5 con màu xanh lục gấu bự khởi trực tiếp va chạm, bọn hắn chỉ là lợi dụng tốc độ khắp nơi tránh né. Khi bọn họ nhìn thấy Thiên Tôn Quý Phi Thuyền trực tiếp đem một đầu màu xanh lục gấu bự bắn cho liền không còn sót lại một chút cặn dưới thời điểm. Diệp Thần Phong kinh ngạc hỏi, Lý Thúc, đây là cái gì chiêu số? Lý Gỗ Lim một bên ẩn núp gấu bự công kích, vừa nói, đây là thiên minh linh hồn chi thuật, lẽ nào Diệp thiếu ngươi không biết sao? Chỉ có đến tôn cấp đỉnh phong cao thủ, hắn mới có tư cách tu luyện linh hồn chi thuật, bất kể là trên trời minh vẫn là ở Diệt Thiên Minh đều là giống nhau. Bất quá, linh hồn chi thuật tu luyện vô cùng khó khăn, lần sau linh hồn chi thuật tu luyện bí tịch phi thường ít. Tại chúng ta Diệt Thiên Minh tổng cộng cũng mới 10 loại linh hồn chi thuật, Thiên Minh có linh hồn chi thuật muốn so Diệt Thiên Minh nhiều hơn chút. Một đời trước, Diệp Thần Phong thời đại kia, linh hồn lực mới vừa vặn nghiên cứu ra đến, khi đó nhưng không có gì linh hồn chi thuật, linh hồn này chi thuật hẳn là Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng một đời trước thời đại kia mới có kết quả. Tại Diệp Thần Phong cùng Thẩm Kinh Vũ, Lâm Khang Thắng nhận thức sau đó Diệp Thần Phong một mực nằm ở bận rộn trạng thái trong. Này Thẩm Kinh Vũ cùng Lâm Khang Thắng chỉ sợ là đã quên đối Diệp Thần Phong nhắc tới linh hồn này thuật. Mà vừa mới bắt đầu ngày mới Minh Thiên Tôn Quý Phi Thuyền sử dụng linh hồn chi thuật tên là linh hồn phá, trên trời minh bên trong thuộc về trung đẳng linh hồn chi thuật. Linh hồn này phá là thông qua không ngừng áp xúc linh hồn lực đến trên bàn tay, đợi được áp xúc tới trình độ nhất định sau đó lấy một cái kịch liệt đánh tan điểm, dùng này đến đem địch thân thể của con người nổ nát thành bụi phấn. Đương nhiên linh hồn này phá triển khai ra phi thường tiêu hao linh hồn lực, coi như là tôn cấp đỉnh phong cao thủ tại một liền thi triển 4 tới 5 lần sau, e sợ trong cơ thể hắn linh hồn lực cũng triệt để sẽ bị rút khô. Đang nghe xong Lý Gỗ Linh các loại giải thích sau đó Diệp Thần Phong trong lòng hô to đáng tiếc. Nếu như hắn có thể đủ tập được mấy thứ linh hồn chi thuật lời nói, chỉ sợ hắn hiện tại cũng sẽ không như thế chật vật rồi, hắn tiếp tục hỏi, Lý Thúc. Linh hồn này chi thuật tại sao chỉ có tôn cấp đỉnh phong cao thủ mới có thể tu luyện? Lý Gỗ Lim hồi đáp, vừa đến linh hồn này chi thuật vô cùng ít ỏi, trên trời minh cùng Diệt Thiên Minh Trung Đô cũng coi là chân bảo cấp vật phẩm, đương nhiên là không thể khiến người ta tùy tiện liền đi học rồi. Thứ hai linh hồn chi thuật tu luyện phi thường khó khăn, không có một ít tư chất là căn bản không học được. Thứ ba có linh hồn chi thuật phi thường tiêu hao linh hồn lực. Nếu như vừa vặn linh hồn phá, để một tên cấp 10 linh hồn lực cao thủ đến thi triển, e là cho dù đem trong cơ thể hắn linh hồn lực toàn bộ rút khô, cũng là không thi triển ra được. Nếu như trong cơ thể cũng không đủ linh hồn lực, miễn cưỡng muốn đi thi triển linh hồn chi thuật lời nói, e sợ cuối cùng không những thi triển không ra linh hồn chi thuật, người sử dụng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Linh hồn phá, chết đi cho ta. Tại Lý Gỗ Lim cho Diệp Thần Phong giải thích liên quan đến linh hồn chi thuật thời điểm. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền lần hai thi triển lên linh hồn chi thuật, lại đem một đầu màu xanh lục gấu bự bắn cho đã bị đánh bột phấn. Đồng dạng, trên trời Tôn liên tiếp thi triển linh hồn chi thuật sau, mà Tôn Trương Hình Thiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hắn đang trốn qua một đầu màu xanh lục gấu bự công kích sau đó hai cánh tay của hắn đột nhiên duỗi lên, miệng quát Thiên La Mã. Tiếp lấy,
Từ mà Tôn Trương hình thiên 10 ngón tay trước bay ra từng cây dường như tóc đen vậy năng lượng thể. Những này tóc đen hẳn là do Trương hình thiên trong cơ thể linh hồn lực hình thành. Theo tóc đen càng ngày càng nhiều, những này tóc đen hội tụ thành một tấm giống như là mạng nhện đồ vật. Tấm này mạng nhện thuận lợi đem trước mặt một đầu màu xanh lục gấu bự cho bao lấy. Sau đó, mà Tôn Trương hình thiên hai tay đột nhiên kéo về một cái, gào gừ, trước mặt con này màu xanh lục gấu bự trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ kêu gào, tiếp lấy chỉnh trương linh hồn lực hình thành lưới xuyên qua màu xanh lục gấu bự thân thể, con này màu xanh lục gấu bự trong nháy mắt biến thành từng khối hình lưới màu xanh lục thịt nát. Đương nhiên mà Tôn Trương hình thiên đang sử dụng một chiêu này thiên la địa võng sau, trong miệng hắn đã là thở hổn hển, liền ngay cả dưới chân bước chân cũng có chút đứng không yên, cho nên cũng khó trách tại trong tình huống bình thường liền ngay cả hội linh hồn chi thuật thiên tôn đám người, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng thi triển rồi, dù sao linh hồn này chi thuật tiêu hao thật sự là quá lớn. Tại Lý Gỗ Lim hướng về Diệp Thần Phong giải thích xong liên quan với linh hồn chi thuật sự tình sau đó Diệp Thần Phong đám người là muốn tránh cũng không được, Lý Gỗ Lim nói ra, thiên minh người ví dụ phía trước, cùng những này màu xanh lục gấu bự khoảng cách gần đang đối mặt chiến, chúng ta căn bản không có thắng khả năng. Ở nơi này cũng chỉ có ta một người hội linh hồn chi thuật, ta cũng trước tiên đến thử xem đi. Lý Gỗ Lim đem Diệp Thần Phong đám người bảo hộ ở phía sau, trong cơ thể điên cuồng để dâng lên linh hồn lực đến, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại lên, còn lại ba ngón tay đều uốn lượn, khép lại hai ngón tay là chỉ đi ở trước nhất đầu kia màu xanh lục gấu bự, miệng quát, vạn tiễn xuyên tâm. Lý Gỗ Lim khép lại ngón tay thượng tránh qua điểm một chút ánh sáng, tiếp lấy. Điểm ấy điểm ánh sáng từ từ phóng đại đi ra. Xèo 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 xèo. Từng cây linh hồn lực hình thành mũi tên nhọn, đột nhiên từ Lý Gỗ Lim khép lại ngón tay bên trong bắn ra, không ngừng xuyên thấu lên trước mặt đầu kia màu xanh lục gấu bự thân thể. Lý Gỗ Lim một chiêu này vạn tiễn xuyên tâm, ước chừng chỉ tạo thành 100 cái mũi tên nhọn. Bất quá, đây đã là thanh con thứ nhất màu xanh lục gấu bự thân thể cho làm thiên sang bách khổng rồi. Đang sử dụng suốt một chiêu này vạn tiễn xuyên tâm sau đó Lý Gỗ Lim chân dưới lảo đảo một cái, hắn suýt chút nữa té lăn quay trên mặt đất, trong miệng khổ sở nói ra, năm đó là ta lòng quá tham, dĩ nhiên lựa chọn học tập này vạn tiễn xuyên tâm, này vạn tiễn xuyên tâm tại linh hồn chi thuật bên trong thuộc về cao đẳng thuật, qua nhiều năm như thế ta cũng chỉ có thể đủ bắn ra trăm thanh mũi tên nhọn, hơn nữa mỗi lần thi triển xong vạn tiễn xuyên tâm, ta liền căn bản không có năng lực thi triển lần thứ hai. Mặt khác bốn con màu xanh lục gấu bự đang nhìn đến đồng bạn của mình được mũi tên nhọn bắn sau khi chết, chúng nó là trở nên càng thêm nóng nảy, lần thứ hai liều lĩnh hướng về Diệp Thần Phong đám người vọt tới. Diệp Thần Phong đám người sau lưng đã là tuyết sơn vách núi rồi, bọn hắn đúng là không chỗ có thể lui, nhìn xem xông tới bốn con màu xanh lục gấu bự, Diệp Thần Phong vừa vặn cũng nhìn thấy vạn tiễn xuyên tâm power, nếu như hắn có thể đủ thanh vạn tiễn xuyên tâm triển khai ra. Hơn nữa không cần thi triển đến đỉnh cấp tầng thứ, chỉ cần hắn có thể đủ một lần phát ra 5-600 thanh mũi tên nhọn, vậy thì đầy đủ đem trước mặt bốn con màu xanh lục gấu bự cho toàn bộ giải quyết xong, Diệp Thần Phong ngưng lông mày nói ra. Lý Thúc, đem vạn tiễn xuyên tâm thi triển phương pháp nói cho ta nghĩ thử một lần. Chương 1105, thắng bại ở đây một nâng. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, Thẩm Minh Hiên quyết định thật nhanh nói, Lý Thúc. Xuất hiện tại không có biện pháp khác, người trước để Thần Phong thử một lần, ta cùng Hân Di bọn hắn trước tiên dẫn ra này bốn con màu xanh lục gấu bự chú ý. Lý Gỗ Lim cũng biết bây giờ không phải thời điểm do dự rồi, hắn đáp ứng một tiếng nói, được, Minh Hiên, ngươi và Hân Di bọn hắn phải cẩn thận, này màu xanh lục gấu bự nhưng không phải là các ngươi có thể đối phó, các ngươi chỉ cần kéo dài một hồi thời gian là được rồi. Tại Lý Gỗ Lim đồng ý sau đó Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di. Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lý Viễn bốn người này, dưới chân bọn họ bước tiến hơi động, từ trên mặt đất phân biệt nhặt lên một khối khối băng đến, dùng sức ném vào bốn con màu xanh lục gấu bự trên người, sau đó, bọn hắn lập tức lại đi một bên tránh đi rồi. Này bốn con được khối băng đập trúng màu xanh lục gấu bự, bọn chúng thông minh cũng không cao lắm, chúng nó được Thẩm Minh Hiên đám người khiêu khích là chọc giận, không lại đi quản Diệp Thần Phong cùng Lý Gỗ Lim rồi, hướng về Thẩm Minh Hiên đám người vọt tới. Này vạn tiễn xuyên tâm chính là diệt thiên minh bên trong cao đẳng linh hồn chi thuật, thi triển này vạn tiễn xuyên tâm trong cơ thể nhất định muốn có bàng bạc linh hồn lực để chống đỡ,
lần sau này Vạn Tiễn Xuyên Tâm lĩnh ngộ lên phi thường khó khăn, từ trước đây đến bây giờ, Lý Gỗ Lim vẫn chưa từng nghe nói có ai lần thứ nhất là có thể sử dụng tới Vạn Tiễn Xuyên Tâm, cho dù hắn lúc trước cũng là lĩnh ngộ 3 tháng sau đó hắn mới miễn cưỡng có thể biến ảo ra 5-60 thanh mũi tên nhọn. Cho nên, Diệp Thần Phong tuy rằng đưa ra muốn thử thi triển Vạn Tiễn Xuyên Tâm, thế nhưng Lý Gỗ Lim thật sự không cho là Diệp Thần Phong có thể triển khai ra, dù sao này Vạn Tiễn Xuyên Tâm tu luyện độ khó là hắn đích thân thể nghiệm qua. Bây giờ Diệp Thần Phong nằm ở trạng thái hư nhược, lấy bây giờ tình hình nhất định là thi triển không ra Vạn Tiễn Xuyên Tâm, Diệp Thần Phong đem trong không gian giới chỉ thủ vòng tay đeo ở trên cổ tay, trong tay nhét vào một viên cúc áo, lấy linh hồn lực để kích thích cúc áo, nhất thời vô số khiến hắn tức giận hình ảnh hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. A hát! Diệp Thần Phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó hắn bên trong đan điền hồng sắc khí thể, từ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông tràn ra ngoài, hắn quanh thân lập tức được hồng sắc khí thể cho lượn lờ rồi, đồng thời hắn tóc đen thui cũng trở thành màu đỏ nhạt, thực lực của hắn trực tiếp khóa nhập tôn cấp đỉnh phong tầng thứ. Mặc dù bây giờ thi triển có thể khống chế trạng thái nổi khùng rất nguy hiểm, thế nhưng Diệp Thần Phong bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không thoát khỏi được này 4 con màu xanh lục gấu bự, cho nên hắn chỉ có thể bí quá hóa liều một lần rồi, lấy trạng thái nổi khùng đến thi triển Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Về phần một bên Thiên Minh Thiên Tôn đám người, hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Diệp thiếu, dồn khí đan điền, đem linh hồn lực tại ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong gân mạch hành tẩu. Lý Gỗ Lim nhìn thấy Diệp Thần Phong tiến vào trạng thái nổi khùng sau, hắn là lập tức nói ra. Tiếp lấy Lý Gỗ Lim lại tiếp tục nói, này Vạn Tiễn Xuyên Tâm then chốt, ở chỗ yếu trong thời gian ngắn lấy linh hồn lực để mở rộng gân mạch, để trong cơ thể mình linh hồn lực có thể tại trong gân mạch lưu thông đến càng nhanh, các loại bên trong cơ thể ngươi hết thảy gân mạch mở rộng so với ban đầu thô gấp đôi trở lên, sau đó ngươi là có thể thi triển này Vạn Tiễn Xuyên Tâm rồi. Đương nhiên gân mạch mở rộng thô, thi triển ra Vạn Tiễn Xuyên Tâm liền càng thêm cường hãn. Diệp Thần Phong khi nghe đến Lý Gỗ Lim chỉ điểm sau, hắn đầu tiên vội vàng đem trong cơ thể dồn khí vào bên trong đan điền, sau đó hắn lại lập tức đem linh hồn lực tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong gân mạch nhanh chóng vận chuyển, muốn lấy linh hồn lực đến đem gân mạch mở ra. Bất quá, quá trình này là phi thường thống khổ, vừa mới bắt đầu, Diệp Thần Phong cũng cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch có loại cảm giác nóng rực rồi. Diệp thiếu, đây là ngươi lần thứ nhất thi triển Vạn Tiễn Xuyên Tâm, cho nên này mở rộng gân mạch quá trình cũng là phi thường thống khổ. Lý Gỗ Lim nhìn thấy Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng biểu lộ, hắn ở một bên vội vàng nhắc nhở. Một bên khác, tại Diệp Thần Phong muốn thử thi triển Vạn Tiễn Xuyên Tâm thời điểm, Thiên Minh Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên đám người, bởi vì bọn họ 4 cái đều là tôn cấp đỉnh phong cao thủ, trong tay bọn họ đều nắm giữ một loại linh hồn chi thuật. Tại đem linh hồn chi thuật liên tiếp triển khai ra sau đó công kích Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên đám người cửu đầu gấu bự, cuối cùng chỉ còn dư lại đầu kia màu xanh đậm gấu bự rồi. Còn lại 8 con gấu bự đều đã bị chết ở tại Quý Phi Thuyền đám người linh hồn chi thuật dưới. Đương nhiên, đang giết chết 8 con màu xanh lục gấu bự sau, Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người cũng không được khá lắm được, chỉ thấy bọn họ 4 người dưới chân bước chân lay động phát lợi hại, trên mặt liền một tia màu máu cũng không có, từng cái trong miệng là thở hổn hển, linh hồn này chi thuật thi triển thật sự là quá tiêu hao linh hồn lực rồi. Gào! Đầu kia màu xanh đậm gấu bự nhìn thấy đồng bạn một tên tiếp theo một tên ngã xuống đất, nó là hoàn toàn phát cuồng, lần thứ hai hướng về Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người vọt tới. Quý Phi Thuyền nhìn xem xông tới màu xanh đậm gấu bự, hắn quát lên, ba người các ngươi thanh linh hồn lực rót vào đến trong cơ thể ta, để cho ta cuối cùng đang sử dụng một lần linh hồn phá. Mà Tôn Trương Hình Thiên, Ô Kỳ Thắng cùng Điền Phong Đức ba người này, bọn hắn một tên tiếp theo một tên đưa bàn tay đặt tại Quý Phi Thuyền sau lưng thượng, chật vật đem trong cơ thể một điểm cuối cùng linh hồn lực rót vào đã đến Quý Phi Thuyền trong cơ thể, sau đó ba người bọn hắn liền trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất, trong thân thể linh hồn lực là hoàn toàn tiêu hao hết. Đạt được Trương Hình Thiên đám người linh hồn lực rót vào sau, Thiên Tôn Quý Phi kỳ thân thể của hắn vi vi một bên, tại tránh thoát màu xanh đậm gấu bự công kích đồng thời, Quý Phi Thuyền thủ trưởng trực tiếp đặt tại màu xanh đậm gấu bự hông của giữa, chợt quát lên, linh hồn phá. Một tiếng. Đầu kia màu xanh đậm gấu bự hông của giữa đột nhiên bạo liệt ra, bất quá, lần này linh hồn phá không có đem màu xanh đậm gấu bự cho nổ thành mảnh vỡ,
chỉ là đem màu xanh đậm gấu bự thân thể cho nổ bay ra ngoài, bên hông nhiều hơn một cái cự đại hố máu, tiên huyết cùng nội tạng từ nơi này hố máu bên trong là không ngừng chảy ra, tuy rằng màu xanh lục gấu bự tạm thời còn có hô hấp, thế nhưng e sợ xúc sinh này cũng sống không được bao lâu rồi. Lần nữa thi triển linh hồn phá sau, thiên tôn quý phi thuyền trong cơ thể linh hồn lực cũng tiêu hao hết, hai chân mềm nhũn, cả người té lăn quay trong tuyết. Thiên tôn quý phi thuyền đám người nhìn hướng Diệp Thần Phong bọn hắn tình huống bên kia, hiện tại bọn hắn từ trong tuyết bò lên cũng không làm được rồi, quý phi thuyền lập tức nói ra, chúng ta trước tiên khôi phục linh hồn lực, ta xem Diệp Thần Phong bọn hắn sớm muộn sẽ chết ở đằng kia bốn con màu xanh lục gấu bự trong tay, nếu như Diệp Thần Phong chết rồi, cái kia bốn con màu xanh lục gấu bự liền yếu đối phó chúng ta rồi, chúng ta phải nhanh chút rời đi nơi này. Diệp Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức, hắn cũng nhìn thấy vừa vặn Lý Gỗ Lim thi triển vạn tiễn xuyên tâm cảnh tượng, hắn nói ra, quý ca, ta xem Lý Gỗ Lim đang truyền thụ Diệp Thần Phong thi triển vạn tiễn xuyên tâm pháp môn, bọn hắn thanh hy vọng toàn bộ ký thác vào Diệp Thần Phong trên người rồi, này Diệp Thần Phong lại có thể tùy thời tùy chỗ trong thời gian ngắn tiến vào tôn cấp đỉnh phong tầng thứ. Quý phi thuyền một bên khôi phục linh hồn lực, vừa nói, vạn tiễn xuyên tâm. Ta nghe nói qua, đây chính là Diệp Thiên Minh cao đẳng linh hồn chi thuật, có người nói này vạn tiễn xuyên tâm phi thường tu luyện, mà mục cực kỳ tiêu hao linh hồn của ta phá chỉ là trung đẳng linh hồn chi thuật, ta đều dùng rất lâu mới học được, hơn nữa tại trong tình huống bình thường ta sẽ không dễ dàng thi triển, chứ nói chi là cao đẳng linh hồn thuật. Ta xem Diệp Thần Phong nếu quả như thật muốn đi thi triển vạn tiễn xuyên tâm, hắn trực tiếp sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm cho dây dưa đến chết. Bọn hắn chả thật sự cho rằng Diệp Thần Phong là người nào. Rõ ràng một mực thanh hy vọng ký thác vào tiểu xúc sinh này trên người. Ta ngược lại muốn xem tiểu xúc sinh này có thể hay không sử dụng tới vạn tiễn xuyên tâm. Ta xem hắn liền cái rắm đều không thi triển ra được. Mà Tôn Trương Hình Thiên cười lạnh nói. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Minh Hiên bọn người trên thân được bốn con màu xanh lục gấu bự cho làm được tràn đầy vết thương rồi, mà thiên tôn quý phi thuyền mấy người cũng miễn cưỡng có thể từ dưới đất đứng lên rồi, bọn hắn đầu tiên từng cái là thối lui về phía sau rồi, bọn hắn cũng không muốn khoảng cách gần quan chiến rồi, bọn hắn nhất định muốn chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào đào tẩu. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn người trên thân lần thứ hai nhận lấy màu xanh lục gấu bự công kích, trong miệng là tràn ra từng tia tiên huyết, từng cái thân thể té lăn trên đất đứng không dậy nổi. Cách đó không xa Diệp Thần Phong, hắn giờ khắc này trên trán là nổi gân xanh, chừng hạt đậu mồ hôi hột từ trên gương mặt của hắn không ngừng lướt xuống, linh hồn lực nhanh chóng tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong gân mạch chảy xuôi, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Diệp Thần Phong đã đem gân mạch mở rộng đã đến gấp 3 chi thô, hắn nhìn cách đó không xa ngã xuống đất không dậy nổi Thẩm Minh Hiên đám người, hắn biết không có thể chờ đợi thêm nữa, dưới chân của hắn lập tức sử dụng bạo huyền bộ pháp. Gió giật cuồng xuất hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Minh Hiên đám người trước mặt, hai cái khép lại ngón giữa cùng ngón trỏ là chỉ bốn con màu xanh lục gấu bự. Thắng bại tại một lần này rồi. Chương 1106, Cường Hãn Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Nơi xa, Thiên Minh Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cùng mà Tôn Trương Hình Thiên đám người, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại bốn con màu xanh lục gấu bự trước mặt, đồng thời đem khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa nhắm ngay bốn con màu xanh lục gấu bự. Này làm cho Diệp Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức, khinh thường nói, này Diệp Thần Phong động tác ngược lại là bày tượng mô tượng giảng. Lẽ nào hắn cho rằng cao đẳng linh hồn chi thuật là hàng vỉa hè sao? Hắn nếu có thể dễ dàng như thế thi triển vạn tiễn xuyên tâm, như vậy tư chất của hắn chỉ sợ sẽ là đệ nhất thế giới rồi. Thiên tôn quý phi thuyền các loại người đồng thời là không cho là Diệp Thần Phong có thể sử dụng tới cao đẳng linh hồn chi thuật, mà Tôn Trương Hình Thiên dữ tợn nói ra, các loại ta nhìn Diệp Thần Phong thân thể được bốn con màu xanh lục gấu bự xé thành mảnh nhỏ, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này. Được Diệp Thần Phong ngăn ở phía sau, trong lúc nhất thời không cách nào từ dưới đất đứng lên Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn ánh mắt khẩn trương nhìn xem Diệp Thần Phong bóng lưng, dù sao này vạn tiễn xuyên tâm là Diệp Thiên Minh bên trong cao đẳng linh hồn chi thuật, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di bọn họ là hiểu rõ vô cùng linh hồn này chi thuật tu luyện khó khăn, coi như là cấp thấp linh hồn chi thuật, tu luyện đã 10 phần không sai, chớ nói chi là này cao đẳng linh hồn thuật,
Bất quá, trước mắt Thẩm Minh Hiên đám người càng làm chỗ có hy vọng đều ký thác vào Diệp Thần Phong. Trên người rồi. Diệp Thần Phong hai hàng lông mày là nhíu chặt lại với nhau, nhìn xem điên cuồng hướng về hắn xông tới bốn con màu xanh lục gấu bự, hắn miệng quát vạn tiễn xuyên tâm. Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác trong cơ thể linh hồn lực vận chuyển càng tăng nhanh hơn rồi, có loại phải đem hắn gân mạch đều no bể bụng xu thế. Hắn cái kia khép lại đầu ngón trỏ cùng trên ngón giữa là ánh sáng điểm một chút, nhưng đợi mấy giây sau đó này vạn tiễn xuyên tâm vẫn không có được triển khai ra. Cách đó không xa Diệt Thiên Minh Tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, hắn biết này vạn tiễn xuyên tâm hẳn là dây phát, đang nhìn đến mấy giây sau đó Diệp Thần Phong vẫn không có đem vạn tiễn xuyên tâm cho phát bắn ra, này làm cho trong lòng hắn là bất đắc dĩ thở dài, không khỏi nghĩ nói, vẫn không được sao. Ta sớm nên nghĩ đến sẽ là cái kết quả này rồi, cao đẳng linh hồn chi thuật thi triển ra làm sao sẽ dễ dàng như vậy đây này. Cho dù Diệp Thiếu có thể triển khai ra, e sợ cùng ta lần thứ nhất thi triển cũng không có gì khác nhau, nhiều nhất chỉ có thể phát ra mấy chục cây mũi tên nhọn mà thôi, căn bản là không cách nào một hơi dây bốn con cuồng bạo màu xanh lục gấu bự. Xa xa Diệt Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức thấy cảnh này, hắn lập tức ha ha bắt đầu cười lớn, trong miệng nói ra, ngu xuẩn một cái, chỉ bằng hắn cũng muốn lần thứ nhất liền sử dụng tới vạn tiễn xuyên tâm, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn có thể đủ phóng ra suốt một hai căn mũi tên nhọn tới, xem ra ta đây hoàn toàn là đánh giá cao hắn. Diệp Thần Phong, người chết đi cho ta, người đi chết đi cho ta. Mà Tôn Trương Hình Thiên nhìn xem bốn con gấu bự cách Diệp Thần Phong càng ngày càng gần, trong cổ họng hắn là không chút kiêng kỵ rít gào. Được rồi, lúc này Diệp Thần Phong khẳng định không có sinh khả năng. Chúng ta cũng chuẩn bị rời đi đi. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền khoát tay áo một cái nói ra. Mà Diệp Thần Phong hắn nhìn xem bốn con nằm ở cáu kỉnh bên trong màu xanh lục gấu bự, trên trán của hắn là toát ra mồ hôi lạnh đến, hắn cảm giác mình vẫn không có thất bại, hắn cảm giác trong cơ thể linh hồn lực tại vận chuyển đến càng nhanh rồi. Nằm sau lưng Diệp Thần Phong Thẩm Minh Hiên đám người, trên mặt bọn họ tràn đầy tia chút tuyệt vọng. Bọn hắn đồng dạng là cho rằng Diệp Thần Phong thi triển đã thất bại, Thẩm Minh Hiên miệng quát Thần Phong, người mau chóng rời đi, người không cần quản chúng ta. Đúng, Thần Phong, ta Trình Đại Hổ nhưng là thiếu nợ ngươi tốt nhiều cái tính mạng rồi, lẽ nào tại trước khi chết ngươi đều không cho ta trả lại cho ngươi sao? Ngươi nhanh cho ta rời đi, bằng không ta Trình Đại Hổ không ngươi người huynh đệ này. Trình Đại Hổ là rát cổ họng quát. Thần Phong, ngươi đi nhanh đi, ngươi sống sót. Tương lai còn có Diệt Trừ Thiên Minh hy vọng. Tiêu Lập Viễn cũng quát lên. Lâm Hân Di đang do dự chỉ chốc lát sau, người cũng cuối cùng mở miệng, Diệp Thần Phong, người đi mau, người nhanh cho ta đi. Không nên ở chỗ này thể hiện rồi. Nhưng mà, tại Lâm Hân Di tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, bốn con màu xanh lục gấu bự đã đi tới Diệp Thần Phong trước mặt rồi, chính khi tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong chắc chắn phải chết lúc thương. Diệp Thần Phong khép lại ngón trỏ cùng trên ngón giữa đột nhiên hào quang chói lọi, tia sáng chói mắt chả đang không ngừng mở rộng, này bốn con màu xanh lục gấu bự là không khỏi nhắm hai mắt lại, dưới chân bước chân là lui về phía sau 5-6 bước. Oanh! Từ trên người Diệp Thần Phong trong giây lát thả ra nhất cổ bàng bạc linh hồn lực. Xíu, yêu yêu, 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 xíu, yêu yêu. Tiếp lấy, từng cây do linh hồn lực ngưng tụ mà thành mũi tên nhọn, không ngừng từ Diệp Thần Phong ngón tay bên trong bắn ra, này không ngừng bắn ra mũi tên nhọn tạo thành một mảnh khiến người ta mắt không kịp nhìn mưa tên, điên cuồng hướng về bốn con màu xanh lục gấu bự bay đi rồi. Từ Diệp Thần Phong khép lại ngón tay bên trong trọn vẹn bắn ra ngàn cái mũi tên nhọn, mà vừa vặn Lý Gỗ Lim chỉ bắn ra 100 cái mũi tên nhọn, Diệp Thần Phong thi triển vạn tiễn xuyên tâm. Sự cường hãn trình độ so với Lý Gỗ Lim thi triển phải cường hãn hơn gấp 10 lần khoảng chừng. Gần đây ngàn cái mũi tên nhọn tại bốn con màu xanh lục gấu bự trên người, đã tạo thành vô số lít nha lít nhít nhóm cửa động, máu tươi từ động khẩu trong không ngừng ào ào chảy ra, này bốn con bị dìm ngập tại mưa tên bên trong màu xanh lục gấu bự, trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh khí thể, thân thể cục kịch là trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Cách đó không xa Lý Gỗ Lim. Trong miệng hắn khí tức là phi thường khí gấp rút, hắn thân là ở đây đối vạn tiễn xuyên tâm hiểu rõ nhất người, hắn là cái thứ nhất từ ngây người bên trong phản ứng lại, trong miệng tự nhủ, này, điều này sao có thể? Diệp Thiếu dĩ nhiên thi triển ra vạn tiễn xuyên tâm,
vẫn là hàng ngàn cây mũi tên nhọn, nhưng mà này còn là hắn lần thứ nhất thi triển. Này vạn tiễn xuyên tâm tu luyện độ khó Lý Gỗ Lim là tại hiểu rõ bất quá, hắn lúc trước có thể thi triển vạn tiễn xuyên tâm thời điểm, hắn chỉ có thể phát ra mấy chục cây mũi tên nhọn đến A. Mà Diệp Thần Phong lần thứ nhất tiện tay thi triển, dĩ nhiên là hàng ngàn cây. Cái này Lý Gỗ Lim đả kích chính là hoàn toàn thương tích đầy mình rồi, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong cũng quá yêu nghiệt một điểm chứ. Này vạn tiễn xuyên tâm nhưng là thứ thiệt cao đẳng linh hồn chi thuật A hát. Nơi xa chuẩn bị nhìn thấy Diệp Thần Phong được xé thành mảnh nhỏ sau, lập tức rời đi thiên tôn quý phi thuyền đám người, bọn hắn đang nhìn đến trên mặt đất biến thành thiên sang bách khổng bốn con màu xanh lục gấu bự, này Diệp Thần Phong dĩ nhiên trực tiếp đem bốn con màu xanh lục gấu bự cho một chiêu miểu sát. Lấy vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển ra vạn tiễn xuyên tâm, e sợ trong nhiều hơn mấy đầu màu xanh lục gấu bự cũng chỉ có bị nháy mắt giết chết phần. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Vạn tiễn xuyên tâm là cao đẳng linh hồn chi thuật, Diệp Thần Phong lần thứ nhất thi triển, hắn dĩ nhiên phát bắn ra hàng ngàn cây mũi tên nhọn đến. Diệp Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức vẻ mặt hoảng sợ nói ra. Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này, hắn đáng chết, hắn đáng chết. Mà Tôn Trương Hình Thiên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thân thể của hắn đã bắt đầu run rẩy. Nếu như vừa vặn Diệp Thần Phong đem một chiêu này vạn tiễn xuyên tâm thi triển ở trên người hắn. Hắn là 100% chỉ có đi gặp Diêm Vương ra phần rồi. Diệp Thần Phong xác thực không thể lưu lại, ta hiện tại đã biết rõ tại sao Diệt Thiên Minh Thanh hy vọng ký thác vào Diệp Thần Phong trên người. Lấy Diệp Thần Phong cường hãn như vậy tư chất, tương lai nói không chắc hắn thật sự sẽ uy hiếp được chúng ta Thiên Minh, khi hắn vẫn không có hoàn toàn trưởng thành, chúng ta nhất định phải trước đem hắn cho bóp chết rồi. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền vẻ mặt trịnh trọng nói. Đúng, đúng. Quý ca nói không sai, chúng ta nhất định phải thanh Diệp Thần Phong trước tiên giết đi. Diệt Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức phụ họa nói, nếu như tương lai Thiên Minh thật sự sẽ bị Diệt Thiên Minh cho đột kích ngược rồi, như vậy bọn hắn những này Diệt Thiên Minh kẻ phản bội nhất định sẽ so với Thiên Minh thành viên kết cục trả phải tới thê thảm, Điền Phong Đức cũng không muốn tương lai mình sẽ có một ngày như thế. Mà thi triển ra vạn tiễn xuyên tâm Diệp Thần Phong, hắn trên lưng quần áo sớm đã bị mồ hôi cho thấm ướt. Lại thiếu một chút, hắn sẽ chết tại bốn con màu xanh lục gấu bự móng vuốt dưới rồi, cũng còn tốt hắn tại thế ngàn cân treo sợi tóc, thành công thi triển vạn tiễn xuyên tâm, trong lòng của hắn đồng dạng là vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới mình có thể phóng ra suốt hàng ngàn cây mũi tên nhọn đến. Làm Diệp Thần Phong yếu xoay người nhìn xem Thẩm Minh Hiên đám người tình huống lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác đầu nặng gốc nhẹ lên, trong thân thể trở nên hư không lên. Vừa vặn một chiêu kia vạn tiễn xuyên tâm đem trong cơ thể hắn linh hồn lực là hoàn toàn rút khô. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong trạng thái nổi khùng cũng đang biến mất rồi, lượn lờ tại chung quanh hắn nhạt hồng sắc khí thể thu rút về trong cơ thể hắn, tóc của hắn cũng khôi phục thành màu đen. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Nằm sau lưng Diệp Thần Phong Thẩm Minh Hiên đám người trong cổ họng là không ngừng nuốt nước miếng, trong con ngươi tràn đầy tuyệt đối khiếp sợ, chỉ chốc lát sau. Thẩm Minh Hiên hút miệng hơi lạnh, nói ra, Thần Phong lại sáng tạo kỳ tích. Chương 1107, bị bao vây, gây xích mích kế hoạch. Phù phù, một tiếng. Diệp Thần Phong mắt tối sầm lại, trong đầu ý thức càng phát mơ hồ, thân thể trực tiếp nặng nề té lăn quay trong đống tuyết. Thần Phong, Thần Phong, Thần Phong, này làm cho nằm dưới đất Thẩm Minh Hiên đám người trong cổ họng không khỏi lo lắng hô. Bởi bên trong thân thể dùng không ra khí lực đến, Thẩm Minh Hiên mấy người cũng không cách nào từ dưới đất đứng lên. Ngược lại là cách đó không xa Diệt Thiên Minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, hắn tuy rằng vừa vặn thi triển một chiêu vạn tiễn xuyên tâm, đem trong cơ thể linh hồn lực là hầu như đã tiêu hao hết, thế nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng duy trì đứng yên trạng thái. Hắn vội vàng từng bước đi tới Diệp Thần Phong đám người bên cạnh, ngồi xổm người xuống. Kiểm tra một hồi Diệp Thần Phong tình huống thân thể sau, nói ra, Diệp thiếu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là của hắn thân thể vô cùng suy yếu. Kế tiếp nhất định phải muốn hảo hảo điều dưỡng thân thể mới được, tuyệt đối không thể như vừa nãy như thế chiến đấu, nếu như lại tới một lần nữa lời nói, e sợ Diệp thiếu thân thể thật sự yếu không chịu nổi. Nghe được Lý Gỗ Lim nói Diệp Thần Phong tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, Thẩm Minh Hiên đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Loại này sống sót sau tai nạn tư vị, để cho bọn họ là toàn thân thả lỏng ra, này để cho bọn họ mấy ngày liền Minh Thiên Tôn bọn người đã quên,
Nơi xa, Thiên Minh Thiên Tôn quý phi thuyền, hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, sau đó hắn lập tức nói ra, bây giờ là giải quyết Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này thời cơ tốt nhất, chúng ta bốn người tuy rằng linh hồn lực cũng tiêu hao kém hơn nhiều, nhưng đối phương chỉ có Lý Gỗ Lim vẫn có thể miễn cưỡng đứng đấy, hơn nữa Lý Gỗ Lim linh hồn lực tiêu hao giống như chúng ta, lấy chúng ta bốn người chẳng lẽ còn cần phải sợ một cái Lý Gỗ Lim sao? Vừa vặn Diệp Thần Phong thi triển cao đẳng linh hồn chi thuật, đối với thiên tôn đám người kinh sợ xác thực vô cùng lớn, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc Diệp Thần Phong lại tiếp tục trưởng thành rồi, mà Tôn Trương Hình Thiên nói ra, đi, Diệp Thần Phong người này tuyệt đối không thể lưu, bằng không ngày khác tiểu xúc sinh này quật khởi, chúng ta những người này sẽ mất mạng có thể sống rồi. Về phần Ô Kỳ Thắng cùng Điền Phong Đức hai người này, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối thiên tôn cùng mà tôn đề nghị rồi, bọn hắn đã là cùng Diệp Thần Phong kết xuống cửu oán rồi. Cho nên bọn hắn nhất định muốn kịp lúc nhổ cỏ tận gốc. Nguyên nhân chính là sống sót sau tai nạn mà cảm thấy may mắn Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn nghe được sau lưng động tĩnh, sau đó bọn hắn này mới nhớ tới nơi này còn có Thiên Minh người tại, nhìn thấy từng bước tiếp cận thiên tôn quý phi thuyền đám người, Diệp Thần Phong nằm ở hôn mê, mà Thẩm Minh Hiên đám người lại tạm thời không cách nào từ dưới đất đứng lên, cho nên bọn hắn căn bản vô pháp lập tức rút lui. Thiên tôn quý phi thuyền bọn hắn cách Diệp Thần Phong đám người 3 mét địa phương xa ngừng lại. Bọn hắn từng cái trên mặt là hiện lên nụ cười khinh thường, bọn hắn biết bây giờ nhất định là sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra rồi, màu xanh lục gấu bự quần được giải quyết, Diệp Thần Phong lại nằm ở hôn mê, bọn hắn hiện tại chỉ cần đem Lý Gỗ Lim cho trị phục là được rồi. Bên trong thân thể linh hồn lực hầu như tiêu hao hết tất Lý Gỗ Lim, hắn không chút do dự vượt trước hai bước. Hắn đem Diệp Thần Phong đám người bảo hộ ở phía sau, ánh mắt ngưng trọng trừng lên thiên tôn đám người, tại đã được kiến thức vừa vặn Diệp Thần Phong yêu nghiệt tư chất sau đó nội tâm hắn phát thể kế tiếp cho dù liều tính mạng, hắn cũng tuyệt đối muốn cho Diệp Thần Phong sống tiếp, bởi vì hiện tại hắn cũng kiên quyết không rời tin tưởng, tương lai muốn đem Thiên Minh triệt để diệt trừ. Tất cả những thứ này hay là còn thật sự yếu dựa vào Diệp Thần Phong. Lý Gỗ Lim, ngươi không cần sắp chết vùng vẫy, ngươi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khi này Diệt Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức lời còn chưa nói hết, từ trắng xóa bầu trời bên trong liền truyền đến từng đợt tiếng nổ lớn. Theo, này tiếng nổ lớn vang lên, giữa bầu trời lóe lên từng đạo ánh sáng màu trắng, làm Lý Gỗ Lim cùng Thiên Tôn Quý Phi thuyền đám người không hẹn mà cùng xem hướng lên bầu trời lúc. Giữa bầu trời kia ánh sáng màu trắng đột nhiên bỗng nhiên hướng về trên mặt đất rơi xuống. Đem Lý Gỗ Lim một nhóm nhân hòa thiên tôn một nhóm người bao phủ ở trong đó, ước chừng sau một phút, hào quang màu trắng này mới từ từ biến mất rồi. Tại ánh sáng màu trắng biến mất sau đó Lý Gỗ Lim nhìn thấy một cái hình lập phương trong suốt màn ánh sáng, đem bọn hắn cho bao phủ ở trong đó, mà thiên tôn quý phi thuyền đám người nhưng là được bao phủ ở một cái khác trong suốt hình lập phương màn ánh sáng bên trong, Lý Gỗ Lim lấy tay đi sờ sờ đạo này màn ánh sáng. Sau đó lại dùng sức đánh một quyền, ầm, một tiếng, trước mặt cái này nhìn như phi thường đơn bạc màn ánh sáng vẫn không nhúc nhích. Bốn phía đều bị màn ánh sáng cho bao phủ, này làm cho Lý Gỗ Lim là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn hắn hay là bị vây ở này màn ánh sáng bên trong rồi, nhưng này đối với bọn hắn tới nói cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, cứ như vậy Thiên Minh Thiên Tôn đám người liền bắt bọn họ không có biện pháp, bọn hắn cũng là tạm thời an toàn. Lần sau chỉ cần chờ Diệp Thần Phong tỉnh lại, Diệp Thần Phong trong không gian giới chỉ có rất nhiều đồ ăn, bọn hắn tạm thời là tuyệt đối sẽ không khốn chết tại đây màn ánh sáng bên trong. Cùng Lý Gỗ Lim đám người cách nhau ngăn ngắn 3 mét một cái khác hình lập phương màn ánh sáng bên trong, thiên tôn quý phi thuyền mấy người cũng tại thử phá tan trước mặt màn ánh sáng, nhưng là từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đều thử oanh kích đã tới. Nhưng sức mạnh của bọn họ căn bản không phá ra được này hình lập phương màn ánh sáng bất kỳ một mặt. Thiên tôn quý phi thuyền nhìn xem gần ngay trước mắt Lý Gỗ Lim đám người, hắn nói ra, chúng ta trước tiên lập tức khôi phục trong cơ thể linh hồn lực, các loại khôi phục lại thử có thể hay không phá tan vật này. Minh Hiên, bốn người các ngươi cũng nhanh chóng khôi phục linh hồn lực, trước tiên không nên đi quản những chuyện khác, này băng tuyết thế giới bắt đầu trở nên càng ngày càng quỷ dị. Ta luôn có một loại phi thường dự cảm không tốt. Lý Gỗ Lim tại dặn dò Thẩm Minh Hiên đám người sau, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng tại trong tuyết khôi phục linh hồn lực rồi. Mà nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong, ý thức của hắn lần nữa tiến vào bên trong đan điền,
hắn đang điên cuồng hấp thu ngàn năm băng tuyết liên hoa năng lượng, vừa vặn thi triển vạn tiễn xuyên tâm, đem trong cơ thể linh hồn lực đã tiêu hao hết. Sau đó hắn phát hiện hắn và ngàn năm băng tuyết liên hoa dung hợp tốc độ tăng nhanh, không tốn thời gian dài hắn thì có thể triệt để dung hợp này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa. Sau một ngày, ngoại trừ Diệp Thần Phong vẫn còn hôn mê bên ngoài, Thẩm Minh Hiên cùng Lý Gỗ Lim các loại bên trong cơ thể linh hồn lực hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh cao, mà một cái khác hình lập phương trong màn sáng thiên tôn quý phi thuyền đám người, bốn người bọn họ đang khôi phục linh hồn lực sau đó bọn hắn liền bắt đầu không ngừng oanh kích bốn phía màn ánh sáng rồi, nhưng tung khiến cho bọn họ toàn lực đánh ra, thậm chí cuối cùng liền linh hồn chi thuật cũng thi triển ra, nhưng bọn họ cũng không cách nào đánh tan này màn ánh sáng. Thiên tôn quý phi thuyền bọn hắn nhưng là một ngày một đêm không có ăn cái gì, nguyên bản bọn hắn vẫn có thể tìm một ít cây ra ăn, nhưng bị vây ở tại hình lập phương màn ánh sáng về sau, bọn hắn chỉ có thể ăn trắng tuyết, dùng này đến chống cự đói bụng. Lý Gỗ Lim bọn hắn nơi đó cái hình lập phương màn ánh sáng bên trong, tại bọn hắn linh hồn lực khôi phục sau đó Thẩm Minh Hiên đám người đem chiếu cố Diệp Thần Phong nhiệm vụ giao cho Lâm Hân Di. Lâm Hân Di nữ nhân này vừa mới bắt đầu trả đầy đầy ầm ĩ kiếm cớ, mà khi Thẩm Minh Hiên đám người nhiều lần kiên trì sau đó người chỉ có thể gò má ửng đỏ chiếu cố khởi Diệp Thần Phong đến rồi, để hôn mê Diệp Thần Phong, đầu gối lên trên hai đùi nàng, mỗi khi người cúi đầu nhìn xem nhắm chặt hai mắt Diệp Thần Phong lúc, trong lòng nàng liền sẽ một trận nai con nhảy loạn, thậm chí lạnh lẽo trên mặt hội xẹt qua một vệt liền bản thân nàng cũng không có phát hiện nụ cười. Đột nhiên, Diệp Thần Phong mí mắt phi vi run rẩy hai lần, thấy cảnh này Lâm Hân Di, người vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, đi qua một bên, nói ra, Diệp Thần Phong hắn hẳn là muốn tỉnh. Tại Lâm Hân Di tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, Diệp Thần Phong cặp mắt liền mở ra, ở trong mắt trái của nàng hiện ra một đóa băng tuyết liên hoa đồ án, bất quá, rất nhanh liền biến mất rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể cảm giác suy yếu là hoàn toàn không có. Linh hồn lực khôi phục được trạng thái đỉnh cao, hắn là đem ngàn năm băng tuyết liên hoa cho triệt để dung hợp, giờ khắc này cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa là an tĩnh chiếm giữ tại bên trong đan điền của hắn rồi, cùng đoàn kia hồng sắc khí thể là cộng đồng phân cách Diệp Thần Phong bên trong đan điền không gian. Diệp Thần Phong hoạt động một chút gân cốt, tại Lý Gỗ Lim các loại trong dân cư hiểu rõ đến bây giờ đại thể tình huống sau, hắn thấp giọng hỏi, Lý Thúc, ta cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa hoàn toàn dung hợp. Thực lực của ta làm sao một điểm đều không nhắc tới thăng. Chuyện gì thế này? Lý Gỗ Lim cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu, nói ra, Diệp Thiếu, này ngàn năm băng tuyết liên hoa ta cũng chỉ là nghe minh chủ cùng phó minh chủ nhắc qua, về phần Diệp Thiếu thực lực của ngươi tại sao không hề tăng lên? Này e sợ yếu chờ ngươi tự mình đi hỏi phó minh chủ rồi. Diệp Thần Phong gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác trong màn sáng thiên tôn đám người. Nếu ngay cả thiên tôn bọn hắn cũng không phá ra được màn ánh sáng, như vậy Diệp Thần Phong đoán chừng hắn cũng không phá ra được rồi, lại mà cho dù có thể phá tan, hắn hiện tại cũng không nóng nảy, trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái gây xích mích kế hoạch, hắn muốn cho thiên tôn cùng mà tôn đám người tự giết lẫn nhau, trên trời tôn bọn hắn nguyên khí tổn thương nặng nề sau đó cho dù cuối cùng nhốt lại bọn hắn màn ánh sáng biến mất rồi. Diệp Thần Phong bọn hắn cũng không đến nỗi rơi vào chật vật bị giết kết cục. Chương 1108, bắt đầu tự giết lẫn nhau. Diệp Thần Phong, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi cũng không nên quá đắc ý. Mà tôn Trương Hình Thiên tại cảm thấy được Diệp Thần Phong ánh mắt sau, hắn là không nhịn được mở miệng mắng. Bởi vừa vặn Diệp Thần Phong cố ý nhỏ giọng, thiên tôn quý phi thuyền đám người không nghe thấy liên quan với ngàn năm băng tuyết liên hoa sự tình, Diệt Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức, hắn cười lạnh nói, Lý Gỗ Lim. Ta khuyên các người vẫn là hiện tại lời đầu tiên giết, bằng không chờ chúng ta nghĩ biện pháp rời khỏi này màn ánh sáng bên trong, kết quả của các người có thể so với chết còn thê thảm hơn. Diệp Thần Phong, chúng ta có thể cho ngươi một lựa chọn, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý tự mình kết thúc, như vậy chúng ta có thể buông tha Lý Gỗ Lim bọn hắn, ngươi thấy thế nào? Lẽ nào ngươi không muốn hy sinh chính mình đem đổi lấy chính mình đồng bạn tính mạng sao? Ô Kỳ Thắng âm hiểm nói ra. Diệp Thần Phong vẫn không có gây xích mích, này Ô Kỳ Thắng ngược lại là khiêu khích trước đi lên. Bất quá, Diệp Thần Phong vẫn không trả lời, Trình Đại Hổ ngược lại là mở miệng trước, người cái cháu con rùa, người nghĩ rằng chúng ta là ngớ ngẩn sao? Các ngươi thiên minh bầy xúc sinh này nói có thể tin tưởng. Làm sao, không phục sao,
Ngươi không phục ngược lại là đến đánh ngươi Trình gia ông mày à? Ngươi Trình gia ông mày liền đứng ở chỗ này, ngươi có gan liền đến, ngươi Trình gia ông mày bảo đảm liền lông mày cũng không nhăn một cái, còn nói là cái gì thiên minh mười tôn đây? Ta xem các ngươi liền một đống cứt chó cũng không bằng. Khi nghe đến Trình Đại Hổ hùng hùng hổ hổ sau đó thiên tôn quý phi thuyền cùng mà tôn trương hình thiên đám người, bọn họ là bị tức sắc mặt đỏ lên cực kỳ, song quyền là nắm chít rồi. Chít rồi, vang vọng, nếu không phải trước mặt có ánh sáng màn chống đỡ, chỉ sợ bọn họ đã sớm liều lĩnh đem Trình Đại Hổ lột ra chóc thịt rồi. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối khăn ăn trải tại trên mặt tuyết, nói ra, được rồi, Đại Hổ. Không nên cùng thiên minh những người này nhiều lời, dù sao chúng ta cũng tạm thời không thể rời bỏ nơi này, trước tiên ở nơi này xem ngắm phong cảnh, bữa ăn ngon dừng lại cũng là lựa chọn không tồi. Tại Diệp Thần Phong lấy ra một khối khăn ăn sau đó Diệp Thần Phong lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra 10 chai bia, một ít đồ ăn nhanh thực vật, đại lượng nhóm lửa củi gỗ cùng một ít sinh thịt bò, thịt dê. Thẩm Minh Hiên cùng Lý Gỗ Lim đám người bởi Diệp Thần Phong hôn mê. Bụng của bọn hắn tuy nhiên đói bụng kêu rột rột, đang nhìn đến Diệp Thần Phong lấy ra rất nhiều đồ ăn sau đó Trình Đại Hổ đem củi gỗ bày bỏ qua một bên, đồng thời cầm Diệp Thần Phong trong tay cái bật lửa, đem củi gỗ cho đốt lên sau đó hắn đem thịt bò cùng thịt dê lần lượt phóng tới đi trên đống lửa nướng, vỗ bộ ngực nói ra, Thần Phong. Các ngươi ăn trước, này thịt nướng việc nặng giao cho ta được rồi. Trình Đại Hổ sau đó cầm lấy một lon bia, một bao củ lạc, nhàn nhã vừa nướng thịt. Một bên uống bia ăn đậu phộng rồi, dáng dấp kia đừng nói có bao nhiêu hưởng thụ lấy. Mà Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đám người, bọn hắn nhưng là tại khăn ăn thượng ngồi xuống, mỗi người mở ra một lon bia, Diệp Thần Phong trước tiên cầm lên một con chân không bao trang móng heo, gặm cắn một cái sau đó nói ra, Lý Thúc, các ngươi tùy tiện ăn, tất cả mọi người là người nhà liền không dùng tới khách khí. Lý Gỗ Lim mấy người cũng sau đó cầm lấy các loại đồ ăn bắt đầu ăn. Hiện tại bọn hắn càng thêm cảm thấy cùng Diệp Thần Phong cùng đi ra đến, tối thiểu đồ ăn là có thể bảo đảm, tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, bọn hắn đám người chuyến này ngược lại như là tại dã ngoại liên hoan. Một cái khác hình lập phương trong màn sáng thiên tôn quý phi thuyền đám người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong bỗng dưng lấy ra một khối khăn ăn thời điểm, bọn hắn cũng đã là có phần chấn kinh rồi, sau đó lại nhìn thấy Diệp Thần Phong tầng tầng lớp lớp lấy ra các loại đồ ăn đến. Này làm cho quý phi thuyền đám người là hoàn toàn ngây dại. Nhìn xem những kia mỹ vị thực vật, cùng với người được thịt bò nướng cùng thịt dê hương vị, này làm cho quý phi thuyền đám người trong cổ họng là không ngừng nuốt nước miếng, nguyên bản cũng đã phi thường bụng đói, bây giờ là trở nên càng thêm đói bụng. Chính đang gặm móng heo Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên đứng lên, nói ra, đúng rồi. Rất lâu không ăn được xương sườn súp rồi, không bằng lại nấu một nồi xương sườn súp uống một chút đi. Nói xong, Diệp Thần Phong lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một con nồi, cả một khối đại bài cốt cùng một ít cơ bản đồ gia vị, phải biết Diệp Thần Phong nhẫn không gian là có giữ tươi tác dụng. Lần này tới cực địa sông băng bên này trước đó, hắn biết bên này đồ ăn khả năng phi thường khuyết thiếu, cho nên hắn mới chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Tại đem xương sườn băm, tại nồi bên trong vào nước trong, để vào một chút đồ gia vị sau đó Diệp Thần Phong liền đem nồi cũng phóng tới trên đống lửa rồi. Nhìn xem Diệp Thần Phong không chút hoang mang dáng dấp, này làm cho Trình Đại Hổ cười láo lĩnh nói, Thần Phong, chúng ta đúng là bị vây người sao? Tại sao ta cảm giác chúng ta như là đến dạo chơi ngoại thành? Lý Gỗ Lim, Thẩm Minh Hiên, Lâm Hân Di cùng Tiêu Lập Viễn bốn người này, bọn hắn từng cái trong lòng cũng là rất tán thành, nhìn xem một bên nướng thịt bò cùng thịt dê, nhìn xem một bên hầm cách thủy xương sườn súp, lại nhìn xem phía trước mặt các loại đồ ăn nhanh thực vật. Xem trong tay cầm lon bia, bức tranh này thực sự cùng bọn họ tình cảnh bây giờ quá không phối hợp rồi. Một cái khác trong màn sáng thiên tôn quý phi thuyền đám người, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong lại lấy ra xương sườn gì gì đó, bọn họ là yếu hoàn toàn hỏng mất, trong cổ họng nuốt nước miếng tốc độ là càng tăng nhanh hơn rồi. Trình Đại Hổ đang lật nhúc nhích một chút trên đống lửa thịt bò sau đó hắn nói ra, Thần Phong, này nghiêu thịt có thể ăn. Sau đó... Trình Đại Hổ đem nướng chín thịt bò lần lượt đưa cho Thẩm Minh Hiên đám người, mà hắn trong tay mình cũng cầm một khối, hung hăng cắn một cái nói ra, này thịt bò thật mẹ hắn ăn ngon, ăn vào trong miệng dầu xì xì cảm giác, thật mẹ hắn sảng khoái. Thiên tôn quý phi thuyền không nhịn được hỏi, Diệp Thần Phong,
người những vật này là từ nơi nào làm ra? Chúng ta đều bị bao vây ở cái địa phương này rồi, kỳ thực ta cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta hẳn tạm thời thả xuống ân oán, đồng thời tìm tới rời đi nơi này phương pháp xử lý, người bây giờ có thể hay không nghĩ biện pháp làm một ít đồ ăn đến chúng ta bên này. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong bỗng dưng lấy ra nhiều như vậy đồ ăn đến, sau đó thiên tôn quý phi thuyền là hoàn toàn bị ăn vật làm cho hôn mê đầu, Diệp Thần Phong làm sao có thể sẽ có năng lực xuyên thấu qua màn ánh sáng, đem đồ ăn đưa đến thiên tôn trong tay bọn họ đâu này. Diệp Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức, hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, nói ra, Lý Gỗ Lim, người cũng nói một câu a hát. Quý ca nói đúng vô cùng, thật sự của chúng ta hẳn là trước phải thả xuống ân oán. Một bên mà Tôn Trương Hình Thiên cùng Ô Kỳ Thắng hai người này, bọn hắn cũng đồng ý mọi người trước tiên thả xuống ân oán, bọn hắn bây giờ là không kịp chờ đợi muốn ăn được Diệp Thần Phong các loại trong tay người Mỹ vị rồi. Diệp Thần Phong vừa ăn thịt bò, vừa nói, ân oán có thể tạm thời trước tiên thả xuống. Nghe được Diệp Thần Phong đáp ứng sau đó Thiên Tôn Quý Phi Thuyền vội vàng nói, vậy ngươi nhanh chóng làm chút đồ ăn đến chúng ta bên này. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu. Nói ra, đối với cái này điểm chỉ sợ ta liền không làm được. Nghe vậy, Thiên Tôn Quý Phi Thuyền sầm mặt lại, quát lên, Diệp Thần Phong, ngươi tại trêu chọc ta. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra ta có đang đùa ngươi sao? Ta chỉ nói trước tiên thả xuống ân oán, ta có nói có thể thanh đồ ăn đưa đến các ngươi bên kia đi không? Một đám ngớ ngẩn. Ngược lại, Diệp Thần Phong lại nói, bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Các ngươi cũng không biết cũng bị khốn thời gian bao lâu. Đến cuối cùng các ngươi chỉ ăn tuyết lời nói, đây nhất định là sống không nổi, các ngươi trước đó không phải nói yếu ăn của ta thịt sao. Các ngươi đã đối nhân nhục cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao các ngươi nơi đó có bốn người đây. Đem bên trong một hai người trước tiên giết đi, các ngươi không thì có đồ ăn sao. Các ngươi cũng không dùng tới cảm tạ ta đưa ra cái biện pháp này, ai bảo lòng ta mà thiện lương như vậy đây. Khi nghe đến đề nghị của Diệp Thần Phong sau đó Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đám người trầm mặc lại, trong lòng bọn họ bắt đầu suy tính tới đề nghị của Diệp Thần Phong rồi, dù sao thật sự nếu không ăn đồ ăn, bốn người bọn họ liền thật sự kiên trì không được bao lâu. Thiên Tôn thân là trong bốn người thực lực mạnh nhất, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong bốn người thực lực tương đối yếu một ít Ô Kỳ Thắng cùng Điền Phong Đức, này làm cho Ô Kỳ Thắng cùng Điền Phong Đức vẻ mặt không khỏi sốt sáng lên. Ô Kỳ Thắng nói ra quý ca, chúng ta nhưng là nhiều năm người quen cũ rồi. Nghe được Ô Kỳ nếu thắng sau, Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đem ánh mắt nhìn về phía Điền Phong Đức, này làm cho Điền Phong Đức khẩn trương nói ra quý ca. Bạch, đáng tiếc là còn không có đợi Điền Phong Đức nói chuyện, một tia sáng trắng từ phía trên tôn trong tay lóe lên một lần, tiếp lấy, Điền Phong Đức toàn bộ chân phải đã bị cắt xuống, máu tươi từ Điền Phong Đức chỗ gãy chân tuôn ra. Điền Phong Đức trong cổ họng là tê tâm liệt phế hét to. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền nhíu nhíu mày, nói ra, đừng có gọi rồi, chỉ là chém ngươi một chân mà thôi, ngươi chả sẽ không chết. Nói xong, Thiên Tôn Quý Phi Thuyền lại đem Điền Phong Đức cái kia được chặt đi xuống bắp đùi cắt thành vài đoạn, phân biệt ném cho Trương Hình Thiên cùng Ô Kỳ Thắng một đoạn, liếc nhìn Điền Phong Đức sau đó hắn cũng ném cho Điền Phong Đức một đoạn, hỏi, ngươi có ăn hay không? Chương 1109, không đúng, đây là vạn năm băng tuyết liên hoa. Hai ngày sau, Điền Phong Đức hai cái tay cùng một chân đều bị chặt đi xuống rồi, hắn chỉ còn dư lại một cái chân trái có thể sống chuyển động, trên mặt là không có một tia màu máu, vì có thể tạm thời sống tiếp, dù sao Thiên Tôn cũng đem tay chân của hắn cho chặt đi xuống rồi, thế là, hắn cũng ăn khởi trên tay mình cùng trên chân thịt đến rồi. Trái lại Diệp Thần Phong bọn hắn cái kia hình lập phương màn ánh sáng bên trong, hai ngày nay Diệp Thần Phong bọn họ là hưởng thụ các loại mỹ vị, sự tình chính lấy Diệp Thần Phong dự tính phương hướng đang phát triển, bây giờ Điền Phong Đức chỉ còn dư lại một chân rồi, sẽ đem Điền Phong Đức một điều cuối cùng chân cũng chặt đi xuống sau đó bọn hắn hội chính thức đem Điền Phong Đức giết đi. Nếu như tại giết Điền Phong Đức sau đó Thiên Tôn Quý Phi Thuyền các loại người vẫn là không cách nào rời đi hình lập phương màn ánh sáng. Như vậy Thiên Tôn Quý Phi Thuyền đoán chừng sẽ đối Ô Kỳ Thắng động thủ, nếu như Ô Kỳ Thắng chống đỡ không tới phá tan hình lập phương màn ánh sáng, như vậy cuối cùng Thiên Tôn Quý Phi Thuyền nhất định sẽ đúng Tôn Trương Hình Thiên động thủ, nếu như may mắn, đến cuối cùng chỉ biết còn lại Thiên Tôn một người sống sót, đến lúc đó coi như là màn ánh sáng biến mất rồi.
lấy Diệp Thần Phong bên này thực lực cũng sẽ không thua Thiên Tôn rồi. Thiên Tôn quý phi thuyền bọn hắn hình lập phương màn ánh sáng bên trong, quý phi thuyền lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sau dựa lưng tại trên màn sáng Điền Phong Đức, hắn chuẩn bị đem Điền Phong Đức một điều cuối cùng chân cũng chặt đi xuống rồi. Sắc mặt tái nhợt một mảnh Điền Phong Đức, hắn đang nhìn đến Thiên Tôn quý phi thuyền ánh mắt sau, hắn dùng sức di chuyển thân thể, hư nhược nói ra quý ca, ta cũng chỉ còn sót lại một chân rồi, nhất định không thể lại bị chém đứt rồi. Điền Phong Đức, vì ba người chúng ta, ngươi liền hy sinh một chút đi. Người nhà của ngươi ta sẽ giúp ngươi thay chiếu cố. Nói xong, Thiên Tôn quý phi thuyền trong cơ thể linh hồn lực phóng ra ngoài. Một đạo bạch mang tại Điền Phong Đức trên chân trái tránh qua, tiếp lấy, Điền Phong Đức toàn bộ chân trái liền thoát ly thân thể của hắn rồi. Điền Phong Đức liền như vậy biến thành một cái hòa thoát thoát nhân côn. A hát, tứ chi toàn bộ được chém tới Điền Phong Đức, đau đến hắn yết hầu phát ra âm thanh đều có chút khàn giọng rồi, thân thể trên mặt đất không ngừng co quắp. Thiên Tôn quý phi thuyền mặt không thay đổi nói ra, Điền Phong Đức, lần này ngươi cũng đừng muốn sống rời đi nơi này rồi, dù sao tứ chi của ngươi cũng không có, ngươi trở về thiên minh cũng không có một chút tác dụng nào. Ngươi liền an tâm chuẩn bị làm lương thực của chúng ta đi. Thân thể liên tục co giật Điền Phong Đức, hắn ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong bọn hắn nơi đó một bên tình cảnh, trong lòng dĩ nhiên sinh ra từng tia hối hận. Thiên Tôn đem tay chân của hắn một con chặt đi xuống, chuyện này quả thật so trực tiếp giết hắn còn muốn thống khổ, nguyên bản Điền Phong Đức chính là một cái người tham sống sợ chết, chính hắn vừa không có dũng khí lựa chọn tự sát. Điền Phong Đức tên khốn này, hắn rơi vào kết cục như thế là có tội thì phải chịu. Tại trong hai ngày này Trình Đại Hổ nhìn thấy Điền Phong Đức thủ chân được lần lượt chém tới rồi. Trong lòng của hắn vẫn là vô cùng giải tức giận, ai bảo này Điền Phong Đức phản bội Diệt Thiên Minh đây. Diệp Thiếu, xem ra sự tình tiến triển thập phần thuận lợi, người trong không gian giới chỉ chả có mấy tháng thực vật, chỉ cần chúng ta một mực bị vây ở chỗ này, Thiên Tôn bọn hắn cho dù không cần chúng ta động thủ, cuối cùng bọn hắn đoán chừng cũng sẽ chính mình đi gặp Diêm Vương ra rồi. Diệt Thiên Minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim nói ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, cách đó không xa một tòa đại tuyết sơn đột nhiên sinh ra động tĩnh, trên núi tuyết đống tuyết tại không ngừng mà lăn xuống dưới đến. Cả tòa đại tuyết sơn có vẻ lung la lung lay lên, thật giống có đồ vật gì muốn từ trong núi tuyết tránh ra, này làm cho Diệp Thần Phong đám người và Thiên Tôn quý phi thuyền đám người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn hướng cả tòa đại tuyết sơn. Tại chỉnh tòa đại tuyết sơn sản sinh động tĩnh thời điểm, chiếm giữ tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa lập tức có vẻ bất an, tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền không ngừng xoay tròn, bởi Diệp Thần Phong cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa triệt để dung hợp, hắn ngược lại cũng có thể cảm thụ suốt một ít tình huống, hắn cảm giác này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa bây giờ là vô cùng hoang mang, thật giống muốn gặp được vật gì đáng sợ giống nhau. Này làm cho Diệp Thần Phong thật chặt nhíu mày đến. Lý Thúc, chuyện gì thế này? Thẩm Minh Hiên mở miệng hỏi bên cạnh Lý Gỗ Lim. Lý Gỗ Lim nhìn cách đó không xa động tĩnh càng lúc càng lớn tuyết sơn, hắn nói ra ta xem chỗ này băng tuyết thế giới không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo lý tới nói ngàn năm băng tuyết liên hoa sinh ra bên trong thế giới, là không thể nào xuất hiện sinh vật đang sống, mà cái kia màu xanh lục gấu bự không phải là sinh vật đang sống, hơn nữa thực lực cường hãn vượt quá tưởng tượng. Lý Gỗ Lim tại dừng lại một chút, tiếp tục nói, lần sau Diệp Thiếu nhưng là đem ngàn năm băng tuyết liên hoa cho dung hợp, nếu như này băng tuyết thế giới là ngàn năm băng tuyết liên hoa sinh ra, như vậy Diệp Thiếu hiện tại hẳn là cái này băng tuyết thế giới chúa tể giả rồi. Nhưng Diệp Thiếu làm sao liền một điểm biến hóa cũng không có. Hai ngày nay ta một mực tại suy nghĩ chuyện này. Từ đại tuyết sơn đỉnh núi trung ương đột nhiên bỗng nhiên nổ tung ra, một đạo ánh sáng màu trắng từ trong núi tuyết phóng lên trời, thật cao treo treo tại không trung, làm Diệp Thần Phong đám người và Thiên Tôn quý phi thuyền đám người ngẩng đầu nhìn tới thời điểm. Tất cả mọi người dồn dập ngây dại, Trình Đại Hổ dùng sức dụi dụi con mắt. Nói ra, Lý Thúc, này, đây cũng là một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa. Chỉ thấy giữa bầu trời lẩn quẩn một đóa lớn vô cùng thánh khiết hoa sen, này đóa hoa sen có vẻ như muốn so được Diệp Thần Phong dung hợp cái kia đóa ngàn năm hoa sen càng lớn hơn thật nhiều lần. Một bên khác, mà Tôn Trương Hình Thiên kinh ngạc nói, nơi này tại sao có thể có lớn như vậy băng tuyết liên hoa? Thiên Tôn quý phi thuyền hít một hơi, nói ra, đây là ngàn năm băng tuyết liên hoa.
khó trách chúng ta hội bị vây ở cái này băng tuyết thế giới chúng rồi. Cái này băng tuyết thế giới chính là ngàn năm băng tuyết liên hoa sáng tạo. Ta lúc trước nghe Nghiêm Minh Chủ nói nếu như có thể đạt được ngàn năm băng tuyết liên hoa, như vậy chuyện này đối với bất luận một ai tới nói đều là một cái thiên đại phúc phận. Vừa nghe nói là ngàn năm băng tuyết liên hoa, mà Tôn Trương Hình Thiên cùng Ô Kỳ Thắng, liền ngay cả biến thành người Côn Điền Phong Đức, trong ánh mắt của bọn họ đều để lộ ra bức thiết vẻ mặt, phảng phất hận không thể lập tức đem giữa bầu trời ngàn năm băng tuyết liên hoa chiếm thành của mình. Mà Lý Gỗ Lim lại là thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hắn nhỏ giọng nói, Diệp Thiếu, không đúng, này, đây cũng là trong truyền thuyết vạn năm băng tuyết liên hoa, lúc trước ta nghe nói Minh Chủ cùng Phó Minh Chủ nhắc tới. Lúc trước Minh Chủ cùng Phó Minh Chủ cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, bọn hắn thậm chí khẳng định trên thế giới này không có vạn năm băng tuyết liên hoa tồn tại, mà chỉ có vạn năm băng tuyết liên hoa sáng tạo bên trong thế giới, mới có còn sống kỳ quái sinh vật xuất hiện. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền cũng không biết có một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa đã bị Diệp Thần Phong cho dung hợp, hắn mới sẽ một cái đã nhận định không chung chính là ngàn năm băng tuyết liên hoa, dù sao hắn cũng chưa từng thấy chân chính ngàn năm băng tuyết liên hoa. Chớ nói chi là vạn năm băng tuyết liên hoa. Diệp Thiếu, ta nghĩ được ngươi dung hợp cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa, hẳn là này đóa vạn năm băng tuyết liên hoa đời sau, mà cái này băng tuyết thế giới bên trong chân chính người trưởng khống hẳn là này đóa vạn năm băng tuyết liên hoa, mà Diệp Thiếu ngươi đem ngàn năm băng tuyết liên hoa cho dung hợp, hay là được này đóa vạn năm băng tuyết liên hoa cho đã nhận ra, cho nên nó mới sẽ từ trong núi tuyết phóng lên trời. Hay là này đóa vạn năm băng tuyết liên hoa là hướng về phía ngươi mà đến. Còn có này hình lập phương màn ánh sáng đồng dạng là vạn năm băng tuyết liên hoa chỗ chế tạo ra. Lý Gỗ Lim trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng nói ra. Diệp Thần Phong biết hay là Lý Gỗ Lim đoán thật sự không sai, bởi vì hắn bên trong đan điền cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa trở nên càng phát bất an, nếu như này đóa vạn năm băng tuyết liên hoa đúng là hướng hắn mà đến. Như vậy hắn thật là có đại phiền toái rồi. Diệp Thần Phong đem trong không gian giới chỉ thực vật trực tiếp lấy ra một nửa, nói ra, Lý Thúc, nếu như ngươi đoán không lầm, nếu như này đóa vạn năm băng tuyết liên hoa là tới tìm ta, như vậy nó cần phải cũng chỉ sẽ nhằm vào ta, những đồ ăn này mọi người hảo hảo giữ. Nếu như các ngươi có thể chính mình rời đi nơi này, các ngươi cũng đừng có để ý đến. Thần Phong, ngươi chuyện này. Tại Trình Đại Hổ vừa vặn mở miệng thời điểm, từ bầu trời bên trong cái kia đóa vạn năm băng tuyết liên hoa thượng, đột nhiên hướng xuống bắn ra một ánh hào quang, đạo hào quang này trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong thân thể cho bao phủ, để Diệp Thần Phong trong lòng chút nào sinh không nổi năng lực chống đỡ đến. Sau đó, Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp xuyên thấu qua màn ánh sáng từ từ hướng về giữa bầu trời dâng lên. Cuối cùng, Diệp Thần Phong thân thể được trực tiếp thu nhập vạn năm băng tuyết liên hoa nội bộ, tại chỗ người chả chưa kịp phản ứng thời điểm, ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đóa vạn năm băng tuyết liên hoa tại đem Diệp Thần Phong thu vào trong người sau đó nó dường như một viên sao chổi bình thường trực tiếp từ bầu trời bên trong bay vào dưới nền đất, trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Chương 1110, cảnh khốn khó. Thôn phệ, bị thôn phệ. Từ Diệp Thần Phong bị bắt vào vạn năm băng tuyết liên hoa trong cơ thể, lại tới vạn năm băng tuyết liên hoa tiến vào dưới nền đất. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại ngăn ngắn 2-3 giây đồng hồ bên trong, này làm cho Thẩm Minh Hiên đám người vẫn không có triệt để làm rõ tình hình. Diệp Thần Phong đã bị vạn năm băng tuyết liên hoa mang vào dưới nền đất rồi, này làm cho Thẩm Minh Hiên đám người phải không cấm thất thanh gọi kêu lên, chỉ là nhốt lại bọn hắn màn ánh sáng vẫn không có biến mất, bọn hắn không cách nào đi thăm dò xem tình huống bên ngoài. Lý Gỗ Lim tức giận oanh kích một quyền bên cạnh màn ánh sáng, thở dài, nói ra. Lúc này Diệp Thiếu thật sự nguy hiểm, theo Minh Chủ cùng Phó Minh Chủ nói tới này vạn năm băng tuyết liên hoa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ Diệp Thiếu tướng vạn năm băng tuyết liên hoa đời sau, ngàn năm băng tuyết liên hoa cho dung hợp, này vạn năm băng tuyết liên hoa đã sinh tồn hơn vạn rồi, tuy rằng nó còn sẽ không mở miệng nói chuyện, thế nhưng e sợ nó đã hình thành một ít trí tuệ rồi, bằng vào ta đoán chừng này vạn năm băng tuyết liên hoa nói không chắc sẽ đem Diệp Thiếu cắn nuốt mất rồi. Lý Thúc tuyệt đối sẽ không, Thần Phong có thể dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, ngươi làm sao có khả năng không cách nào dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa đâu này. Trình Đại Hổ lắc đầu nói ra. Lý Gỗ Lim đương nhiên cũng không hy vọng Diệp Thần Phong có chuyện rồi, lần này cùng Diệp Thần Phong cùng đi ra đến, hắn đã được kiến thức Diệp Thần Phong khắp mọi mặt năng lực, tự
tương lai diệt trừ thiên minh hay là chả phải dựa vào Diệp Thần Phong sức mạnh? Hắn hồi đáp, đại hổ, ta đương nhiên cũng hy vọng Diệp Thiếu có thể dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa được rồi. Nếu như Diệp Thiếu thật sự có thể đem vạn năm băng tuyết liên hoa dung hợp, e sợ từ nay về sau Diệp Thiếu tướng một đường phi đằng, dù sao cũng không ai biết dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa. Diệp Thiếu đến cùng sẽ sinh ra biến hóa gì đó? Lý Gỗ Lim, các ngươi nói nhỏ đang nói cái gì? Diệp Thần Phong tiểu tử kia được ngàn năm băng tuyết liên hoa mang đi, lẽ nào các ngươi cho là hắn còn có sống sót dưới khả năng tới sao? Ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua ngàn năm băng tuyết liên hoa a. Vùng thế giới băng tuyết này chính là ngàn năm băng tuyết liên hoa sáng tạo, ngàn năm băng tuyết liên hoa power tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền tâm tình không tệ nói ra. Ngớ ngẩn, Tiêu Lập Viễn bình thản mắng, yếu là vừa vặn cái kia đóa chỉ là ngàn năm băng tuyết liên hoa, như vậy Tiêu Lập Viễn bọn hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng Diệp Thần Phong an nguy, phải biết Diệp Thần Phong đã là dung hợp một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa được rồi. Ta xem các ngươi cũng vẫn không có làm rõ xuất hiện tại tình cảnh của mình chứ. Này nhốt lại chúng ta màn ánh sáng chính là băng tuyết liên hoa làm ra. Ta xem các người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi này trong màn sáng rồi, chúng ta cũng vẫn có rất nhiều mỹ thực có thể hưởng dụng, cho dù muốn chết cũng có thể làm một cái quỷ ăn no. Trình Đại Hổ bĩu môi nói ra. Băng tuyết thế giới dưới nền đất. Nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong là bị đến xương lạnh lẽo cho đông tỉnh, này cỗ lạnh lẽo tiến vào thân thể của hắn sau đó không ngừng ăn mòn hắn đây cốt tủy. Thập phần chật vật mở ra hai con mắt sau đó khởi điểm tầm mắt tiếp xúc cùng địa phương vẫn còn tương đối mơ hồ, đợi đến con mắt thích ứng sau đó hắn mới phát hiện mình tại một mảnh trong nước đá, chu vi lượn lờ hàn khí âm u, tại trước mặt hắn 3 mét địa phương xa, một đóa khổng lồ băng tuyết liên hoa bồng bềnh tại băng trên nước. Diệp Thần Phong dùng sức lung lay đầu sau đó trong đầu hắn suy nghĩ là càng thêm rõ ràng, hắn trước tiên quan sát bốn phía một cái, hắn nhìn thấy phía sau có một mảnh mặt băng. Hắn lập tức bơi đến mặt băng biên giới, cả người bò lên trên mặt băng, hắn cả người quần áo đã là được nước đá cho thấm ướt. Nơi này nước đá không phải là phổ thông nước đá, vừa vặn Diệp Thần Phong thân thể được ngâm tại trong nước đá thời điểm, hắn cảm giác được có cuồn cuộn không đoạn hàn khí tại xuyên thấu qua nước đá tiến vào trong cơ thể hắn, nỗ lực phải đem trong cơ thể hắn hết thảy tiên huyết đều ngưng đọng. Cũng may Diệp Thần Phong dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa. Lúc mấu chốt ngàn năm băng tuyết liên hoa đang trợ giúp Diệp Thần Phong xua tan trong cơ thể hàn khí, bằng không e sợ Diệp Thần Phong mãi mãi cũng không có khi tỉnh táo rồi, hắn đem hội vĩnh viễn phong tồn tại cái này mảnh trong nước đá. Trôi nổi ở nước đá thượng vạn năm băng tuyết liên hoa, nó cảm thấy tỉnh lại Diệp Thần Phong, nó tại trong nước đá xoáy chuyển đến mặt băng biên giới, tiếp lấy, cánh hoa của nó vi vi đong đưa hai lần, nhất cổ uy nghiêm đáng sợ hàn khí nhất thời hướng về Diệp Thần Phong xâm nhập đi qua. Hàn khí mỗi đến chỗ không khí chung quanh phảng phất đều phải bị đọng lại bình thường. Két, 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 két. Tại hàn khí chạm tới Diệp Thần Phong sau đó từ hai chân của hắn bắt đầu, Diệp Thần Phong chính không ngừng bị đóng băng lên, bao trùm ở trên người hắn khối băng chính không ngừng hướng về nửa người trên của hắn chỗ lan tràn. Đối mặt như thế uy nghiêm đáng sợ hàn khí, Diệp Thần Phong căn bản không có chút nào năng lực chống đỡ, mắt thấy khối băng đã lan tràn đến cổ của hắn. Vù một tiếng, từ Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông tràn ra một trận màu trắng sương mù. Này sương mù màu trắng ở trong không khí ngưng tụ mà thành một đóa hoa sen dáng dấp, đây chính là được Diệp Thần Phong chỗ dung hợp cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa. Bây giờ ngàn năm băng tuyết liên cùng Diệp Thần Phong dung hợp, nếu như Diệp Thần Phong chết, như vậy nó cũng là không sống nổi, cho nên nó mới sẽ lập tức từ Diệp Thần Phong bên trong đan điền bật đi ra. Này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa rời đi Diệp Thần Phong bên trong thân thể sau, nó xoay quanh ở Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu, theo nó không ngừng xoay tròn, một tầng sương mù màu trắng liền bao phủ lại Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong trên người hàn khí cũng giống như trong nháy mắt bị đuổi tản ra rồi, trên người của hắn khối băng cũng từ từ hòa tan thành nước đá rồi. Ngàn năm băng tuyết liên hoa đột nhiên giúp đỡ, giống như là đem vạn năm băng tuyết liên hoa cho hoàn toàn chọc giận. Vạn năm băng tuyết liên hoa tại trong nước đá xoay tròn càng tăng nhanh hơn rồi, nhiệt độ chung quanh tại không ngừng mà hạ thấp, dưới 0-100 độ, dưới 0-200 độ, dưới 0-300 độ, dưới 0-400 độ. Kỳ thực, phải biết này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa đích thật là vạn năm băng tuyết liên hoa đời sau, mà này vạn năm băng tuyết liên hoa đã sinh ra từng tia một trí tuệ rồi,
đang nhìn đến đời sau của mình giúp đỡ Diệp Thần Phong, này làm cho nó làm sao có thể không tức giận. Mà ngàn năm băng tuyết liên hoa vẫn không có chân chính sản sinh trí tuệ, bây giờ lại cùng Diệp Thần Phong triệt để dung hợp, chỉ cần có người muốn thương tới Diệp Thần Phong tính mạng, nó liền sẽ liều lĩnh đi ra ngăn cản. Theo nhiệt độ chung quanh không ngừng hạ thấp, tại ngàn năm băng tuyết liên hoa bảo vệ cho, Diệp Thần Phong cũng bắt đầu cảm giác càng ngày càng lạnh giá rồi, hơn nữa chung quanh hàn khí thật giống tại thôn vệ hắn sức mạnh trong cơ thể, này làm cho hắn không khỏi ánh mắt ngưng lại, này vạn năm băng tuyết liên hoa dĩ nhiên muốn đưa hắn cắn nuốt mất rồi. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ không phải một cái yêu thích người ngồi chờ chết, nếu này vạn năm băng tuyết liên hoa muốn thôn vệ hắn, như vậy không bằng hắn trước tiên cắn nuốt này vạn năm băng tuyết liên hoa, cái này cũng là hắn hiện tại biện pháp duy nhất rồi. Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ này, sau đó hắn liền lập tức hướng về vạn năm băng tuyết liên hoa đi tới, mỗi đến gần một bước, Diệp Thần Phong chỗ cảm nhận được lạnh giá liền gấp bội tăng cường, làm Diệp Thần Phong trực tiếp đi tới vạn năm băng tuyết liên hoa thượng thời điểm, ngàn năm băng tuyết liên hoa hoàn toàn không có tác dụng, Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp té lăn quay vạn năm băng tuyết liên hoa bên trên, cả người là run lẩy bẩy. Này vạn năm băng tuyết liên hoa cũng không có ngăn cản Diệp Thần Phong bước chân, hẳn là dưới cái nhìn của nó Diệp Thần Phong dám tới gần nó, này hoàn toàn là Diệp Thần Phong đang tự tìm đường chết. Thân thể cóng đến run lẩy bẩy, trên người lần thứ hai chậm rãi được khối băng ngưng tụ Diệp Thần Phong, hắn cắn răng, ngồi xếp bằng ở vạn năm băng tuyết liên hoa bên trên, mà cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa cũng về tới Diệp Thần Phong bên trong đan điền. Diệp Thần Phong tận lực nhẫn nhịn cực hạn lạnh lẽo. Trong cơ thể không ngừng đã vận hành lên linh hồn lực đến, lợi dụng linh hồn lực đi cảm thụ vạn năm băng tuyết liên hoa năng lượng, thông qua linh hồn lực đến không ngừng cắn nuốt vạn năm băng tuyết liên hoa năng lượng. Vạn năm băng tuyết liên hoa có thể là cảm nhận được Diệp Thần Phong ý đồ, cảnh này khiến nó bốn phía cánh hoa đột nhiên khép lại lên, đem Diệp Thần Phong là vững vàng bao vây ở cánh hoa của nó bên trong, muốn đem Diệp Thần Phong cho trực tiếp đông thành cả một khối khối băng. Tại vạn năm băng tuyết liên hoa cánh hoa khép lại sau đó Diệp Thần Phong bên trong thân thể liền linh hồn lực cũng vận chuyển không trôi chảy rồi, nhưng chính lúc Diệp Thần Phong phải đối mặt hoàn toàn bị đóng băng cục diện lúc, chỉ thấy Diệp Thần Phong bên trong đan điền ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng đoàn kia hồng sắc khí thể đồng thời nhanh chóng vận chuyển, làm cho Diệp Thần Phong một con mắt bên trong hiện ra một đóa băng tuyết liên hoa đồ án, con mắt còn lại bên trong nhưng là hiện ra một đám lửa đồ án. Cả người nhìn qua có phần quỷ dị. Đương nhiên tại ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể đồng thời vận chuyển lúc thức dậy, trong cơ thể hắn lạnh lẽo cũng đang từ từ biến mất rồi, hắn lần thứ hai điên cuồng hấp thu lên vạn năm băng tuyết liên hoa năng lượng. Chương 1111, hoàn toàn mới trạng thái. Tại thân thể hắn bốn phía tạo thành một tầng màng bảo hộ, đáng tiếc là trong gió lốc băng hạt căn bản không nhìn tầng này màng bảo hộ, trực tiếp xuyên thấu qua màng bảo hộ đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Đừng xem những này băng hạt chỉ có chừng hạt gạo, nhưng bọn chúng lực sát thương là không thể khinh thường, những này băng hạt trực tiếp tại Diệp Thần Phong trên người tạo thành từng cái lỗ nhỏ chui vào bên trong thân thể của hắn, từng tia máu tươi từ vô số trong lỗ nhỏ phải không ngừng tràn ra ngoài, này làm cho Diệp Thần Phong căn bản không có ngăn cản khả năng. Tại vô số băng hạt đem Diệp Thần Phong thân thể đánh cho thiên sang bách khổng thời điểm, chung quanh bão táp vẫn cứ không có đình chỉ, cái kia vô số băng hạt khi tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể sau đó rất nhanh dung hóa thành nước đá, hết thảy nước đá đều hội tụ đến cùng một chỗ, chảy vào đã đến Diệp Thần Phong một cái trong gân mạch, theo gân mạch bắt đầu không ngừng lưu chuyển động, chỉ cần là nước đá lưu động qua địa phương, Diệp Thần Phong cái kia trong gân mạch tiên huyết cũng sẽ bị ngưng động. Nếm xem xét đến thân biến hóa trong cơ thể sau đó Diệp Thần Phong lập tức ngồi xếp bằng ở băng trên mặt. Lúc này liền ngay cả vận chuyển ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể cũng không có tác dụng rồi, Diệp Thần Phong chỉ có thể nỗ lực lợi dụng linh hồn lực đến giải trừ bị đóng băng ở gân mạch. Đáng tiếc là Diệp Thần Phong trong cơ thể thừa nhận vô tận giá lạnh thời điểm, phía ngoài nhiệt độ cũng tại không ngừng mà hạ thấp, Diệp Thần Phong căn bản không cố được hai đầu, khi hắn toàn tâm toàn ý muốn giải khai trong cơ thể gân mạch đóng băng, hắn phía ngoài thân thể lần nữa bị đông cứng được cương cứng. Cơ thể hơi run lên, răng rắc, Diệp Thần Phong trên người bị đông cứng được cứng rắn quần áo, trực tiếp từng khối nát tan xuống, Diệp Thần Phong nửa người trên hoàn toàn là hiện lên hiện tại trong không khí.
Trong cơ thể gân mạch trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp tuyết tan, phía ngoài thân thể lại tại đóng băng đi lên, loại này hai tầng giáp công để Diệp Thần Phong vốn là đáp ứng không xuể rồi, hắn biết nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn 100% sẽ chết ở nơi này rồi, nhưng hắn hiện tại còn chưa thể chết, bây giờ cho dù tiến vào có thể khống chế trạng thái nổi khùng trong, hắn đoán chừng cũng hóa giải không được tràng nguy cơ này rồi, trừ phi hắn tiến vào chân chính không cách nào khống chế trạng thái nổi khùng trong. Này đối với hắn mà nói hay là còn có một tia hy vọng, bất quá, tiến vào chân chính trạng thái nổi khùng liền ngay cả chính hắn cũng không biết hội đã xảy ra chuyện gì. Cắn răng thật chặt răng Diệp Thần Phong, hắn cảm thụ cóng đến càng ngày càng cứng ngắc tứ chi, hắn biết rất nhanh tứ chi của hắn liền muốn vô pháp chính thường hành động, trong lòng của hắn thầm nghĩ, mặc kệ, dù sao cũng là một lần chết, chẳng bằng chân chính đụng một cái. Diệp Thần Phong tại trong không gian giới chỉ lấy ra một cái cúc áo. Đem cúc áo nhét vào bên trong tai, lúc này hắn không có nơi cổ tay mang theo khắc chế hồng sắc khí thể thủ vòng tay, linh hồn lực lập tức kích phát rồi cúc áo, rất nhiều để Diệp Thần Phong phẫn nộ đến cực điểm hình ảnh lần lượt hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Ở trong đan điền xoay tròn hồng sắc khí thể, trong nháy mắt thoát ly Diệp Thần Phong đan điền, từ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong lỗ chân lông tràn ra ngoài, Diệp Thần Phong tóc trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Liền ngay cả con mắt cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ, chung quanh hắn được màu đỏ khí thể cho lượn lờ. Lúc này, bên trong đan điền chỉ còn dư lại cái kia đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa, này đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa hay là nhìn thấy hồng sắc khí thể rời khỏi, nó cũng là hoàn toàn không nhẫn nại được, nó cũng trực tiếp thoát ly Diệp Thần Phong đan điền, hóa thành vô số băng hạt phần tử từ Diệp Thần Phong lỗ chân lông tràn ra ngoài, Diệp Thần Phong bên trái lượn lờ hồng sắc khí thể nhất thời biến mất rồi. Được một tầng khí màu trắng thể cho lượn lờ rồi, mà Diệp Thần Phong trong mắt trái hỏa diễm cũng đã biến mất. Thay vào đó là một đóa thánh khiết hoa sen, bất quá, Diệp Thần Phong tóc vẫn cứ duy trì đỏ cả trạng thái. Như thế một nửa được hồng sắc khí thể lượn lờ, một nửa được màu trắng khí thể lượn lờ, mắt trái hiện ra hoa sen đồ án, mắt phải hiện ra hỏa diễm đồ án Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn linh hồn lực đột nhiên tăng vọt lên, trực tiếp từ tông cấp đỉnh khóa nhập tôn cấp sơ kỳ. Lại từ tôn cấp sơ kỳ khóa nhập tôn cấp trung kỳ, lại từ tôn cấp trung kỳ khóa nhập tôn cấp đỉnh phong, cuối cùng Diệp Thần Phong linh hồn lực dĩ nhiên nhảy lên tới cấp thánh đỉnh phong. Nhưng mà, như thế trong thời gian ngắn không ngừng vượt qua tầng thứ, này làm cho Diệp Thần Phong thân thể căn bản là chịu không được, trên người của hắn da thịt lập tức xuất hiện một cái vết rạn nứt, tiên huyết đột nhiên từ trên người hắn vết rạn nứt bên trong lưu chảy ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Thần Phong nửa người trên đã bị tiên huyết cho nhiễm đỏ. Giờ phút này Diệp Thần Phong, bên trái đại biểu lạnh lẽo, bên phải đại biểu nóng bức, hắn hoàn toàn đi vào một loại hoàn toàn mới trong trạng thái, một trắng một đỏ hai con mắt, không chứa bất luận cảm tình gì nhìn chằm chằm vạn năm băng tuyết liên hoa, thân ảnh của hắn đột nhiên lóe lên, thân thể đột nhiên xuất hiện tại băng trên nước, chân phải mũi chân hơi hơi điểm vào nước đá thượng. Diệp Thần Phong thân thể bay thẳng nhảy đến vạn năm băng tuyết liên hoa bên trên. Hoàn toàn không có bất kỳ ý thức Diệp Thần Phong, hai tay của hắn đè xuống vạn năm băng tuyết liên hoa, tiên huyết không ngừng tích đã rơi vào vạn năm băng tuyết liên hoa bên trên. TTTTTT. Tại Diệp Thần Phong tiên huyết chạm tới vạn năm băng tuyết liên hoa thời điểm, từng trận khói trắng từ vạn năm băng tuyết liên hoa thượng xông ra, phảng phất Diệp Thần Phong tiên huyết tại hủ thực vạn năm băng tuyết liên hoa. Này hay là để vạn năm băng tuyết liên hoa cũng cảm thấy sợ hãi, thân thể của nó điên cuồng xoay tròn, nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong cho vẩy đi ra, nhưng nằm ở vô ý thức trạng thái Diệp Thần Phong, hai tay của hắn vững vàng bắt được vạn năm băng tuyết liên hoa, này vạn năm băng tuyết liên hoa căn bản vô pháp đưa hắn cho bỏ rơi. Tại tiên huyết không ngừng nhỏ ở vạn năm băng tuyết thuần hoa bên trên sau, này vạn năm băng tuyết liên hoa ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng này vạn năm băng tuyết liên hoa hẳn là không chịu nổi, thân thể của nó đang không ngừng thu nhỏ lại lại rút nhỏ đi. Phù phù, một tiếng, tại Diệp Thần Phong rơi vào trong nước đá sau, này đóa vạn năm băng tuyết liên hoa vọt thẳng vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Tại vạn năm băng tuyết liên hoa tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể sau đó màu đỏ trong cơ thể cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa phảng phất cũng cảm thấy nguy hiểm, chúng nó cũng chủ động thu rút về Diệp Thần Phong trong cơ thể. Diệp Thần Phong thực lực trong nháy mắt khôi phục được tông cấp đỉnh phong tầng thứ, ý thức của hắn cũng hoàn toàn khôi phục lại, cảm thụ trên người kịch liệt đau đớn, trong cổ họng hắn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này,
trong thân thể hắn liền một tia sức mạnh cũng không sử dụng ra được, chỉ có thể làm cho thân thể của mình trôi nổi ở băng trên nước. Hồng sắc khí thể cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa tại trở về Diệp Thần Phong trong cơ thể, sau đó hai người bọn họ tả hữu giáp công thanh vạn năm băng đùa nghịch hoa sen đẩy vào bên trong đan điền, bởi vừa vặn Diệp Thần Phong tiên huyết cho vạn năm băng tuyết liên hoa đã tạo thành thương tổn, này vạn năm băng tuyết liên hoa trong lúc nhất thời cũng chống cự không được nữa. Diệp Thần Phong thời khắc quan sát trong cơ thể tình hình, tại cảm thấy được vạn năm băng tuyết liên hoa tiến vào đan điền của hắn bên trong, hơn nữa không phát huy ra thực lực đến rồi. Hắn biết bây giờ là cùng vạn năm băng tuyết liên hoa dung hợp thời cơ tốt nhất, ý thức của hắn cũng lập tức tiến vào bên trong đan điền, mặc kệ vạn năm băng loan hoa sen có nguyện ý hay không, ý thức của hắn trực tiếp nhảy lên vạn năm băng tuyết liên hoa. Diệp Thần Phong cũng không biết máu tươi của hắn vì sao lại đối vạn năm băng tuyết liên hoa sản sinh to lớn như vậy thương tổn. Bất quá, hiện tại Diệp Thần Phong quan trọng nhất là nắm chắc thời cơ dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa. Chương 1112, tấn cấp, băng tuyết thế giới chúa tể. Sau một ngày, thân thể trôi nổi ở thấu xương lạnh giá nước đá thượng Diệp Thần Phong, chung quanh hàn khí đều tại hướng về phương hướng của hắn ngưng tụ, hắn vị trí nước đá cũng bắt đầu từ từ sôi trào lên, trên người hắn nguyên bản nứt toác vết thương, tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận lên. Một. Nhất cổ khí hạo nhiên thế đột nhiên từ trên người Diệp Thần Phong phóng lên trời, thanh chung quanh hắn nước đá là văng có tới cao hơn 2 mét, bàng bạc linh hồn lực không ngừng từ Diệp Thần Phong bên trong thân thể tràn ra ngoài, tại thân thể hắn thượng vết thương toàn bộ khép lại sau, trôi nổi ở nước đá thượng Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng của hắn mang theo tia tia mỉm cười, song quyền thật chặt tụ lại lên, hắn cuối cùng là từ tông cấp đỉnh phong linh hồn lực chân chính khóa nhập tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực rồi. Kỳ thực, lần này Diệp Thần Phong không có chân chính dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa, hắn chỉ là đem vạn năm băng tuyết liên hoa dung hợp 1/3, này bây giờ đồng dạng chiếm giữ tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền vạn năm băng tuyết liên hoa, nó còn chưa không ủng hộ Diệp Thần Phong, hay là dưới cái nhìn của nó Diệp Thần Phong chả quá yếu, Diệp Thần Phong chả căn bản không có tư cách làm chủ nhân của nó. Cho nên tại Diệp Thần Phong dung 1/3 sau, vạn năm băng tuyết liên hoa là liều lĩnh chống cự lên. Thế là, Diệp Thần Phong chỉ có thể liền như vậy thôi, bất quá, dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa 1/3 sau, này vạn năm băng tuyết liên hoa cũng không thể rời bỏ Diệp Thần Phong rồi, cũng sẽ không đi thương tổn Diệp Thần Phong rồi, dù sao giữa bọn họ có một chút liên hệ, lẫn nhau bị thương tổn đều sẽ liên lụy đến đối phương, Diệp Thần Phong cũng là hoàn toàn yên lòng. Diệp Thần Phong đối với cái này ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa, hắn là một chút giải cũng không có. Lần này dung hợp 1/3 vạn năm băng tuyết liên hoa, cũng chỉ khiến hắn khóa nhập tôn cấp sơ kỳ tầng thứ, mà trước đó hắn hoàn toàn dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa thời điểm, hắn nhưng lại ngay cả một tia thực lực cũng không hề tăng lên, vậy thì để trong lòng của hắn càng phát cảm thấy không hiểu. Bất quá, tại Diệp Thần Phong nghĩ đến hắn tiến vào trạng thái nổi khùng tình cảnh, loại kia hoàn toàn mới trạng thái, cùng với thực lực tăng vọt hình ảnh, này làm cho trong lòng của hắn là không khỏi một trận khiếp đảm. Này ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể đồng thời phát huy tác dụng, này hơi bị quá mức chỗ hung hãn một chút, trực tiếp để thực lực của hắn trong nháy mắt khóa nhập cấp thánh đỉnh phong tầng thứ. Này suýt chút nữa thành Diệp Thần Phong thân thể đều cho no bể bụng, Diệp Thần Phong cũng không biết lần sau tiến vào chân chính trạng thái nổi khùng lúc, hắn còn có thể hay không tiến vào loại này hoàn toàn mới trạng thái. Này đối với hắn mà nói là vô cùng nguy hiểm, nói không chắc không có đem địch nhân đánh ngã. Thân thể của hắn đã bị cường hãn năng lượng cho no bể bụng. Đang suy tư mảnh mới vừa sau đó Diệp Thần Phong suy đoán này băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể thuộc về đồng nhất tính chất đồ vật, khả năng tại một loại nào đó đặc biệt dưới tình huống có thể trợ giúp hắn đối kháng kẻ địch chỗ. Diệp Thần Phong kiểm tra một hồi chính mình đan điền, rực rỡ kim hắn bên trong đan điền là 3 phân thiên hạ, phân biệt được vạn năm băng tuyết liên hoa, ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng hồng sắc khí thể chiếm lấy rồi. Ba người này trong lúc đó là ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi. Thái mảnh băng tuyết thế giới vốn là vạn năm băng tuyết liên hoa sáng tạo, vạn năm băng tuyết liên hoa là nơi này chân chính chúa tể, bây giờ vạn năm băng tuyết liên hoa tiến vào Diệp Thần Phong đan điền, nó từ bỏ trưởng khống băng tuyết thế giới rồi, như vậy thân là vạn năm băng tuyết liên hoa đời sau ngàn năm băng tuyết liên, nó liền cũng có thể trưởng khống vùng thế giới băng tuyết này rồi.
Mà ngàn năm băng tuyết liên hoa lại cùng Diệp Thần Phong hoàn toàn dung hợp, bây giờ Diệp Thần Phong chẳng khác nào là vùng thế giới băng tuyết này chúa tể giả rồi, đem bên trong đan điền ngàn năm băng tuyết liên hoa năng lượng điều động sau, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác toàn bộ băng tuyết thế giới phảng phất khắc sâu vào trong đầu của hắn, hắn tiện tay vung lên, két, 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 ở trước mặt hắn một mảnh nước đá liền trong nháy mắt ngưng kết thành mặt băng. Diệp Thần Phong hài lòng gật gật đầu, tự nhủ, là thời điểm rời đi nơi này rồi, vùng thế giới băng tuyết này sẽ là thiên minh 10 tôn táng sinh chi địa. Băng tuyết thế giới bên trong. Tại ngày hôm qua Diệp Thần Phong được vãn năm băng tuyết liên hoa ôm xuống lòng đất dưới sau đó nhốt lại Lý Gỗ Lim đám người và thiên tôn quý phi thuyền đám người màn ánh sáng liền biến được càng ngày càng không ổn định rồi, này làm cho thiên tôn quý phi thuyền đám người là nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn cũng không có lại đi dùng ăn diệt thiên minh kẻ phản bội Điền Phong Đức thịt trên người rồi, này làm cho biến thành người côn Điền Phong Đức đúng là có thể kéo dài tàn hơi còn sống. Thẳng đến sáng sớm hôm nay, nhốt lại Lý Gỗ Lim đám người và thiên tôn quý phi thuyền đám người màn ánh sáng là hoàn toàn sụp đổ rồi, tại màn ánh sáng sụp đổ thời điểm cũng chính là Diệp Thần Phong dung hợp 1/3 vạn năm băng tuyết liên tiêu tốn thời gian. Ha ha ha, thiên tôn quý phi thuyền ngửa mặt lên trời cười to một tiếng sau đó nói ra, cái này đáng chết màn ánh sáng cuối cùng là biến mất rồi. Mà tôn trương hình thiên mục quang chăm chú nhìn chằm chằm Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người, do khô Diệp Thần Phong để lại rất nhiều thực vật, này làm cho mà tôn trương hình thiên quát lên, Lý Gỗ Lim, xuất hiện tại các ngươi ngược lại là lại cho ta hung hăng nhìn xem. Nếu Diệp Thần Phong được băng tuyết liên hoa giết chết, như vậy ta đối với hắn căm hận liền muốn phát tiết ở trên người các ngươi, ta nhất định phải đem bọn ngươi từng cái chém thành muôn mảnh. Mười tôn bên trong thứ năm Ô Kỳ Thắng, trong cổ họng hắn là nuốt một cái. Nước, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu như sau khi ăn xong Điền Phong Đức về sau, này màn ánh sáng vẫn không có tản đi, như vậy kế tiếp hắn liền muốn biến thành thiên tôn cùng mà tôn thực vật rồi, trong lòng của hắn có loại tử lý đào xanh sung sướng cảm giác. Về phần biến thành người côn Điền Phong Đức, thân thể của hắn tại trong tuyết vặn vẹo, hắn hiện tại vẫn chưa muốn chết đâu. Nếu như hắn rơi xuống diệt thiên minh người trong tay hắn là chắc chắn phải chết, cho nên hắn đối với thiên tôn quý phi thuyền lấy lòng nói, quý ca, người nhất định phải đem ta cũng mang ra vùng thế giới băng tuyết này a hát. Chuyện nơi đây ta tuyệt đối sẽ không hướng về những người khác nói, về sau ta chỉ muốn ở tại thiên minh chúng qua xong nửa đời sau rồi. Này Điền Phong Đức thật giống xong quên hết rồi là ai đưa hắn biến thành người côn được rồi. Thiên tôn quý phi thuyền khinh thường liếc nhìn Điền Phong Đức, hắn xuất hiện tại không có tâm tình đi để ý tới Điền Phong Đức, hắn nhìn xem Lý Gỗ Lim đám người, nói ra là muốn để cho chúng ta động thủ đâu này. Cũng là các ngươi chính mình đem trong cơ thể linh hồn lực toàn bộ phế bỏ. Ta nghĩ bây giờ chắc chắn sẽ không lại có thêm kỳ tích phát sinh rồi. Các ngươi kỳ vọng Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia đã tại trên đường hoàng tuyển trợ các ngươi rồi. Mặc dù đối phương thiếu một cái tôn cấp đỉnh phong Điền Phong Đức, thế nhưng quý phi thuyền, Trương Hình Thiên cùng Ô Kỳ Thắng ba người này, bọn hắn nhưng đều vẫn là tôn cấp đỉnh phong cao thủ, Thẩm Minh Hiên đám người lại tại sao có thể là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa hiện tại muốn chạy trốn lời nói, tốc độ của bọn họ lại không sánh được quý phi thuyền đám người. Này làm cho Thẩm Minh Hiên cùng Lý Gỗ Lim trong lòng bọn họ là đã làm xong vừa chết chuẩn bị. Nhưng mà, vừa lúc đó, một bóng người đột nhiên từ nơi không xa dưới mặt tuyết vọt ra, hí hành hạ thanh âm tại bốn phía vang vọng ra, ai nói không có kỳ tích xảy ra. Ai nói ta Diệp Thần Phong đã bị chết. Nửa người trên vẫn không có mặc quần áo vào Diệp Thần Phong, hắn tại trên mặt tuyết đứng vững vàng sau đó ánh mắt của hắn là nhìn hướng thiên tôn đám người. Bây giờ hắn nhưng là vùng thế giới băng tuyết này chúa tể giả rồi, tại đây băng tuyết thế giới bên trong hắn căn bản không cảm giác được lạnh giá rồi. Thần Phong, ngươi không có chuyện gì, đây thật sự là quá tốt rồi. Diệp Thần Phong, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi lại có thể tại ngàn năm băng tuyết liên hoa trong tay sống sót. Thẩm Minh Hiên đám người trước tiên là hưng phấn quát. Mà thiên tôn quý phi mở đám người trong con ngươi là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Trong cổ họng khiếp sợ là bật thốt lên, này Diệp Thần Phong quả thực là một lần lại một lần ngoài tất cả mọi người dự bái. Bởi Diệp Thần Phong vận dụng ngàn năm băng tuyết liên hoa năng lượng, cái này hắn tôn cấp sơ kỳ thực lực cho che giấu rồi, này làm cho thiên tôn quý phi thuyền không có phát giác ra Diệp Thần Phong thực lực tăng lên. Quý phi thuyền cười lạnh nói, tiểu xúc sinh, người đã không có chết tại ngàn năm băng tuyết liên hoa trong tay,
như vậy liền do chúng ta tới tự tay tiễn ngươi lên đường. Tại quý phi thuyền xem ra Diệp Thần Phong hoàn toàn không có khả năng dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa loại này vật thần kỳ. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta nạp mạng đi. Mà Tôn Trương Hình Thiên đang nhìn đến Diệp Thần Phong không có chết, hắn nhất thời là mừng rỡ, hắn còn muốn tự tay giết Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đang nhìn đến hướng về chính mình nhanh chóng tới mà Tôn Trương Hình Thiên, khóe miệng của hắn là xẹt qua một vệt nụ cười, trong miệng nói ra, gió nổi lên. Tiếp lấy, một trận mãnh liệt cơn lốc liền hướng về Trương Hình Thiên tịch quyển nhi đi rồi, ầm. Một tiếng, Trương Hình Thiên thân thể được trận này cơn lốc trực tiếp ta được đụng vào đại tuyết sơn bên trên. Diệp Thần Phong lại nói, ngưng. Té lăn trên đất mà Tôn Trương Hình Thiên, ở cái này ngưng chữ vừa vặn hạ xuống xong, két. Két, két, thân thể của hắn trong nháy mắt được ngưng kết thành cả một khối to lớn khối băng. Phá, Diệp Thần Phong không có dừng lại nói. Ầm, một tiếng. Tại phá chữ từ Diệp Thần Phong trong miệng nói lúc đi ra, biến thành cả một khối cự khối băng lớn mà Tôn Trương Hình Thiên, hắn là đột nhiên nổ tung ra. Bị băng phong tại khối băng bên trong thân thể trong nháy mắt nổ liền một tia mảnh vỡ cũng không tìm được. Diệp Thần Phong đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Tôn Quý Phi Thuyền, nói ra tại vùng thế giới băng tuyết này bên trong ta Diệp Thần Phong là chúa tể, hiện tại ngươi cho rằng là ai đưa ai lên đường. Chương 1113, Vô Địch. Băng tuyết thế giới bên trong. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này dừng lại, Diệp Thần Phong đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, trong miệng chỉ là nói đơn giản vài chữ. Này tất cả xung quanh thật giống đều nghe theo Diệp Thần Phong chỉ huy, mà đường đường mà Tôn Trương Hình Thiên tại vẫn không có đụng tới Diệp Thần Phong một cái góc áo, hắn liền trực tiếp biệt khuất thân thể nổ tung mà chết. Thiên Tôn Quý Phi Thuyền hắn đang nhìn đến mà Tôn Trương Hình Thiên kết cục sau đó hai mắt của hắn trợn lên dường như đèn lồng giống như lớn nhỏ, trong lỗ mũi hô hấp biến đến mức dị thường gấp gáp, tại trong cổ họng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt sau đó hắn không dám tin tưởng mà hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa. Ngươi có thể điều khiển vùng thế giới băng tuyết này. Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ 5 ô kỳ thắng, hai con mắt của hắn đồng dạng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Nếu như Diệp Thần Phong thật sự dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, như vậy bọn hắn những người này tại băng tuyết thế giới trong khẳng định liền không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong rồi. Biến thành người côn diệt Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức, hắn là đầy mặt khiếp sợ há hốc miệng. Tuy rằng Thiên Tôn đem tay chân của hắn cho bổ xuống, nhưng trong lòng của hắn chả là hy vọng Thiên Tôn Quý Phi Thuyền có thể chiến thắng Diệp Thần Phong đám người. Dù sao nếu như rơi xuống diệt Thiên Minh người trong tay, kết cục của hắn e sợ hội càng thêm thê thảm. Về phần Thẩm Minh Hiên, Lý Gỗ Linh cùng Lâm Hân Di đám người, bọn hắn đều rõ ràng Diệp Thần Phong đã sớm dung hợp một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa. Bây giờ Diệp Thần Phong có thể trưởng khống vùng thế giới băng tuyết này rồi, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Diệp Thần Phong thật sự dung hợp cái kia đóa chỉ tồn tại trong truyền thuyết vạn năm băng tuyết liên hoa. Này làm cho Thẩm Minh Hiên cùng Lý Gỗ Lim đám người chỉ là nghĩ nghĩ, bọn hắn liền miệng đắng lưỡi khô được rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ quả thực liền yêu nghiệt cái từ này cũng không cách nào để hình dung Diệp Thần Phong rồi. Thần Phong vẫn có thể tại châu bò một chút sao, chỉ là nói vài chữ liền giải quyết xong một tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Dung hợp một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa, lại dung hợp một đóa vạn năm băng tuyết liên hoa. Ta hiện tại quyết tâm tin tưởng, tương lai Thiên Minh nhất định sẽ bị Thần Phong cho triệt để diệt trừ. Trình Đại Hổ hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Lâm Hân Di đang nhìn đến Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, này làm cho người nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Từ khi Diệp Thần Phong được vạn năm băng tuyết liên hoa kéo xuống lòng đất dưới sau đó người cả người liền có vẻ tâm thần không yên. Nói một đằng làm một nẻo nói, Diệp Thần Phong tên khốn này, này trời đang rất lạnh, hắn làm sao liền quần áo cũng không mặc. Diệt Thiên Minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, hắn thở dài, nói ra, chúng ta Diệt Thiên Minh có thể kết bạn Diệp thiếu nhân vật như vậy. Đây thật sự là lên trời đối với chúng ta quan tâm rồi. Ngược lại, Lý Gỗ Lim rồi hướng Thẩm Minh Hiên đám người, nói ra, Minh Hiên. Về sau các ngươi chỉ cần theo sát Diệp thiếu bước tiến. Mặc dù nói thực lực của các ngươi tăng trưởng hay là không đuổi kịp Diệp thiếu, thế nhưng chí ít các ngươi tăng cao thực lực tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Thẩm Minh Hiên cùng Tiêu Lập Viễn đám người là rất tán thành gật gật đầu, từ bọn hắn nhận thức Diệp Thần Phong cho tới bây giờ. Thật giống Diệp Thần Phong mặc kệ gặp phải như thế nào cửu tử nhất sinh.
Cuối cùng hắn có thể đủ an an toàn toàn xuất hiện, hơn nữa mỗi lần đều có thể để cho bọn họ giật nảy cả mình. Nửa người trên không có mặc quần áo, da thịt dường như bạch tuyết giống như thánh khiết Diệp Thần Phong, khóe miệng hắn xẹt qua một vệt để nữ nhân điên cuồng độ cong, cười nói thiên minh thiên tôn cũng sẽ có sợ hãi thời điểm. Dù sao các ngươi cũng sống không tới ngày mai, ta Diệp Thần Phong nhưng là cái người rất hiền lành, ta liền để cho các ngươi chết rõ ràng, kỳ thực ta đã sớm dung hợp một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa. Mà các ngươi nhìn đến cái kia đóa chính là vạn năm băng tuyết liên hoa, ta nghĩ các ngươi hẳn còn nhớ lần trước gặp phải của ta thời điểm. Ta nằm ở đóng băng trạng thái chứ, lúc ấy chính là ta tại dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa. Vạn năm băng tuyết liên hoa. Thiên tôn quý phi thuyền cùng Ô Kỳ Thắng hai người này, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, bọn hắn suýt chút nữa thanh đầu lưỡi của mình đều cắn xuống, dưới cái nhìn của bọn họ ngàn năm băng tuyết liên hoa đã là ngàn năm khó gặp rồi, bọn hắn nhìn đến cái kia đóa dĩ nhiên là chỉ tồn tại trong truyền thuyết vạn năm băng tuyết liên hoa. Thiên tôn quý phi thuyền bọn hắn không có hoài nghi Diệp Thần Phong theo như lời nói, vừa đến Diệp Thần Phong cũng không có cần thiết lừa bọn họ. Thứ hai thì là bọn hắn lần trước nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong xác thực nằm ở đóng băng bên trong, tại Diệp Thần Phong phá phong mà ra sau, Diệp Thần Phong trên người liền quỷ dị cho thấy cuồng bạo băng tuyết năng lượng. Bây giờ Diệp Thần Phong không chỉ dung hợp một đóa ngàn năm băng tuyết liên hoa, hắn chả dung hợp một đóa vạn năm băng tuyết liên hoa, này làm cho thiên tôn quý phi thuyền đám người là hoàn toàn không bình tĩnh rồi, này Diệp Thần Phong đến cùng là quái vật nào? Thiên tôn quý phi thuyền cắn răng răng, nói ra, Diệp Thần Phong, người muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Đem chúng ta ép, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không dễ dàng như thế. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, ngươi cho rằng ta đem sự tình đều nói cho các ngươi biết, ta còn hội bỏ qua cho bọn ngươi sao? Còn có ta lặp lại một điểm, tại đây băng tuyết thế giới bên trong ta Diệp Thần Phong là chúa tể, ta ở nơi này là vô địch tồn tại. Các ngươi là muốn tự mình kết thúc đâu này? Vẫn để cho ta giúp các ngươi một tay. Hừ, thiên tôn quý phi thuyền trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, quát lên, tiểu súc sinh, ngươi đã không muốn để cho ta dễ chịu, như vậy ta liền cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Thiên tôn quý phi thuyền bên trong thân thể ngưng tụ tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực, một đôi mắt là hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hai bàn chân đột nhiên đạp đất, thân ảnh của hắn liền hướng về Diệp Thần Phong vào tới. Miệng quát tiểu súc sinh, ta cho ngươi nếm thử linh hồn phá tư vị. Trên trời tôn quý phi thuyền thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt sau, quý phi thuyền bàn tay phải nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong cái bụng đè xuống, linh hồn phá power nhưng là không phải chuyện nhỏ, nếu như Diệp Thần Phong được một chiêu này linh hồn phá cho đánh chúng, đoán chừng bụng của hắn cần phải muốn hoàn toàn vỡ ra được không thể. Đứng tại chỗ không hề nhúc nhích Diệp Thần Phong, hắn tại cảm nhận được thiên tôn khí thế cường hãn sau. Trên mặt hắn biểu lộ nhưng vẫn là không có chút rung động nào, tại vùng thế giới băng tuyết này bên trong hắn nhưng là định liệu trước, cười lạnh nói chỉ sợ ngươi không có cơ hội thi triển linh hồn phá rồi. Ngưng, Diệp Thần Phong trong miệng mãnh liệt nói. Tiếp lấy, chung quanh uy nghiêm đáng sợ hàn khí trong nháy mắt hướng về quý phi thuyền cánh tay phải ngưng tụ, tại bàn tay phải của hắn vẫn không có đụng tới Diệp Thần Phong cái bụng thời điểm, hắn cả cánh tay phải cánh tay liền bị khối băng cho băng nhốt lại. Diệp Thần Phong cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đập đánh vào quý phi thuyền trên cánh tay phải, cách cách. Cách cách, cách cách, quý phi thuyền cả cánh tay phải cánh tay lập tức biến thành khối nhỏ khối băng rải rác ở trên mặt đất, này làm cho quý phi thuyền trong cổ họng là phát ra một trận thanh âm thống khổ. Đúng rồi, suýt chút nữa quên một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Diệp Thần Phong cánh tay lần thứ hai vung lên, đem quý phi thuyền hai cái chân cho băng nhốt lại sau. Hắn đi thẳng tới mà tôn trương hình thiên thi thể mảnh vỡ bên, tại mảnh vỡ bên trong lật ra hai lần sau đó một tấm tương tự giấy dai đồ vật liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Này tấm da trâu giấy tài liệu tốt vô cùng, tại vừa vặn Diệp Thần Phong đem mà tôn thân thể lúc nổ, đúng là không có đem này tấm da trâu giấy cho nổ tung rồi, bằng không Diệp Thần Phong sẽ phải khổ rồi rồi. Này tấm da trâu giấy là một tờ bản đồ bên trong một phần nhỏ, Diệp Thần Phong bọn hắn phải tìm được thiên minh thần đảo. Bọn hắn đầu tiên nhất định muốn tìm tới đế đảo, mà phải tìm được đế đảo nhất định muốn thu thập được thiên minh 10 tôn trung thiên tôn cùng mà tôn, cùng với thiên minh ngũ thánh trên người 7 tấm bản đồ, như vậy bọn hắn mới có thể chính xác đến đế đảo. Đem mà tôn trương hình thiên trên người bản đồ thu vào trong không gian giới chỉ sau,
Diệp Thần Phong lần thứ hai về tới Thiên Tôn Quý Phi thuyền bên cạnh, như hôm nay Tôn Quý Phi thuyền hai chân không cách nào hành động, hắn chỉ có cánh tay phải có thể sống chuyển động, trong cổ họng gầm hét lên: "Tiểu súc sinh, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Thực sự là đáng ghét, ngưng. Lúc này, Diệp Thần Phong đem Quý Phi thuyền cánh tay trái cùng miệng đều dùng khối băng cho nhốt lại, sau đó, Diệp Thần Phong lại tại Quý Phi thuyền trên người tìm tòi lên. Rất nhanh hắn liền ở Quý Phi thuyền trong quần áo tìm tới một tờ bản đồ cùng một quyển tu luyện linh hồn phá bí tịch. Linh hồn này phá Diệp Thần Phong về sau có thời gian ngược lại là cũng có thể học, cho nên hắn đem bản đồ cùng linh hồn phá bí tịch đồng thời thu nhập trong không gian giới chỉ. Diệp Thần Phong bắt được đồ vật mong muốn, sau đó dưới chân hắn bước chân lui về phía sau vài bước, liếc nhìn Ô Kỳ Thắng, này làm cho Ô Kỳ Thắng là cả người run lên một cái. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra: "Được rồi, giữ lại các ngươi cũng hết tác dụng rồi, các ngươi có thể lên đường, ta nghĩ các ngươi Thiên Minh 10 tôn vẫn có thể tại trên đường Hoàng Tuyền gặp gỡ." Diệp Thần Phong hai tay vẫy một cái, không khí chung quanh nhất thời trở nên cáu kỉnh lên, ngăn ngắn mấy giây, trong không khí đã bị ngưng tụ mà thành hai cái to lớn băng xương cự long, cái này hai đầu băng xương cự long đột nhiên hướng về Thiên Tôn Quý Phi thuyền cùng Ô Kỳ Thắng vào tới, Quý Phi thuyền thân thể là không cách nào hành động. Mà Ô Kỳ Thắng là căn bản không tránh thoát băng xương cự long công kích. Ầm, ầm, hai tiếng. Tại hai cái băng xương cự long đụng vào Thiên Tôn cùng Ô Kỳ Thắng trên người lúc, hai người này trực tiếp được va chạm liền xương vụn cũng không có còn lại, trong nháy mắt lại giải quyết xong hai tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ. Diệp Thần Phong ở cái này băng tuyết thế giới bên trong là danh phù kỳ thật nhân vật vô địch. Chương 1114, bắt đầu băng tuyết bị tan chảy thế giới. Giải quyết xong mà Tôn Trương Hình Thiên, sau đó lại giải quyết xong Thiên Tôn Quý Phi thuyền cùng Ô Kỳ Thắng, ba người này tại tôn cấp đỉnh phong trong cao thủ đều là đứng đầu tồn tại AH. Đặc biệt là Quý Phi thuyền cùng Trương Hình Thiên, bọn hắn nhưng là Thiên Minh tôn cấp trong cao thủ cường hãn nhất hai người. Một bên Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người, trên mặt bọn họ chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, tại Diệp Thần Phong loại này tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, bọn hắn chỉ có được một lần lại một lần đả kích phần. Bây giờ trong tuyết chỉ còn dư lại biến thành người côn diệt Thiên Minh kẻ phản bội Điền Phong Đức còn sống rồi. Diệp Thần Phong cũng không hề đem Điền Phong Đức giải quyết, hắn biết Thẩm Minh Hiên đám người yêu cầu phát tiết, cho nên hắn mới sẽ quyết định đem Điền Phong Đức để cho Thẩm Minh Hiên bọn hắn giải quyết. Diệp Thần Phong đối với Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người, nói ra: "Lý Thúc, Thiên Tôn cùng Mà Tôn trên người hai tấm bản đồ ta đã tìm tới. Tên này các ngươi diệt Thiên Minh kẻ phản bội liền từ đám bọn ngươi tự mình giải quyết đi." Phi, Trình Đại Hổ hướng về trong tuyết nhổ một bãi nước miếng, một bên xoa tay hướng về Điền Phong Đức đi đến, vừa nói: "Thần Phong, ta đã sớm là đã đợi không kịp, như loại này rất sợ chết tiểu nhân, quả thực là mất hết chúng ta diệt Thiên Minh mặt, chả đường đường tôn cấp đỉnh phong cao thủ đây. Quả thực liền cái chả là cái cóc khô gì." Tại Trình Đại Hổ đi tới Điền Phong Đức trước mặt sau, Thẩm Minh Hiên cùng Lý Gỗ Lim mấy người cũng nhanh đi theo lại đây, nằm trên đất biến thành người côn Điền Phong Đức, hắn là không ngừng vặn vẹo thân thể, mang trên mặt vẻ hoảng sợ, đối với Lý Gỗ Lim nói ra: "Lý ca, ta biết lần này ta là bị váng đầu não, ta không nên nương nhờ vào Thiên Minh những người này quả thực chính là mặt người lòng thú súc sinh, ta và ngươi năm đó là cùng một ngày gia nhập diệt Thiên Minh, xem ở dĩ vãng tình nghĩa. Kính xin Lý ca ngươi tha ta một mạng. Động thủ giết ta người như thế, đây không phải ô uế tay của ngươi ma." Này Điền Phong Đức vì sống tiếp, hắn vốn là thanh tôn nghiêm nhét vào một bên, nhớ hắn lúc trước nhưng là đường đường tôn cấp đỉnh phong cao thủ AH. Tại Diệt Thiên Minh bên trong là chịu đến thành viên khác tôn kính, cho dù hắn đầu phục Thiên Minh sau đó bằng vào thực lực của hắn, hắn trên trời minh bên trong cũng là có một chỗ nhỏ nhoi, bằng không hắn cũng sẽ không có thể trở thành Thiên Minh 10 tôn một trong rồi. Mà giờ khắc này, này bình thường ngông cuồng tự đại. Hai ngày trước chả đang không ngừng hướng về Diệp Thần Phong bọn hắn kêu gào Điền Phong Đức, hắn hoàn toàn biến thành một cái khiến người ta buồn nôn chó sủ rồi. Đần mẹ mày, người cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Ầm, một tiếng. Trình Đại Hổ một cước trực tiếp đá vào Điền Phong Đức trên bụng. Làm cho Điền Phong Đức trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, này Điền Phong Đức trên mặt vẫn là miễn cưỡng mang theo nịnh nọt nụ cười. Nói ra, Đại Hổ, ta Điền Phong Đức chính là cái lang tâm cẩu phế người. Xem ở ta lúc trước chả chỉ đạo qua ngươi tu luyện phân thượng. Ngươi liền bỏ qua một con ngựa đi. Được rồi,
Được rồi, đại hổ, chúng ta không nên đi quản hắn rồi, chúng ta trực tiếp đi thôi. Thẩm Minh Hiên cau mày nói ra. Minh Hiên, lẽ nào chúng ta cứ như vậy thả tên khốn này sao? Trình Đại Hổ không cam lòng hỏi. Đại Hổ, hiện tại Điền Phong Đức đã biến thành người côn rồi, chúng ta trực tiếp giết hắn chẳng khác gì là giúp hắn giải thoát rồi, khiến hắn tại vùng thế giới băng tuyết này bên trong tự sinh tự diệt đi. Này so với chúng ta trực tiếp giết hắn yếu càng thêm tốt. Thẩm Minh Hiên hồi đáp. Thử muốn trở thành nhân côn Điền Phong Đức, thân thể của hắn không cách nào hành động, hắn muốn sống chỉ có thể mỗi ngày nằm trên mặt đất gặm bạch tuyết. Mà Chu Vi cũng không có bất cứ người nào nói chuyện cùng hắn, ở trong môi trường này hắn nhất định sẽ phát rồ, cho nên đây mới là đối Điền Phong Đức tốt nhất trừng phạt. Trình Đại Hổ cũng suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, hắn giận dữ trừng mắt liếc Điền Phong Đức, quát lên, người ngay ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Điền Phong Đức mắt thấy Diệp Thần Phong đám người sẽ phải rời khỏi rồi, hắn cũng biết mình sẽ phải gặp phải tình cảnh, hắn hốt hoảng nói ra, Lý Ca, Đại Hổ, Minh Hiên, Hân Di, Lập Viễn, ta van cầu các ngươi đem ta cũng cùng một chỗ mang ra mảnh này tên băng tuyết thế giới đi. Không có ai lại đi để ý tới Điền Phong Đức rồi, Diệp Thần Phong đám người trực tiếp hướng về phía trước đi đến, mà khi Diệp Thần Phong bọn hắn mới vừa đi hơn một phút đồng hồ, này toàn bộ băng tuyết thế giới liền nhẹ nhẹ rung động chuyển động, từng tòa nguy nga tuyết sơn tại dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ hòa tan, cùng lúc đó, mặt đông phương hướng xuất hiện một vệt hào quang màu đỏ, Tiêu Lập Viễn hỏi, Thần Phong, chuyện gì thế này? Diệp Thần Phong hồi đáp, bây giờ ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa đều tại bên trong cơ thể của ta rồi, vùng thế giới băng tuyết này e sợ phải biến mất, chúng ta nhất định muốn lập tức rời đi nơi này, không phải vậy chúng ta cũng sẽ cùng vùng thế giới băng tuyết này đồng thời biến mất. Diệp Thần Phong chỉ vào mặt đông giữa bầu trời một vệt hào quang màu đỏ, nói ra các ngươi nhìn thấy kia đạo hồng quang sao? Chúng ta chỉ cần hướng về hồng quang phương hướng đi. Chúng ta thì có thể rời đi vùng thế giới băng tuyết này rồi. Thần Phong, vậy còn chờ gì? Chúng ta mau chóng rời đi chứ. Trình Đại Hổ lập tức nói ra. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói ra, chúng ta chả không vội rời đi. Khoảng cách vùng thế giới băng tuyết này biến mất còn có một quãng thời gian. Ta hiện tại mang bọn ngươi đi một địa phương. Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên bọn người không có phản đối. Bọn hắn cũng không có hỏi Diệp Thần Phong yếu dẫn bọn họ đi nơi nào. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong nghiễm nhiên là người lãnh đạo của bọn họ rồi. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn rời đi giết chết Thiên Tôn cùng mà tôn giờ địa phương, có hai lao người bóng từ một tòa đại tuyết sơn sau lưng đi ra, hai người này chính là như hôm nay Minh Mười Tôn bên trong còn sót lại hai người, một người trong đó tên là Ngũ Thừa Nước, một người khác tên là Ninh Chí Hoa, người trước trên trời Minh Mười Tôn bên trong thứ năm, người sau trên trời Minh Mười Tôn bên trong thứ bảy. Bọn hắn vừa vặn là đem Diệp Thần Phong giết chết Thiên Tôn đám người hình ảnh là thu hết vào mắt. Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa là vì một ngày trước phóng lên trời vạn năm băng tuyết liên hoa, hai người bọn họ mới sẽ được hấp dẫn đến bên này. Bọn hắn đồng dạng là suy đoán cái kia phóng lên trời chính là ngàn năm băng tuyết liên hoa, bọn hắn căn bản không có hướng về vạn năm băng tuyết liên hoa bên kia suy nghĩ. Ngũ ca, hiện tại chúng ta phải làm gì? Chúng ta tại nơi này căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Ninh Chí Hoa nghi vấn đạo. Ngũ Thừa Nước cười nói, chuyện này với chúng ta tới nói cũng chưa chắc đã không phải là việc tốt. Ta xem Diệp Thần Phong là dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, cho nên hắn mới có thể tại vùng thế giới băng tuyết này bên trong vô địch. Chỉ cần chờ rời khỏi vùng thế giới băng tuyết này, Diệp Thần Phong vẫn có thể lật được nổi bọt nước tới sao. Lần sau bây giờ Mười Tôn bên trong những người khác hẳn là đều chết hết. Chỉ cần chúng ta nắm chắc cơ hội lần này, chúng ta liền có thể trở thành kế tiếp nhiệm Thiên Tôn cùng mà tôn, đổi cái góc độ mà nói, chúng ta chả hẳn là muốn hảo hảo cảm tạ Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia đây. Ninh Chí Hoa đang nghe xong Ngũ Thừa Nước lời nói sau, hắn là nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, hưng phấn nói, vẫn là Ngũ ca ngươi suy tính chu đáo a hát. Bất quá, chúng ta bây giờ yếu làm sao rời đi nơi này? Hả? Tại Ninh Chí Hoa tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, mặt đất bắt đầu nhẹ nhẹ rung động chuyển động, chung quanh tuyết sơn cũng đang nhanh chóng đã hòa tan, Ngũ Thừa Kế lớn của đất nước liếc mắt liền thấy được mặt đông giữa bầu trời hào quang màu đỏ. Hắn nói ra, bây giờ Diệp Thần Phong dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, cái này băng tuyết thế giới cũng đem không tồn tại nữa, nếu như ta không có đoán sai,
chỉ cần chúng ta hướng về mặt đông hào quang màu đỏ địa phương đi, chúng ta thì có thể đi ra nơi này. Chúng ta chỉ cần ở lối ra vào nơi chờ Diệp Thần Phong bọn hắn tự chui đầu vào lưới là được rồi, rời đi băng tuyết thế giới sau Diệp Thần Phong liền chẳng là cái thá gì rồi, nếu Diệp Thần Phong dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, như vậy hay là hắn tại đây băng tuyết thế giới bên trong hội có một ít đặc thù thu hoạch, đến lúc đó những thu hoạch này đều là của chúng ta. Ngũ Thừa Nước một mặt đắc ý nói. Ninh Chí Hoa cũng sâu sắc cảm thấy tán đồng gật gật đầu, nói ra, Ngũ ca, lần này chúng ta nhưng là cuối cùng người thắng lớn rồi, chúng ta chẳng những có thể đạt được Diệp Thần Phong tại băng tuyết thế giới bên trong thu hoạch, nếu như chúng ta trả thanh Diệp Thần Phong đám người bắt sống đã đến thiên minh bên trong, thiên tôn cùng mà tôn vị trí liền không phải người ta không còn ai. Không tệ, không tệ, thiên tôn cùng mà tôn quả thực là chết quá tốt, thật khéo rồi. Bằng không e sợ đời này chúng ta cũng ngồi không hơn thiên tôn cùng mà tôn vị trí, đến lúc đó chúng ta cần phải hảo hảo cảm tạ Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia a hát. Ngũ Thừa Nước cười đến là càng thêm vui mừng rồi. Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa hai người này, bọn hắn lập tức để dâng lên linh hồn lực, nhanh chóng hướng về mặt đông hào quang màu đỏ địa phương chạy nhanh mà đi rồi, bọn hắn nhất định phải mau sớm canh giữ ở lối ra nơi. Trong lòng bọn họ đã là có phần không kịp chờ đợi muốn gặp được Diệp Thần Phong đám người. Chương 1115, người lại nhảy nhảy à. Từng tòa tuyết sơn hòa tan tốc độ là càng lúc càng nhanh, liền cả mặt đất thượng dày đặc tầng băng cũng đang nhanh chóng tan rã. Diệp Thần Phong đám người cũng không có hướng về mặt đông màu đỏ hào quang phương hướng chạy nhanh, tại Diệp Thần Phong dẫn dắt đi. Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người đi theo Diệp Thần Phong đi về phía nam mặt nhanh chóng đi tới, dọc theo con đường này ai cũng không có mở miệng nói chuyện, dù sao khoảng cách vùng thế giới băng tuyết này sụp xuống thời gian càng lúc càng ngắn rồi, bọn hắn chỉ muốn phải mau sớm đến Diệp Thần Phong yếu dẫn bọn họ đi địa phương, sau đó mau chóng rời đi nơi này. Ước chừng nửa giờ sau, chạy nhanh tại cái thứ nhất Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đột nhiên ngừng lại. Trình Đại Hổ nhìn xem phía trước mặt một mảnh trắng xóa, nơi này căn bản liền tòa tuyết sơn cũng không có, này làm cho Trình Đại Hổ nghi ngờ hỏi, Thần Phong, ngươi làm sao dừng lại? Ngươi nên sẽ không quên ngươi muốn mang chúng ta đi địa phương vị trí cụ thể. Vậy dứt khoát chúng ta vẫn là mau chóng rời khỏi vùng thế giới băng tuyết này. Lấy chu vi băng tuyết hòa tan tốc độ ta xem nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ, vùng thế giới băng tuyết này đem hoàn toàn biến mất rồi. Bây giờ có ngàn năm băng tuyết liên hoa trợ giúp, Diệp Thần Phong đối với băng tuyết thế giới tan rã tốc độ là nắm giữ phi thường tinh chuẩn, hắn chắc chắn mang theo Thẩm Minh Hiên đám người an toàn rời đi nơi này, hắn thuận miệng nói ra, Đại Hổ, ta muốn mang các ngươi tới địa phương chính là chỗ này. Diệp Thần Phong lời ấy vừa nói ra khỏi miệng, này làm cho Thẩm Minh Hiên các loại cả đám là càng thêm nghi ngờ, Diệp Thiên Minh tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim. Hỏi, Diệp Thiếu, nơi này có cái gì đặc biệt đấy sao? Chẳng lẽ nói trong khu vực này tàng càn khôn? Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, Lý Thúc, người đoán đúng rồi, nếu vùng thế giới băng tuyết này bên trong có vạn năm băng tuyết liên hoa cùng ngàn năm băng tuyết liên hoa, như vậy nơi này hội có thể thiếu phổ thông băng tuyết liên hoa sao? Tại ta dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, cùng với dung hợp một phần vạn năm băng tuyết liên hoa sau đó ta đối băng tuyết liên hoa mùi là phi thường nhạy cảm. Còn lại là ở mảnh này vạn năm băng tuyết liên hoa sáng tạo bên trong thế giới. Diệp Thần Phong đen nhánh hai con mắt nhìn xem phía trước mặt được tuyết động bao trùm mặt đất, trong cơ thể hắn điều động ngàn năm băng tuyết liên hoa năng lượng, hai tay đột nhiên hướng phía trước vung lên. Trước mặt tuyết động trong nháy mắt toàn bộ biến mất rồi, hiện ra tại tất cả mọi người trong tầm mắt chính là một mảnh nước đá, ở mảnh này nước đá thượng là nổi lơ lửng từng đóa thánh khiết băng tuyết liên hoa. Này rậm rạp chẳng chịt băng tuyết liên hoa không chỉ có để Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người sững sờ rồi, liền ngay cả tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim, hắn cũng là không nhịn được nín thở, trước mắt những này trôi nổi ở nước đá thượng băng tuyết liên hoa, tối thiểu có hơn 100 đóa. Băng tuyết liên hoa nhưng là đối thánh cấp cao thủ đều có tăng lên tác dụng, chớ nói chi là Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn loại này tông cấp cao thủ, cùng với Lý Gỗ Lim, Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di loại này tôn cấp cao thủ. Thần Phong, này, những thứ này đều là băng tuyết liên hoa. Nếu như đem các loại băng tuyết liên hoa toàn bộ mang trở lại kinh thành phong vệ doanh, này có thể thật to tăng lên chúng ta bên này thực lực. Trình Đại Hổ mắt bốc tinh quang nói. Nơi này chính là có hơn 100 đóa băng tuyết liên hoa đây.
chỉ cần để cho ta hấp thu một đóa, ta thì có thể thuận lợi bước vào tôn cấp sơ kỳ tầng thứ. Tiêu Lập Viễn kích động nắm chặt nắm đấm. Nếu để cho ta hấp thu một đóa băng tuyết liên hoa, như vậy ta hẳn có thể bước vào tôn cấp đỉnh phong, như vậy cách ta tự tay cứu ra cha ta thì càng thêm gần từng bước. Thẩm Minh Hiên một mặt hưng phấn nói. Lúc này liền ngay cả Lý Gỗ Linh cũng không thể ngoại lệ, hắn nói ra, ta bị vây ở tôn cấp đỉnh phong đã thật lâu rồi, có này băng tuyết liên hoa sau, ta thì có thể thuận lợi bước vào cấp thánh sơ kỳ tầng thứ. Được rồi, mọi người cũng trước tiên đừng kích động rồi, các ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này hấp thu băng tuyết liên hoa nội bộ năng lượng sao? Để cho ta thanh hết thảy băng tuyết liên hoa thu vào trong không gian giới chỉ, các loại rời đi vùng thế giới băng tuyết này sau, các ngươi lại lợi dụng băng tuyết liên hoa đột phá thực lực. Diệp Thần Phong là bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Lý Gỗ Lim lúng túng nói, Diệp Thiếu nhắc nhở đúng a. Đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy băng tuyết liên hoa, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi mình bây giờ tình cảnh. Diệp Thần Phong đem trong cơ thể ngàn năm băng tuyết liên hoa năng lượng phóng thích ra ngoài, trôi nổi ở nước đá thượng mấy trăm đóa phổ thông băng tuyết liên hoa, chúng nó tại cảm nhận được ngàn năm băng tuyết liên hoa năng lượng sau đó chúng nó không hẹn mà cùng một đóa lại một đóa hướng về Diệp Thần Phong phiêu tới. Cuối cùng được Diệp Thần Phong cho thuận lợi thu vào trong không gian giới chỉ. Lý Thúc, hiện tại chúng ta có thể lập tức rời đi nơi này rồi. Tại đem hết thảy băng tuyết liên hoa thu nhập nhẫn không gian sau, Diệp Thần Phong trước tiên hướng về mặt đông màu đỏ hào quang phương hướng chạy đi rồi, mà Lý Gỗ Linh cùng Thẩm Minh Hiên đám người nhưng là đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Băng tuyết thế giới bên ngoài. Thiên Minh 10 tôn bên trong thứ 5 Ngũ Thừa Nước cùng thứ 7 Ninh Chí Hoa, hai người bọn họ đã là thuận lợi rời đi băng tuyết thế giới. Về tới cực địa sông băng chúng rồi, bọn hắn nhìn xem băng tuyết thế giới cửa ra vào nơi, trên mặt là hiện lên đắc ý vẻ mặt. Ngũ Thừa Nước cười nói, thời gian không sai biệt lắm, Diệp Thần Phong bọn hắn theo lý tới nói cũng có thể muốn từ băng tuyết thế giới bên trong đi ra, hiện tại bọn hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện, chỉ sợ bọn họ là ở băng tuyết thế giới bên trong tìm tới thứ gì. Ngũ ca, ta còn tốt nhất Diệp Thần Phong bọn hắn có thể tìm tới bảo vật gì đây này. Những thứ đồ này quay đầu lại chả không phải chúng ta hai cái đấy sao? Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia thật đúng là vận may, hắn lại có thể dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, bực này chân quý đồ vật nhưng là liền Nghiêm Minh chủ đều không có phúc khí hưởng thụ a hát. Ninh Chí Hoa một mặt tiếc hận nói. Ngũ Thừa Nước cũng gật gật đầu, nói ra, đích thật là đáng tiếc, bất quá, ngàn năm băng tuyết liên hoa đã bị Diệp Thần Phong cho dung hợp, liền coi như chúng ta cầm nã Diệp Thần Phong. Chúng ta cũng không cách nào đạt được ngàn năm băng tuyết liên hoa, này Diệp Thần Phong nhất định sẽ chết tại thiếu chủ của chúng ta trên tay, tiểu xúc sinh này đúng là tao đạp một đóa ngàn năm khó gặp ngàn năm băng tuyết liên hoa. Có động tĩnh, chúng ta lui về phía sau một ít. Ngũ Thừa Nước nhìn xem băng tuyết thế giới lối ra, dưới chân hắn bước chân là lui về phía sau 5-6 bước. Ninh Chí Hoa đương nhiên là đi theo Ngũ Thừa Nước lui về phía sau được rồi. Tại Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa vừa vặn lui về phía sau đứng vững bước chân, từ băng tuyết thế giới cửa ra vào nơi liền bắn mạnh mà ra 6 bóng người. Tại đây 6 bóng người rời đi băng tuyết thế giới sau, chỉ nghe từ băng tuyết thế giới cửa ra vào nơi truyền đến ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, nổ vang, tiếp lấy, toàn bộ băng tuyết thế giới cửa ra vào trong nháy mắt than sụp xuống. Thần Phong, người tính toán thời gian cũng tinh chuẩn một chút. Chúng ta suýt chút nữa được đặt ở băng tuyết thế giới bên trong. Trình Đại Hổ run run người thượng bạch tuyết, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Tại thoát ly băng tuyết thế giới sau, Diệp Thần Phong bên trong thân thể ngàn năm băng tuyết liên hoa đình chỉ hướng về Diệp Thần Phong cung cấp năng lượng. Diệp Thần Phong thử muốn đi điều động bên trong đan điền ngàn năm băng tuyết liên hoa. Hắn phát hiện ngàn năm băng tuyết liên hoa căn bản không có phản ứng chút nào rồi. Chớ nói chi là đi điều động vẫn chưa hoàn toàn dung hợp vạn năm băng tuyết liên hoa. Này làm cho Diệp Thần Phong càng thêm khẳng định này ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa, chỉ có tại đặc biệt một loại nào đó trong hoàn cảnh, hoặc là Diệp Thần Phong phải bị sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, chúng nó mới sẽ lợi dụng năng lượng của mình trợ Diệp Thần Phong một chút sức lực, cho nên nói này ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa tính chất là cùng đoàn kia màu đỏ khí thể vậy. Diệp Thần Phong, chúng ta có thể đã đợi các ngươi đã lâu rồi, các ngươi cuối cùng là từ băng tuyết thế giới bên trong đi ra. Ngũ Thừa Nước đề cao mấy phần âm lượng nói ra.
Diệp Thần Phong đám người vội vã từ băng tuyết thế giới bên trong thoát đi ra, bọn hắn căn bản không có chú ý tới một bên Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa, khi nghe đến Ngũ Thừa Nước thanh âm sau, Diệp Thần Phong đám người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hai người này. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã đột phá đến tôn cấp sơ kỳ rồi, hắn muốn đối phó tôn cấp đỉnh phong cao thủ cơ hồ là không có bất kỳ độ khó, cho nên trên mặt hắn không có biểu lộ ra bất kỳ hốt hoảng biểu lộ đến. Ngũ Thừa Nước tiếp tục nói, Diệp Thần Phong, ta biết ngươi dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa, nhưng nơi này đã không phải là băng tuyết thế giới rồi, ngươi vẫn có thể lợi dụng băng tuyết liên hoa sức mạnh đến đối phó chúng ta sao? Ngươi ngược lại là lại cho ta nhảy nhảy nhìn xem à. Chỉ là một cái tông cấp đỉnh phong tiểu tử, ta vài phút đồng hồ là có thể ngươi giải quyết. Tại băng tuyết thế giới bên trong Diệp Thần Phong thực lực chân thật một mực được ngàn năm băng tuyết liên hoa năng lượng cho che giấu. Liền ngay cả Lý Gỗ Lim mấy người cũng còn không biết Diệp Thần Phong đã đột phá sự tình, lại mà bây giờ mặc dù là rời đi băng tuyết thế giới, thế nhưng Diệp Thần Phong trong cơ thể linh hồn lực tầng thứ vẫn không có lập tức hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt, cho nên Ngũ Thừa Nước chuyện đương nhiên cho rằng Diệp Thần Phong thực lực vẫn là chỉ có tông cấp đỉnh phong tầng thứ. Chương 1116, 10 tôn diệt sạch. Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người bọn hắn nhìn thấy Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa. Cùng với nghe được Ngũ Thừa Nước lời nói này sau, này làm cho Lý Gỗ Lim đám người là không khỏi nhíu mày đến. Bây giờ Diệp Thần Phong rời khỏi băng tuyết thế giới, này không phải mang ý nghĩa Diệp Thần Phong không cách nào lợi dụng ngàn năm băng tuyết liên hoa năng lượng sao? Lần sau Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa đều là tôn cấp đỉnh phong cao thủ, tại Lý Gỗ Lim đám người xem ra kế tiếp e sợ phải có một hồi liều mạng diễn ra. Ninh Chí Hoa cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, cười lạnh nói, tiểu tử. Thức thời đem bọn ngươi tại băng tuyết thế giới bên trong có được đồ vật gì đó ngoan ngoãn giao ra đây, sau đó các ngươi lại chính mình đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, về phần các ngươi cuối cùng hội rơi vào kết cục gì. Cái kia chính là Nghiêm Minh Chủ bọn hắn chuyện quyết định rồi. Ngũ Thừa Nước cũng mở miệng nói ra, Diệp Thần Phong, xem ở ngươi giết Thiên Tôn cùng mà tôn phân thượng, ta cũng thật sự muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, lần này trở về Thiên Minh sau. Thiên Tôn vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm nhiều, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe chúng ta, theo ta đồng thời hồi Thiên Minh tổng bộ, ta bảo đảm không làm khó dễ các ngươi. Thả con mẹ ngươi dám chó, chúng ta ngay cả Thiên Tôn cùng mà Tôn đều có thể giết chết, chúng ta còn có thể sợ các ngươi hai cái này thối khoai lang. Ta xem hẳn là các ngươi hướng về chúng ta dập đầu cầu xin tha thứ mới đúng. Trình Đại Hổ tính cách chính là chết không chịu thua, hắn mặc dù biết trước mắt tình thế gây bất lợi cho bọn họ, nhưng trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ đồng thời, hắn đem trong cơ thể tông cấp đỉnh phong linh hồn lực để được đưa lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào nghênh chiến 10 tôn bên trong Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa rồi. Tại Trình Đại Hổ tăng lên khởi linh hồn lực chuẩn bị thời điểm chiến đấu, Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên mấy người cũng dồn dập đem trong cơ thể linh hồn lực để được đưa lên. Tốt tại thực lực của bọn họ mặc dù so sánh không bằng Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa, nhưng bọn họ thắng ở nhiều người, này làm cho Lý Gỗ Lim xem ra bọn hắn cũng là có lực đánh một trận. Thần sắc trên mặt thong dong bình tĩnh Diệp Thần Phong, hắn nhìn trước mắt động một cái liền bùng nổ tình thế, khóe miệng hắn chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, hắn tại băng tuyết thế giới bên trong là mượn ngàn năm băng tuyết liên hoa sức mạnh, hắn mới ung dung đem Thiên Tôn cùng mà Tôn giải quyết. Đang đột phá đến tôn cấp sơ kỳ sau, hắn ngược lại vẫn không có thử một lần thực lực của mình. Này Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa không phải là không thể tốt hơn nhân tuyển ma. Hoàn toàn một bộ ngông cuồng tự đại bộ dáng Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa, hai người bọn họ cũng đem trong cơ thể tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực để được đưa lên. Nếu để cho bọn hắn biết, tại Diệp Thần Phong trong mắt bọn hắn chỉ là hai cái thử tay nghề, chỉ sợ bọn họ hai cái cần phải muốn tức giận phun ra một ngụm máu lớn đến. Tại song phương cũng không hề động thủ thời điểm, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đột nhiên chuyển động, thân ảnh của hắn đột nhiên hướng về Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa vào tới, bởi Diệp Thần Phong hành động này quá mức đột nhiên, này làm cho Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người hơi hơi ngẩn người, đợi được bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Diệp Thần Phong thân ảnh đã yếu tiếp cận Ngũ Thừa Nước cùng Ninh Chí Hoa rồi. Này làm cho Lý Gỗ Lim đám người là căn bản không kịp ngăn trở. Diệp Thiếu, ngươi không nên vọng động a hát, ngươi trước trở lại, một mình ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Gỗ Lim trong cổ họng không khỏi hô,
Tại Lý Gỗ Lim xem ra Diệp Thần Phong rời khỏi băng tuyết thế giới, hắn tại sao có thể là hai tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ đối thủ? Thẩm Minh Hiên nhìn xem tiếp cận ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa Diệp Thần Phong. Hắn như có điều suy nghĩ nói ra, Lý Thúc, Thần Phong nhưng cũng không phải một cái người kích động, theo như hắn nói hắn chỉ dung hợp 1/3 vạn năm băng tuyết liên hoa, nhưng vạn năm băng tuyết liên hoa không thể so với ngàn năm băng tuyết liên hoa, chỉ dung hợp 1/3 liền vượt xa ngàn năm băng tuyết liên hoa năng lượng, hay là Thần Phong thực lực có đột phá cũng không nhất định. Đúng, Minh Hiên nói không sai, tại Thần Phong từ băng tuyết thế giới dưới lòng đất đi ra sau, ta vẫn không có cảm nhận được trong cơ thể hắn linh hồn lực chấn động đây. Thần Phong không phải là một cái ngốc đến sẽ chọn tự sát người. Trình Đại Hổ đối Diệp Thần Phong là hoàn toàn tự tin. Một bên khác, ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa đang nhìn đến Diệp Thần Phong dĩ nhiên lăng đầu lăng não vào tới. Này làm cho Ninh Chí Hoa là vượt trước một bước, nói ra, ngũ ca, Diệp Thần Phong này không biết điều tiểu tử liền giao cho ta giải quyết được rồi, nếu hắn không muốn nghe chúng ta, như vậy ta trước đem hắn hai cái chân cắt đứt lại nói. Ngũ thừa nước bẻ bẻ cổ, cự tuyệt nói, chúng ta đồng loạt ra tay, Diệp Thần Phong tiểu tử này có phần mơ hồ, chúng ta cũng không làm được ở cái này trong lúc mấu chốt phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế là, ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa hai bên trái phải, phân biệt hướng về Diệp Thần Phong đã phát động ra công kích, Ninh Chí Hoa nhìn xem muốn tránh cũng không được Diệp Thần Phong, hắn cười nói, ngũ ca, ngươi quá cẩn thận, rời khỏi băng tuyết thế giới. Hắn Diệp Thần Phong chính là một con chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết con dẹp, xem ta đến đá gãy chân của hắn. Nói xong, Ninh Chí Hoa chân phải liền hướng Diệp Thần Phong chân trái đá tới, tốc độ nhanh ở trong không khí để lại từng đạo tàn ảnh. Ngũ thừa nước nhìn thấy nhưng vẫn là không nhúc nhích Diệp Thần Phong, hắn cũng cho là mình là suy nghĩ nhiều, cho nên hắn cũng nhấc chân hướng về Diệp Thần Phong chân phải đá tới, miệng quát Diệp Thần Phong, đây là ngươi tự tìm. Liền ở ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa chân yếu đá trúng Diệp Thần Phong thời điểm, Diệp Thần Phong trong cơ thể tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực mãnh liệt đề được đưa lên, này làm cho ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa hơi hơi ngẩn người, ngũ thừa nước không khỏi nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi dĩ nhiên đột phá đến tôn cấp sơ kỳ. Ngược lại, ngũ thừa nước lại nói, Ninh Chí Hoa, cho ta sử xuất toàn lực, cho ta sử xuất toàn lực. Phải biết tại không có tiến vào băng tuyết thế giới bên trong thời điểm, Diệp Thần Phong là có thể lấy tông cấp đỉnh phong thực lực và tôn cấp đỉnh phong cao thủ đánh một trận, huống chi là bây giờ đột phá đến tôn cấp sơ kỳ rồi, cho nên điều này không khỏi làm cho ngũ thừa quốc lập ngựa sốt sắng lên. Cách đó không xa, cảm nhận được Diệp Thần Phong trong cơ thể tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực Lý Gỗ Lim đám người, bọn họ là hoàn toàn yên tâm xuống, Diệp Thần Phong tại tông cấp đỉnh phong thời điểm có miểu sát tôn cấp trung kỳ cao thủ thực lực. Bây giờ đã tới tôn cấp sơ kỳ, như vậy hắn chẳng phải là có miểu sát tôn cấp đỉnh phong cao thủ thực lực. Này làm cho đồng dạng thân là tôn cấp đỉnh phong Lý Gỗ Lim là cười khổ lắc lắc đầu, hồi tưởng Diệp Thần Phong tại băng tuyết thế giới bên trong thi triển ra vạn tiễn xuyên tâm, hiện tại lại nhìn thấy Diệp Thần Phong có miểu sát tôn cấp đỉnh phong cao thủ thực lực, này Diệp Thần Phong để Lý Gỗ Lim là thất bại không ngớt. Gió giật cuồng xuất hiện, xúc địa thành thốn. Diệp Thần Phong dưới chân lập tức sử dụng bạo huyền bộ pháp, này bạo huyền bộ pháp vừa triển khai, Diệp Thần Phong tại phương diện tốc độ liền ngự trị ở ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa rồi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt đi tới ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa phía sau. Này ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa chỉ cảm thấy hoa mắt, chân của bọn hắn liền đá một cái khoảng không, Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt của bọn họ, này để hai người bọn họ trong lòng đại cảm giác không ổn. Sau lưng là âm phong trận trận, tại bọn hắn còn chưa kịp quay đầu lại thời điểm, chỉ nghe răng rác. Răng rác, răng rác, tiếng xương gãy vang lên, tiếp lấy ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa liền trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, mỗi người bọn họ hai cái chân được Diệp Thần Phong từ phía sau cho không chút lưu tình đá gãy rồi. Té lăn trên đất, hai chân gãy vỡ ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa, hai người bọn họ đau là gân xanh trên trán nổi lên, bọn hắn con người hoảng sợ trừng lên Diệp Thần Phong. Này Diệp Thần Phong lại đang mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền có miểu sát tôn cấp đỉnh phong cao thủ thực lực. Hơn nữa còn là đồng thời miểu sát hai tên tôn cấp đỉnh phong cao thủ. TRUENCUATU INET nếu như ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa rời đi băng tuyết thế giới sau, bọn hắn trực tiếp rời đi cực địa sông băng, như vậy bọn hắn vẫn có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, đáng tiếc chính là bọn hắn quá mức tự cho là đúng.
dưới cái nhìn của bọn họ lấy thực lực của hai người bọn họ đầy đủ giải quyết Diệp Thần Phong đám người, nhưng kết quả đây? Trống trơn một cái Diệp Thần Phong liền để hai người bọn họ không thể chống đỡ được rồi. Thần Phong, để ta giải quyết hai cái này vương bát đản. Trình Đại Hổ hứng thú vội vàng chạy tới Diệp Thần Phong bên cạnh. Diệp Thần Phong là không sao cả giang tay, hắn đầu tiên đem linh hồn lực áp chế ở Ninh Chí Hoa cùng ngũ thừa nước trên người, làm cho té lăn trên đất hai người này không cách nào nhúc nhích, bằng không cho dù hai người này đứt đoạn mất hai chân, lấy Trình Đại Hổ tông cấp đỉnh phong thực lực, e sợ một cái không khéo Trình Đại Hổ sẽ bị hai người này giải quyết. Hai chân, Trình Đại Hổ trực tiếp dùng chân đem ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa đầu cho dẫm nát. Hắn muốn dùng loại này phương thức trực tiếp nhất để phát tiết lửa giận trong lòng, tại đem hai người này đầu cho dẫm nát sau đó Trình Đại Hổ đối Diệp Thần Phong lộ ra một vệt nụ cười, nói ra Thần Phong, tương lai chờ ngươi đem Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần trị phục rồi, này dẫm bạo đầu hắn công tác cũng giao cho ta. Tại ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa được dẫm bể đầu sau đó đến đây Thiên Minh 10 tôn diệt sạch, mà Diệp Thần Phong trong tay cũng nắm giữ hai tấm đi về đế đảo bản đồ. Chương 1117, cao thủ tịch mịch. Bắc cực, cực địa sông băng bên trong. Khoảng cách Diệp Thần Phong đám người rời đi cực địa sông băng đã có hai ngày rồi. Giữa bầu trời bay là tả như là lông ngỗng nhẹ bay hoa tuyết, một đen một trắng hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại cực địa sông băng bên trong. Tại cực địa sông băng chính giữa có một cái lớn vô cùng hố sâu, nơi đó chính là dẫn đến Diệp Thần Phong đám người tiến vào băng tuyết thế giới địa phương. Mà hai cỗ đã đóng băng lên thi thể không đầu là an tĩnh nằm ở dày đặc trên mặt băng. Bóng đen cùng bóng trắng tại cực địa sông băng bên trong quan sát một phen sau đó hai người bọn họ đứng tại hai cỗ thi thể không đầu trước, bóng đen người ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một chút cái này hai cỗ thi thể không đầu sau. Hắn nói ra, này hai bộ thi thể hẳn là ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa, ngũ thừa nước trên tay trái có một đạo vết tích, mà Ninh Chí Hoa ngực có một cái đặc thù màu đỏ bớt. Nghe vậy, bóng trắng người là tán đồng gật gật đầu, nói ra, xem ra 10 tôn đúng là xảy ra vấn đề rồi, dự tôn Ngô Trắc Kỳ đã bị chết ở tại hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện bên trong, hơn nữa toàn bộ hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện không có để lại một người sống. Căn cứ kinh thành tin tức truyền đến, Diệt Thiên Minh Phó Minh Chủ Lâm Khang Thắng không hề rời đi qua phong vệ doanh, chỉ có Diệp Thần Phong cùng Thẩm Minh Hiên đám người rời khỏi kinh thành. Theo lý tới nói lấy thực lực của những người này không thể đối phó được chúng ta Thiên Minh 10 tôn. Thiên tôn cùng mà tôn sẽ không phải cũng gặp bất hạnh đi nha. Bóng đen này nhân hòa bóng trắng người lệ thuộc Thiên Minh một cái ngành đặc biệt, bởi Minh Chủ Nghiêm Phi Trần mấy ngày nay chậm chạp không liên lạc được Thiên tôn đám người, cho nên hắn liền lập tức phái người đến cực địa sông băng xem xét một chút rồi, mà đang ở trước một ngày hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện được tàn sát sự tình cũng bị Thiên Minh phát hiện. Bóng đen người do dự một chút sau đó nói ra, nếu như Thiên Tôn cùng mà Tôn còn sống. Bọn hắn nhất định sẽ ngay đầu tiên liên hệ Thiên Minh, này đều mấy ngày trôi qua rồi, Thiên Tôn cùng mà Tôn còn sống khả năng không lớn. Nói cách khác lần này chúng ta Thiên Minh 10 Tôn hẳn là toàn quân bị diệt rồi, hơn nữa Lâm Khang Thắng không hề động thủ, vậy thì kỳ quái, phải biết 10 Tôn liên hợp lại thực lực không thể so với cấp thánh cường giả đỉnh cao yếu. 10 tôn đúng là chết ở Diệp Thần Phong trên tay bọn họ đấy sao? Chúng ta nhanh chóng trước đem nơi này tình huống hồi báo cho Nghiêm Minh Chủ đi. Thiên Minh Tổng Bộ Thần Đảo một chỗ tối tăm ẩm ướt dưới đất trong phòng giam. Bị giam giữ tại trong phòng giam, trên tay chân bị trói kim loại liệm Diệt Thiên Minh Minh Chủ Thẩm Kinh Vũ, bởi chịu đến loại này đặc thù kim loại liệm hạn chế. Trong cơ thể hắn linh hồn lực vận chuyển là càng ngày càng không trôi chảy rồi. Sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng kém. Về phần Thiên Minh Minh Chủ Nghiêm Phi Trần, hắn nhưng là đứng ở lao ngoài phòng. Đích đích, đích đích, đích đích, trong túi tiền của hắn đột nhiên truyền ra một trận tế vi nhẹ vang lên, Nghiêm Phi Trần từ trong túi lấy ra một bộ Thiên Minh nội bộ tự chế công nghệ cao điện thoại, tải ấn xuống di động thượng một cái nút ấn sau. Từ trong điện thoại di động bên trong quăng thả ra một cái lập thể hình ảnh đến. Trong hình hai người chính là mới vừa rồi tại cực địa sông băng bóng đen nhân hỏa bóng trắng người. Bóng đen người đang nhìn đến Nghiêm Phi Trần sau, trên mặt hắn vẻ mặt lập tức trở nên một mực cung kính lên, nói ra, Nghiêm Minh Chủ, chúng ta đã đi tới cực địa sông băng đã điều tra một lần tình huống, lần này ngoại trừ chết ở hạt giống thành viên trụ sở huấn luyện dược tôn, còn lại cửu tôn hẳn là toàn bộ đã bị chết ở tại cực địa sông băng bên trong,
Bất quá, chúng ta chỉ ở cực địa sông băng bên trong tìm tới ngũ thừa nước cùng Ninh Chí Hoa thi thể. Đang nghe xong bóng đen người báo cáo sau, Thiên Minh Minh chủ Nghiêm Phi Trần trực tiếp đưa điện thoại di động cắt đứt, mà thân ở trong phòng giam diệt Thiên Minh Minh chủ Thẩm Kinh Vũ. Hắn đồng dạng là đem bóng đen nhân cho nghe được nhất thanh nhị sở, trong cổ họng nhất thời bắt đầu cười lớn, ha 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 ha. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, có thể là cười được quá mức mãnh liệt xuyên cớ, Thẩm Kinh Vũ đỏ mặt lên ho kịch liệt lên, đợi đến ho khan thư hoãn một ít sau đó hắn tâm tình không tệ nói ra, Nghiêm Phi Trần, ngươi thấy được sao? Các ngươi Thiên Minh 10 tôn toàn quân bị diệt rồi, kế tiếp liền muốn đến phiên các ngươi Thiên Minh ngũ thánh cùng tam đế rồi, cuối cùng ngươi cũng trốn không thoát đi gặp Diêm Vương ra vận mệnh. Nghiêm Phi Trần trên mặt không có lộ suất bất kỳ tức giận gì biểu lộ đến. Lần này hắn trái lại hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười nói, Thẩm Kinh Vũ, mấy ngày nay ta suy tư cực kỳ lâu, trước đây có ngươi làm đối thủ của ta thời điểm, ta một mực tại nghĩ phải như thế nào đem bọn ngươi diệt Thiên Minh diệt trừ. Bây giờ ngươi đã trở thành ta Nghiêm Phi Trần tù nhân, ta cảm giác ta kế tiếp không có mục tiêu, bất quá, thực lực của ta đang không ngừng tăng lên, bằng vào ta tình huống bây giờ đến xem. Không tốn thời gian dài ta liền lại sẽ tăng lên đến thần cấp đỉnh phong tầng thứ, hiện tại ta cuối cùng là rõ ràng cao thủ tịch mịch là có ý gì. Sinh hoạt quá không thú vị, cho dù thống trị toàn thế giới thì lại làm sao? Nguyên bản ta là muốn phải mau sớm diệt trừ Diệp Thần Phong, nhưng là ta thay đổi chủ ý, hơn nữa Diệp Thần Phong cũng là một cái có thể rằng con người, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không tìm tới thần của ta đảo đến. Cái trò chơi này ta Nghiêm Phi Trần là hậu trường người điều khiển, ta không cho là Diệp Thần Phong bọn hắn có bản lĩnh tìm tới thần đảo đến, bất quá, ta cũng có thể nhờ vào đó đuổi giết thời gian, để cho ta nhi tử Nghiêm Thiên Giác cùng Diệp Thần Phong bọn hắn đi chơi một chút là được rồi. Nghiêm Phi Trần, ngươi không cần quá tự cho là đúng, ta nghĩ ta sẽ thấy ngươi được Thần Phong đạp ở dưới bàn chân một ngày như vậy, ta tin tưởng Thần Phong người trẻ tuổi này có thể làm được. Tay chân được kim loại liệm cột Thẩm Kinh Vũ kiên quyết không rời nói. Thẩm Kinh Vũ, ta cũng chờ mong có một ngày như vậy, chúng ta liền để thời gian để chứng minh tất cả đi. Nghiêm Phi Trần rời đi dưới đất nhà tù sau, hắn đi tới một chỗ trong rừng cây rậm rạp. Chỉ thấy trong rừng cây rất nhiều lá cây bay lượn tại giữa không trung, nửa người trên không có mặc bất kỳ quần áo Nghiêm Thiên Giác, thân thể của hắn không ngừng tại lá cây trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Tại Nghiêm Thiên Giác trên người tản ra nhất cổ nhàn nhạt cấp thánh sơ kỳ linh hồn lực thật khí thế, trên trời minh đến hàng mấy chục ngàn tư nguyên trồng chất dưới, Nghiêm Thiên Giác tại 5 ngày trước thuận lợi khóa nhập cấp thánh sơ kỳ tầng thứ. Nghiêm Thiên Giác dưới chân bước chân đột nhiên ngừng lại, hai cánh tay đột nhiên chậm chậm mở ra, hắn hai cái lông mày là thật chặt nhăn lại với nhau, trên mặt là một bộ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên, nhất cổ cường hãn linh hồn lực từ trên người Nghiêm Thiên Giác phóng thích ra ngoài. Này cỗ linh hồn lực hướng về bay lượn ở giữa không trung rất nhiều lá cây tập kích tới, đồng thời, Nghiêm Thiên Giác trong miệng quát, linh hồn xung kích. Lấy Nghiêm Thiên Giác làm trung tâm, chu vi linh hồn lực khuếch tán càng thêm hung mãnh, lưu động không khí phảng phất cũng bị trong thời gian ngắn áp chế xuống. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, Nghiêm Thiên Giác khí thế trên người từ từ biến mất rồi, trên trán của hắn là che kín dày đặc mồ hôi hột. Mũi cùng trong miệng khí tức có vẻ hơi thở gấp gáp. Mà cái kia rất nhiều lá cây phảng phất không có chịu đến Nghiêm Thiên Giác linh hồn lực ảnh hưởng, bất quá, tại cả một mảnh lá cây chạm vào mặt đất nháy mắt, bạch. Một tiếng, một mảnh lại một mảnh lá cây trong nháy mắt toàn bộ giải thể, tại Nghiêm Thiên Giác bốn phía không có một mảnh lá cây là hoàn chỉnh. Phải biết Nghiêm Thiên Giác thi triển linh hồn xung kích, đây chính là thứ thiệt cao đẳng linh hồn chi thuật. Lấy Nghiêm Thiên Giác bây giờ cấp thánh sơ kỳ thực lực triển khai ra, trong cơ thể hắn linh hồn lực cũng là tiêu hao quá sức. Không tệ, không tệ, linh hồn xung kích ngươi đã nắm giữ tốt vô cùng rồi, ta cho ngươi tại tôn cấp sơ kỳ thời điểm liền đặc cách học tập linh hồn thuật, ngươi dùng thời gian mấy năm là có thể đem linh hồn xung kích như vậy cao đẳng linh hồn chi thuật thông hiểu đạo lý, tư chất của ngươi cũng không kém hơn ta. Nghiêm Phi Trần cười nói. Nghiêm Thiên Giác một mặt ngạo khí nói ra, cha. Ta nhưng là ngươi nhi tử, nếu như đổi lại Diệp Thần Phong đến học tập cao đẳng linh hồn chi thuật, hắn yêu cầu đi tìm thời gian khẳng định so với ta nhiều. Nếu để cho Nghiêm Thiên Giác biết Diệp Thần Phong lần thứ nhất tiếp xúc cao đẳng linh hồn chi thuật, là hắn có thể rất hoàn mỹ triển khai ra,
e sợ Nghiêm Thiên Giác liền hội cảm giác mình cùng Diệp Thần Phong so với chính là một cái không hơn không kém ngu ngốc rồi. Thiên cảm giác, người tại chính mình nỗ lực tu luyện một quãng thời gian, theo đáng tin tin tức chuyển đến, chúng ta Thiên Minh 10 tôn toàn quân bị diệt rồi, hẳn là chết ở Diệp Thần Phong đám người trên tay, ta dự định cho ngươi cùng Diệp Thần Phong đi chính diện giao phong, cho ngươi đường đường chính chính giải khai tâm kết. Nghiêm Phi Trần nói ra, cái gì, 10 tôn diệt sạch, là Diệp Thần Phong đám người làm. Khi nghe đến Nghiêm Phi Trần lời nói sau, Nghiêm Thiên Giác không dám tin chừng lớn cặp mắt, một lát sau, hắn khuôn mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn vẻ mặt, nói ra cha, ngươi yên tâm, Diệp Thần Phong tính mạng, ta Nghiêm Thiên Giác chắc chắn phải có được, hắn có thể đủ không ngừng tăng cao thực lực cũng vừa hay, bằng không hắn còn chưa có tư cách chết ở ta Nghiêm Thiên Giác trên tay đây. Chương 1118, Đại Thụ có cành khô. Diệp Thần Phong một nhóm người rời khỏi cực địa sông băng sau, bọn hắn chỉ là cho Lâm Khang Thắng gọi một cú điện thoại, bọn hắn cũng không hề lập tức trở lại kinh thành, thứ nhất không có thẳng tới kinh thành máy bay, thứ hai Thẩm Minh Hiên cùng Lý Gỗ Lim đám người là không kịp chờ đợi muốn hấp thu băng tuyết liên hoa năng lượng. Thế là, Diệp Thần Phong quyết định tại Vui Cười Phong thành phố dừng lại 2-3 ngày. Diệp Thần Phong một nhóm người liền ở một nhà tên là Ngọc Nam người ta tửu điếm nhỏ ở xuống. Diệp Thần Phong một nhóm người đối với ăn ở đều không có quá mức hà khắc yêu cầu, cho nên bọn hắn cũng không có đi tìm địa phương khách sạn 5 sao vào ở rồi. 6 người tổng cộng muốn 6 giữ căn phòng đơn độc, bởi tại băng tuyết thế giới bên trong mệt nhọc lâu như vậy, Diệp Thần Phong một nhóm người đầu tiên là Mỹ Mỹ ngủ lấy một giấc, các loại ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thẩm Minh Hiên, Lý Gỗ Linh cùng Lâm Hân Di đám người. Bọn hắn liền từng cái xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong phòng. Tại để Ngọc Nam người ta phục vụ viên chuẩn bị đơn giản một chút điểm tâm, nuốt cả quả táo lấp đầy cái bụng sau đó Thẩm Minh Hiên đám người là ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn đã là không kịp đợi muốn yếu tăng cao thực lực rồi. Diệp Thần Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra 6 đóa băng tuyết liên hoa, này băng tuyết liên hoa cũng không làm được lấy tay đi trực tiếp đụng vào, ban đầu ở đến cực địa sông băng thời điểm. Diệp Thần Phong chính là trực tiếp lấy tay đi đụng vào, nhưng kết quả hắn chỉnh bàn tay đều bị đông cứng rồi, bất quá, bên trong đan điền có ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa sau đó Diệp Thần Phong lần nữa đụng vào phổ thông băng tuyết liên hoa lúc, hắn không cảm giác được bất kỳ lạnh như băng. Diệp Thần Phong phân biệt đem 5 đóa băng tuyết liên hoa đặt ở Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người trước mặt, còn hắn thì trực tiếp đem 1 đóa băng tuyết liên hoa nắm trong tay. Trực tiếp vận chuyển lên linh hồn lực hấp thu băng tuyết liên hoa nội bộ năng lượng, mà khi băng tuyết liên hoa dòng năng lượng vào trong cơ thể hắn sau, một mạch hướng về đan điền hội tụ mà đi rồi. Căn bản đối thực lực của hắn không có bất kỳ tăng lên tác dụng, này làm cho Diệp Thần Phong là một trận này thất vọng, nói ra, Lý Thúc, xem ra này phổ thông băng tuyết liên hoa đối thực lực của ta không hề tăng lên tác dụng, khả năng này là ta dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng 1/5 băng tuyết liên hoa nguyên nhân đi. Trình Đại Hổ kéo đứng thẳng cái đầu, nói ra, Thần Phong, ngươi liền lưu chúng ta một con đường sống đi thôi. Ngươi nhưng là đã dung hợp ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa. Nếu như này phổ thông băng tuyết liên hoa vẫn có thể cho ngươi tăng cao thực lực, như vậy chúng ta thật sự có thể không cần sống. Diệp Thần Phong xem trong tay được hút khô rồi năng lượng, hóa thành băng chưa một đóa băng tuyết liên hoa. Hắn biết Trình Đại Hổ nói không sai. Lần này cực địa sông băng lớn nhất tiền lời người chính là Diệp Thần Phong rồi, thế là, Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, được rồi. Đại Hổ, các ngươi hấp thu băng tuyết liên hoa bên trong năng lượng đi. Ta ở một bên giúp các ngươi nhìn xem. Lý Gỗ Lim mang theo lòng biết ơn nói ra, vậy thì phiền phức Diệp thiếu. Bởi không có ngàn năm băng tuyết liên hoa cùng vạn năm băng tuyết liên hoa hộ thể. Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người hấp thu lên băng tuyết liên hoa năng lượng nhất định muốn chú ý cẩn thận, bọn hắn cũng không dám trực tiếp lấy tay đi chạm đến băng tuyết liên hoa, mà là phân biệt dùng 2 tay bày đặt ở băng tuyết liên hoa 2 bên trái phải, vừa cảm thụ băng tuyết liên hoa lạnh giá năng lượng, một bên lợi dụng phóng ra ngoài linh hồn lực, đem lạnh lẽo năng lượng từng điểm hút vào trong cơ thể của bọn hắn. Này hấp thu phổ thông băng tuyết liên hoa năng lượng quá trình cũng không phải không giống thống khổ. Chỉ bất quá thời gian hội tiêu hao phi thường lâu. Lý Gỗ Lim cùng Thẩm Minh Hiên đám người trọn vẹn là hấp thu một ngày một đêm, này làm cho Diệp Thần Phong cũng ở một bên thủ một ngày một đêm thời gian. Theo ầm, một tiếng vang lên, tôn cấp đỉnh phong cao thủ Lý Gỗ Lim trước mặt băng tuyết liên hoa trực tiếp bạo liệt ra,
mà bốn phía không khí cũng tại không ngừng mà hướng về Lý Gỗ Lim hội tụ. Lý Gỗ Lim cái kia một đôi con mắt bên trong tránh qua một ánh hào quang, bên trong thân thể thật khí thế cũng đang kéo lên lại kéo lên, cuối cùng vọt thẳng phá tôn cấp đỉnh phong lá chắn, thuận lợi khóa nhập cấp thánh sơ kỳ tầng thứ. Ầm, 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 ầm. Tại Lý Gỗ Lim trước mặt băng tuyết liên hoa nổ tung, sau đó Thẩm Minh Hiên cùng Lâm Hân Di đám người trước mặt băng tuyết liên hoa cũng lần lượt nổ tung rồi, Thẩm Minh Hiên bọn bốn người cũng dồn dập thuận lợi tăng lên một cấp độ. Trong đó Thẩm Minh Hiên từ tôn cấp trung kỳ khóa nhập tôn cấp đỉnh phong tầng thứ, Lâm Hân Di từ tôn cấp sơ kỳ khóa nhập tôn cấp trung kỳ tầng thứ, về phần Trình Đại Hổ cùng Tiêu Lập Viễn nhưng là đều từ tôn cấp đỉnh phong khóa nhập tôn cấp sơ kỳ tầng thứ. Không nghĩ tới a hát, không nghĩ tới a hát, thật không nghĩ tới ta sẽ nhanh như thế liền khóa nhập cấp thánh sơ kỳ tầng thứ. Lý Gỗ Lim kích động là cặp mắt đỏ bừng, ngược lại, hắn đứng lên đối với Diệp Thần Phong sâu đậm khom người chào. Nói ra, Diệp Thiếu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lý Gỗ Lim trong lòng phi thường rõ ràng, lần này nếu không có Diệp Thần Phong tại, bọn hắn tuyệt đối không chiếm được băng tuyết liên hoa, những này có thể nhanh chóng tăng lên linh hồn lực thực vật, bình thường đều chỉ có tại lần thứ nhất sử dụng thời điểm hội có hiệu quả, bằng không Diệp Thần Phong trong tay có nhiều như vậy băng tuyết liên hoa, đầy đủ sáng tạo ra nhiều tên cường giả cấp thánh đến rồi. Lý Thúc, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy. Mọi người lần này cũng coi như là cùng chung hoạn nạn rồi, về sau còn muốn đồng thời đối phó Thiên Minh đây. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái nói ra. Lý Thúc, Thần Phong nói không sai, dù sao ta Trình Đại Hổ cái mạng này là Thần Phong của ngươi, đời này chả không được ân cứu mạng của ngươi, ta liền để cho ta con trai của Trình Đại Hổ trả lại Thần Phong con trai của ngươi, nếu như con trai của ta còn không xong, liền để cháu của ta trả. Diệp Thần Phong là tùy ý nhún nhún vai. Cười nói, Lý Thúc, các ngươi đã thực lực đều tăng lên xong rồi, như vậy chúng ta bây giờ trở lại kinh thành đi. Cùng rừng phó minh chủ thương lượng một chút kế hoạch kế tiếp. Tại Diệp Thần Phong đám người thu thập sơ một chút, bọn hắn đi tới Ngọc Nam người ta lầu một đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh là tụ tập vụn vặt lẻ tẻ người, trong đó có ba người là cực kỳ dễ thấy, trong đó một cái đứng ở chính giữa nam nhân lớn lên vẻ mặt gian rảo, đứng ở bên trái một người đàn ông mắt phải là mù. Mà đứng ở bên phải một người đàn ông trên đỉnh đầu không vài cọng tóc, bất quá này ba thân thể của con người đều hết sức to lớn cường tráng, trên mặt là một bộ ta làm trâu bò biểu lộ. Đương nhiên ở tên này vẻ mặt gian rảo nam nhân bên cạnh, còn đứng một tên nùng trang diễm mặt nữ nhân này dáng vẻ là trưởng phải vô cùng bình thường bất quá, vóc người của nàng ngược lại không tệ, đặc biệt là này một đôi hung khí, quả thực là có thể sáng mù ánh mắt của nam nhân rồi. Ở tên này vẻ mặt gian rảo nam nhân một mét địa phương xa, còn đứng một tên thân mang tây trang đàn ông trung niên, giờ khắc này, tên này đàn ông trung niên sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt để lộ ra không cam lòng vẻ mặt, Diệp Thần Phong bọn người ở tại vào ở Ngọc Nam người ta thời điểm gặp cái này đàn ông trung niên, lúc đó cái này đàn ông trung niên trả lại cho bọn hắn một tấm danh thiếp, cái này đàn ông trung niên tên là Đỗ Kỳ, chính là nhà này tửu điếm nhỏ lão bản. Mà vẻ mặt gian rảo nam nhân, độc nhãn nam nhân cùng hói đầu nam nhân, một xem dáng dấp của bọn họ cũng biết là tên côn đồ các kẻ rồi, về phần tên kia ôm vẻ mặt gian rảo nam nhân cánh tay nữ nhân, người vốn là Đỗ Kỳ lão bà Chu Thiệu Phù, tại hai ngày trước vẻ mặt gian rảo nam nhân đến Ngọc Nam người ta ăn cơm, lúc đó khách sạn chuyện làm ăn phi thường bận bịu, Chu Thiệu Phù cũng lại giúp nắm một chút rượu đến vẻ mặt gian rảo nam nhân trong phòng khách. Lúc đó vẻ mặt gian rảo nam nhân vừa vặn uống say. Đang nhìn đến Chu Thiệu Phù vậy đi bộ đều mang mùi thối dáng dấp sau, hắn nhất thời chưa hề đem nắm lấy, tại trong phòng thanh Chu Thiệu Phù cho. Mà lúc ấy độc nhãn nam nhân cùng hói đầu nam nhân nhưng là tại phòng riêng cửa vào canh gác, không cho bất luận người nào tiến vào bên trong bao gian. Ai biết sự tình tới chóp nhất một cái 180 độ đại xoay ngược lại, từ khi chuyện này sau Chu Thiệu Phù rồi cùng vẻ mặt gian rảo nam nhân tốt hơn rồi. Tại Chu Thiệu Phù xem ra vẻ mặt gian rảo nam nhân muốn so chồng nàng Đỗ Kỳ mạnh, phải biết Ngọc Nam người ta bảo hộ phí chính là vẻ mặt gian rảo nam nhân đến thu lấy. Tại Chu Thiệu Phù cùng vẻ mặt gian rảo nam nhân tốt hơn sau đó tuần này Thiệu Phù rồi cùng thì lông mày mắt chuột nam nhân thương lượng, bọn hắn phải đem Ngọc Nam người ta bắt lại đến, đem Đỗ Kỳ cho đá đi ra, hôm nay này vẻ mặt gian rảo nam nhân chính là đến tìm phiền toái. Lão Đỗ, ta khuyên ngươi vẫn là cho ta lập tức cút đi, về sau Ngọc này nam người ta chính là ta rồi,
người hẳn phải biết ta con chuột phong cách làm việc a. Các anh em đều gọi hô ta một tiếng chuột ca, xem ở ngươi và Thiệu Phù có một đoạn tình duyên phân thượng, ta mới sảng khoái như vậy tha cho ngươi một cái mạng, bằng không ngươi đi hỏi thăm một chút, tại toàn bộ vui cười phong thành phố cái nào bang hội lớn nhất. Không phải Thắng Thiên hội ma, ta ca nhưng là bây giờ một vùng người phụ trách, chính ngươi cho ta ước lượng một chút đi. Tên này gọi chuột ca vẻ mặt gian rảo nam nhân khinh thường nói. Đi rồi, không có gì đẹp mắt, chính là một ít tên côn đồ các kẻ. Trình Đại Hổ thúc giục. Nhưng Diệp Thần Phong khi nghe đến Thắng Thiên hội ba chữ này thời điểm, lông mày của hắn là chăm chú nhíu lại, từ khi Thiên Hải Thắng Thiên hội có chuyện sau đó lại tăng thêm Diệp Thần Phong được sự tình các loại kéo, hắn sẽ không có đi ở ý Thắng Thiên hội động tĩnh. Này Thắng Thiên hội dù sao cũng là lúc trước Diệp Thần Phong sáng lập, bây giờ Thắng Thiên hội thế lực hẳn là trải rộng toàn quốc. Diệp Thần Phong lúc trước muốn khai sáng không phải là một cái ô yên chướng khí bang hội, chính là cây lớn rồi, cành khô cũng liền có hơn, bây giờ Diệp Thần Phong tình nguyện đem Thắng Thiên hội giải tán, cũng không muốn nhìn thấy Thắng Thiên hội đi tới một con đường không có lối về, nếu gặp gỡ ở nơi này chuyện như vậy Diệp Thần Phong nào có trực tiếp liền đi đạo lý. Chương 1119, để hội trưởng của các ngươi tới gặp ta. Lúc này Đỗ lão bản phải xui xẻo, chuột ca tại vùng này hoành hành quen rồi, lúc trước phàm là đắc tội chuột ca người, không phải là bị đã cắt đứt hai chân hai tay, chính là trong vòng một đêm từ vui cười phong thành phố biến mất khỏi thế gian rồi. Cũng không phải sao, chuột ca thân ca ca nhưng là Thắng Thiên hội thành viên trọng yếu, muốn nói tới Thắng Thiên hội mới vừa tới đến vui cười phong thành phố phát triển thế lực thời điểm. Hội trưởng của bọn họ nhưng là đem bang hội quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi đi, làm Thắng Thiên hội trở thành vui cười phong thành phố đệ nhất đại bang sau đó, này Thắng Thiên hội là hoàn toàn lộn xộn, quả thực cùng còn lại những thứ ngổn ngang kia bang hội không có khác gì, có người nói này Thắng Thiên hội sau lưng nhưng là có thêm đại bối cảnh đấy. Liền ngay cả địa phương tương quan ngành chấp pháp cũng chỉ có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu ta nói a hát, bây giờ Thắng Thiên hội hẳn là trực tiếp diệt trừ, thật không biết là tên khốn kiếp kia sáng lập này Thắng Thiên hội. Ngọc Nam người ta bên trong đại sảnh quần chúng vây xem, bọn họ là từng cái thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, chỉ lo chuột ca nghe được bọn hắn nghị luận. Thần Phong, như loại chuyện này mỗi ngày phát sinh khá. Lẽ nào ngươi muốn nhúng tay sao? Thẩm Minh Hiên nhìn xem ngây người bên trong Diệp Thần Phong nghi vấn đạo. Diệp Thần Phong nói ra, Minh Hiên, ta biết mình không phải chúa cứu thế, nếu như đổi lại tại những nơi khác, ta cũng sẽ không đi quản này việc việc, bất quá, các ngươi biết Thắng Thiên hội là ai sáng lập sao? Năm đó là ta trên trời biển sáng lập Thắng Thiên hội, bây giờ Thắng Thiên hội thế lực trải rộng toàn quốc, có thể là bang hội lớn hơn, con sâu làm dầu nồi canh cũng liền có hơn, các ngươi liền ở một bên nhìn xem được rồi, ta muốn tự mình xử lý chuyện này. Thẩm Minh Hiên các loại người biết Diệp Thần Phong lúc trước sáng lập một cái bang hội rồi, nhưng là bọn hắn không biết Diệp Thần Phong sáng lập bang hội tên gì. Trước mắt nghe được Diệp Thần Phong trả lời sau, Thẩm Minh Hiên đám người cuối cùng là đã minh bạch Diệp Thần Phong ý tứ rồi. Một bên Ngọc Nam người ta lão bản Đỗ Kỳ, hắn nhìn xem ôm chuột ca cánh tay Chu Thiệu Phù. Hắn nghe chuột ca nói, cắn răng, nói ra, chuột ca, ngươi nhưng không nên lấn hiếp người quá đáng. Chu Thiệu Phù loại này tiện nữ nhân, ta có thể cùng hắn ly hôn, đem nàng nhường cho ngươi, bất quá, quán rượu này là tâm huyết của ta. Ta là tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Chuột ca, ngươi xem này không biết điều rác rưởi, đều thời điểm như thế này rồi, hắn lại vẫn dám mắng ta. Chu Thiệu Phù làm dáng nói. Chuột ca được Chu Thiệu Phù mùi thối thanh âm là làm cho váng đầu chuyển hướng được rồi, hắn một mặt không nhịn được nhìn chằm chằm Đỗ Kỳ, nói ra, lão Đỗ. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Còn ngươi nữa nhớ kỹ cho ta một điểm, Thiệu Phù là mình đi theo của ta, không phải là ngươi chủ động đem người nhường cho ta, hôm nay ngươi không cút đi cũng phải cút đi, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết. Ta đem ta ca Triệu Chí Phi cũng ước tới nơi này, ta ca tính khí có thể so với ta táo bạo hơn nhiều, đến lúc đó ta ca cũng không có kiên trì ở nơi này cùng ngươi rong dài. Chuột ca âm thanh trở nên hung ác lên. Tiếp tục nói, lão Đỗ, người bây giờ rời đi vẫn tới kịp. Nếu như chờ ta ca đến rồi, không đem trên người ngươi linh kiện phá hỏng mấy thứ. Hôm nay ngươi là nghỉ muốn rời khỏi rồi. Đỗ lão bản, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt a hát.
Ngươi rời khỏi nơi này trước đi, tiền không còn còn có thể kiếm lại. Một tên ngọc nam người ta phục vụ viên hảo tâm thấp giọng nhắc nhở. Đỗ Kỳ trên mặt là do dự không quyết định vẻ mặt, hắn biết mình liền chuột ca đều không đấu lại, chớ nói chi là chuột ca thân ca ca Triệu Chí Bay. Chính lúc hắn quyết định muốn nuốt giận vào bụng thời điểm, một thanh âm ở bên trong đại sảnh vang vọng ra: các ngươi là Thắng Thiên Hội thành viên. Là ai cho lá gan của các ngươi làm những này bắt nạt thiện sợ ác sự tình? Các ngươi biết Thắng Thiên Hội tôn chỉ là cái gì không? Diệp Thần Phong từ trong đám người sải bước ra ngoài, mà Thẩm Minh Hiên đám người nhưng là vẫn cứ đứng tại chỗ, vừa vặn Diệp Thần Phong đã nói rồi yếu tự mình giải quyết, lần sau lấy Diệp Thần Phong thực lực, bọn hắn chỉ cần ở một bên nhàn nhã nhìn xem được rồi. Diệp Thần Phong đột nhiên mở miệng để người ở chỗ này cũng không khỏi ngẩn người, chuột ca một mặt suối quẩy nhìn xem Diệp Thần Phong, quát lên: từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ta xem ngươi không giống như là người địa phương chứ. Cho ta có bao xa lăn bao xa, ngươi có dám tư cách đến đàm luận Thắng Thiên Hội a hát. Đỗ Kỳ nhìn thấy Diệp Thần Phong đứng ra sau, hắn cho rằng Diệp Thần Phong là thay hắn bênh vực kẻ yếu, trong lòng nhất thời ấm áp, vội vàng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói ra: tiểu huynh đệ, không nên cùng những này tên côn đồ các cái nhiều lời, chúng ta rời khỏi nơi này trước, ta cũng không làm được làm phiền hà ngươi a hát. Diệp Thần Phong chỉ là hướng Đỗ Kỳ khẽ cười cười, sau đó, hắn lại nhìn xem chuột ca, nói ra: nếu như ta không tư cách nói chuyện loạn Thắng Thiên Hội lời nói, như vậy trên thế giới này còn ai có tư cách? Lập tức hướng về vị ông chủ này xin lỗi, sau đó mang ta đi một chuyến Thắng Thiên Hội tổng hội chỗ. Tiểu tử, ta xem ngươi là ý định muốn tìm chết. Độc nhãn, tên chọc, cho ta đem tiểu tử này hai cái chân cắt đứt. Chuột ca dặn dò bên cạnh độc nhãn nam nhân cùng hói đầu nam nhân. Một bên người vây xem bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong trẻ con miệng còn hôi sữa dáng dấp, bọn hắn từng cái là bất đắc dĩ lắc đầu, lần thứ hai thấp giọng bắt đầu bàn luận. Thật tốt thanh niên a hát, đáng tiếc xã hội bây giờ thấy việc nghĩa hăng hái làm không phải là dễ dàng như vậy tốt làm. Đúng a, người đây người tuổi trẻ hai chân là giữ không được, thời đại này nhưng không phải người tốt có hảo báo thời đại. Ngọc Nam người ta Đỗ Kỳ Đỗ lão bản, hắn nhìn thấy thân thể to lớn tráng độc nhãn cùng tên chọc, tại chiều hắn và Diệp Thần Phong đi tới, này làm cho hắn không khỏi sốt sắng lên, nói ra: tiểu huynh đệ, thấp kích cỡ đi. Bằng không hôm nay ngươi thật là phiền toái, ta cũng sẽ cảm thấy tự trách. Diệp Thần Phong tùy ý vỗ vỗ Đỗ Kỳ vai, nói ra: Đỗ lão bản, ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Ai, tại Diệp Thần Phong vừa dứt lời thời điểm, độc nhãn cùng tên chọc chạy tới trước mặt bọn họ rồi, này làm cho Đỗ Kỳ trong cổ họng là không nhịn được thở dài một hơi, cắn răng nói ra: tiểu huynh đệ, người đã đều như thế có huyết tính, như vậy ta cũng không thể để ngươi chê cười. Nói xong, Đỗ Kỳ liền đem trên người Âu phục cởi ra, trên mặt là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Tiểu tử, đắc tội rồi chúng ta chuột ca, nhưng là sẽ không có kết quả tử tế, hôm nay xem như là cho ngươi một cái giáo huấn. Cho ngươi về sau yếu mở to hai mắt, không có bản lãnh liền không muốn đi ra sung đầu to. Độc nhãn nam nhân cười lạnh nói. Sau đó, độc nhãn nam nhân đối với tên chọc, nói ra: để ta giải quyết là được rồi, ngươi ở một bên hãy chờ xem. Nói xong, độc nhãn nam nhân một đôi hùng hậu mạnh mẽ thủ trưởng liền hướng về Diệp Thần Phong vai tóm tới, trong miệng khinh thường nói: tiểu tử, ta lúc trước dưới đất sàn boxing vẫn không có bại trận đây. Hôm nay liền để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là có thực lực. Nhìn xem hướng chính mình vai bắt tới độc nhãn nam nhân, Diệp Thần Phong không có hứng thú cùng những này tiểu nhân vật chơi game rồi, chân phải của hắn đột nhiên giơ lên, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh đến để độc nhãn nam nhân căn bản phản ứng không kịp nữa. Diệp Thần Phong một cước cũng đã đá vào độc nhãn nam nhân ngực, mà độc nhãn nam nhân trên mặt nụ cười khinh thường vẫn không có biến mất. Một tiếng. Độc nhãn thân thể của nam nhân trong nháy mắt hướng về mặt sau bay ngược ra ngoài, này ngược lại là để tên chọc đã gặp phải tai bay vạ gió, bởi vì hắn vừa vặn là đứng ở độc nhãn phía sau nam nhân, cho nên thân thể của hắn cũng kèm theo độc nhãn nam nhân bay ngược ra ngoài. Hai người bọn họ thân thể là dường như bao cát bình thường nặng nề té lăn quay trên mặt đất, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Một cước liền đem độc nhãn cùng tên chọc cho đạp hôn mê bất tỉnh. Một bên Đỗ Kỳ Đỗ lão bản liền ngay cả Diệp Thần Phong là như thế nào đá ra một cước này cũng không có nhìn thấy,
này làm cho trong cổ họng hắn là khô khốc nuốt lên nước miếng đến, chung quanh quần chúng vây xem cùng Đỗ Kỳ biểu tình biến hóa là đại khái giống nhau. Về phần ôm Chu Thiệu Phù chuột ca, hắn là không khỏi trợn to hai mắt, hắn phi thường rõ ràng độc nhãn cùng tên chọc nhưng là đánh nhau một tay hảo thủ, làm sao có khả năng bị người một cước cho trực tiếp miểu sát. Chuột ca là có chút trợn tròn mắt, hắn tự thân sức chiến đấu nhưng là phi thường cặn bã, không có độc nhãn cùng tên chọc sau đó hắn phách lối kiêu ngạo lập tức co rút lại, trong miệng ấp a ấp úng nói ra, tiểu tử, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ, nếu như ngươi dám động thủ với ta, ta bảo đảm ngươi vĩnh viễn chạy không thoát vui cười phong thành phố. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, không muốn lập tức biến thành tàn phế, gọi điện thoại cho các ngươi hội trưởng. Khiến hắn lập tức cho ta đến một chuyến Ngọc Nam người ta, ta ngược lại muốn xem là ai đem vui cười phong thành phố thắng thiên hội làm cho như thế ô yên chướng khí. Chương 1120, người thì sẽ đổi biến. Chuyện gì xảy ra, nơi này là chuyện gì xảy ra, là ai thanh độc nhãn cùng tên chọc cho đánh ngất xỉu. Một tên 37 đến 38 tuổi đàn ông trung niên đi vào Ngọc Nam người ta đại sảnh. Ở tên này đàn ông trung niên bên cạnh chả đi theo chừng 10 tên thân mang quần áo màu đen to lớn tráng nam người, này làm cho chính là con chuột thân ca ca Triệu Chí Bay, đồng dạng Triệu Chí Bay ở vùng này cũng coi như là một cái tiểu đầu mục rồi, miễn cưỡng cũng coi là vui cười phong thành phố thắng thiên hội thành viên trọng yếu bên trong nhân vật dâu ria. Con chuột là hoàn toàn được Diệp Thần Phong thân thủ cho kinh sợ đã đến, con chuột này cho tới nay đều là dựa vào Triệu Chí Bay danh nghĩa hoành hành bá đạo. Chính hắn liền cái dám bản lĩnh cũng không có, bây giờ nhìn thấy ca ca của mình đúng lúc xuất hiện, con chuột này là lôi kéo Chu Thiệu Phù vội vội vàng vàng chạy tới Triệu Chí Phi trước mặt, ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra ca, là cái này tiểu hỗn đản, đều là cái này tiểu hỗn đản làm, chuyện là như vậy. Triệu Chí Phi thập phần có đại ca phái đoàn khoát tay áo một cái, cách Diệp Thần Phong 2 mét địa phương xa ngừng lại, quan sát tỉ mỉ một phen Diệp Thần Phong, hỏi, huynh đệ. Ngươi là trà trộn nơi nào? Lẽ nào ngươi là những thành thị khác thắng thiên hội thành viên? Chúng ta Hồng Thủy sông tới Long Hoàng miếu nhưng sẽ không tốt. Ca, cùng tiểu tử này phí lời cái gì? Ngươi mang ra hỏa đã tới sao? Trực tiếp một phát súng giết chết hắn, còn có quán rượu này lão bản Đỗ Kỳ, cũng thuận tay đem hắn giải quyết. Chúng ta thắng thiên hội tại vui cười phong thành phố bây giờ còn không phải có thể một tay che trời được rồi mà. Tại Triệu Chí Bay ra dẫn người xuất hiện sau đó con chuột này lần thứ hai khôi phục phách lối kiêu ngạo. Chung quanh quần chúng vây xem tại nghe đến chuột phải ở chỗ này giết người sau đó bọn hắn ngay đầu tiên liền hướng về bên ngoài quán rượu chạy đi rồi. Tuy rằng bọn hắn còn muốn tập hợp tham gia trò vui, nhưng là sinh mệnh an toàn rõ ràng muốn so tham gia trò vui quan trọng hơn. Tại người xem náo nhiệt đều rời khỏi sau đó Triệu Chí Phi nói tiếp, tiểu huynh đệ, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội nói chuyện. Nếu như ngươi là những thành thị khác thắng thiên hội thành viên, như vậy hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây, ta Triệu Chí Phi có thể làm cái gì cũng không phát sinh, bất quá, ngươi nhất định muốn hướng về đệ đệ của ta xin lỗi. Triệu Chí Phi cũng là nghe được đệ đệ của mình con chuột nói, Diệp Thần Phong lý trực khí tráng nhắc tới thắng thiên hội, này mới khiến Triệu Chí Phi hoài nghi thân phận của Diệp Thần Phong không đơn giản, không nên nhưng lấy tính cách của hắn đã sớm đối Diệp Thần Phong động thủ. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Đỗ Kỳ, hắn hai chân đã sớm tại run rồi, đang nhìn đến Triệu Chí Phi đám người sau khi xuất hiện, Đỗ Kỳ trong lòng là ôm một tâm muốn chết rồi, hắn đột nhiên mở miệng nói, Triệu Chí Bay, các ngươi những này vương bát đản, các ngươi ngoại trừ hội khi dễ chúng ta những dân chúng này, các ngươi còn có thể làm gì? Các ngươi tối đa chính là trên xã hội sâu mọt mà thôi. Mẹ cái bê, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Triệu Chí Phi là một bụng hỏa, trực tiếp từ bên hông rút ra một cây súng lục, dùng họng súng đen ngòm nhắm ngay Đỗ Kỳ, tại vui cười phong thành phố giết chết mấy người, Triệu Chí Phi dễ như ăn cháo có thể che giấu đi. Nhưng mà, chính lúc Triệu Chí Phi yếu kéo cò súng, Đỗ Kỳ trên trán bốc lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, thân thể không kìm lòng được rung động run lúc thức dậy, Diệp Thần Phong tay phải nhanh chóng về phía trước duỗi một cái, Triệu Chí Bay súng ngắn liền xuất hiện tại trong tay hắn. Lúc này đổi thành Diệp Thần Phong dùng nòng súng nhắm ngay Triệu Chí Bay. Diệp Thần Phong đem Triệu Chí Bay thương lấy đến trong tay, quá trình này ước chừng chỉ có ngăn ngắn một giây đồng hồ, này Triệu Chí Phi đang nhìn đến súng trong tay biến mất rồi sau đó hắn là choáng váng một cái, khi thấy Diệp Thần Phong dùng thương nhắm ngay hắn thời điểm,
sắc mặt của hắn hoàn toàn trở nên âm trầm, nhớ hắn Triệu Chí Phi từ khi ngồi lên rồi tiểu đầu mục vị trí, hắn tại Vui Cười Phong thành phố có thể nói muốn gió muốn mưa được rồi, nơi nào có bị người dùng thương chỉ cái đầu. Tiểu tử, ngươi biết mình đang làm gì sao? Ngươi sẽ vì chính mình lỗ mãng hành vi trả giá thật lớn. Triệu Chí Phi trên mặt cũng không có quá nhiều hoang mang vẻ, hắn tin tưởng Diệp Thần Phong không dám nổ súng giết hắn. Tiểu hỗn đản, vội vàng đem thương súng của ngươi thả xuống, bằng không lần này không chỉ có ngươi muốn xong đời, liền người nhà của ngươi cũng trốn không thoát, chúng ta Thắng Thiên Hội yếu điều tra lá bài tẩy của ngươi cũng không khó. Một bên con chuột cũng lập tức nói ra. Đi theo Triệu Chí Phi đến đây chừng 10 tên nam nhân, bọn hắn ngay đầu tiên dồn dập từ bên hông lấy ra một cây súng lục, đem nòng súng là đồng loạt nhắm ngay Diệp Thần Phong. Tiểu tử, ngươi dám nổ súng sao? Ta cá là ngươi không dám. Triệu Chí Phi cười lạnh nói. Diệp Thần Phong cười nói, ta hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, lập tức gọi điện thoại cho hội trưởng của các ngươi, khiến hắn đến một chuyến Ngọc Nam người ta. Thứ hai, nếu như ngươi muốn biết ta có dám hay không nổ súng lời nói, ngươi có thể không cần nghe lời của ta, bất quá, đầu ngươi sẽ như thế nào? Ta đây cũng không biết. Diệp Thần Phong ngón tay trực tiếp giam ở trên cò súng, nói ra ta đếm tới ba. Một. Diệp Thần Phong giam ở trên cò súng ngón tay cong một ít. Hai. Diệp Thần Phong giam ở trên cò súng ngón tay lại cong một ít, mắt thấy lập tức muốn đem cò súng ấn xuống rồi. Nhìn thấy trước mắt một màn này Triệu Chí bay, hắn là không thể đủ bình tĩnh, trong miệng vội vàng hoang mang hoảng loạn, nói ra, người đừng nổ súng, người đừng nổ súng, ta gọi điện thoại, ta gọi điện thoại. Đang nhìn đến Triệu Chí Phi từ trong túi lấy ra điện thoại, Diệp Thần Phong lúc này mới đình chỉ kéo cò súng. Tại Triệu Chí Phi gẩy đi ra điện thoại tiếp thông sau đó Diệp Thần Phong trực tiếp đem điện thoại cho cầm tới, trong điện thoại truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, Chí bay. Ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Diệp Thần Phong nói ra, ta không phải ngươi trong miệng Chí bay, ngươi là Vui Cười Phong thành phố Thắng Thiên Hội hội trưởng. Ngươi tên gì? Bên đầu điện thoại kia người sững sờ chỉ chốc lát sau, ngữ khí trở nên bất thiện lên, ngươi biết mình đang cùng ai nói chuyện sao? Ta là Diệp Thần Phong, nếu như ngươi còn nhớ lời của ta, ngươi đã cho ta lập tức lăn tới Ngọc Nam người ta đến, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng. Nói xong. Diệp Thần Phong trực tiếp cúp điện thoại. Vui Cười Phong thành phố Thắng Thiên Hội tổng hội chỗ trong phòng họp. Hội trưởng Triệu An Đồ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nắm điện thoại di động thủ chính không ngừng run rẩy, trong miệng ru ru thì thầm nói, Diệp Thần Phong. Diệp hội trưởng, hắn làm sao tới Vui Cười Phong thành phố? Bây giờ Vui Cười Phong thành phố Thắng Thiên Hội là không chuyện ác nào không làm, lẽ nào hắn là đến thanh lý Vui Cười Phong thành phố Thắng Thiên Hội? Này Triệu An Đồ chính là năm đó Thắng Thiên Hội nhóm đầu tiên thành viên trọng yếu, sau đó hắn mang theo một ít tài nguyên, một người đến Vui Cười Phong thành phố phát triển Thắng Thiên Hội rồi, khởi điểm Triệu An Đồ đem Thắng Thiên Hội tôn chỉ nhớ cho kỹ, có thể theo Thắng Thiên Hội thống nhất Vui Cười Phong thành phố, Triệu An Đồ cũng trải qua chân chính lão đại sinh hoạt, lần sau Diệp Thần Phong cũng đã sớm phai nhạt ra khỏi Thắng Thiên Hội rồi, có thể nói Diệp Thần Phong cho Thắng Thiên Hội thành viên ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ. Lâu dần, vì lợi ích, vì quyền lợi, vì các loại, Triệu An Đồ dẫn Vui Cười Phong thành phố Thắng Thiên Hội đi lên một con đường không có lối về. Triệu ca, đã xảy ra chuyện gì? Ngồi ở Triệu An Đồ bên trái một người trung niên nam nhân mở miệng nói, tên này đàn ông trung niên biệt hiệu gọi là Hộ Hồ Ly, chính là Vui Cười Phong thành phố Thắng Thiên Hội bên trong cố vấn. Triệu An Đồ đang trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn nói ra, Diệp Thần Phong đến Vui Cười Phong thành phố rồi. Hắn bây giờ đang ở Ngọc Nam người ta, hắn là dùng Trần Chí Phi điện thoại đánh cho ta, ta xem hắn lần này là lai giả bất thiện a hát. Từ Triệu An Đồ gọi thẳng Diệp Thần Phong tục danh nhìn lên, này Triệu An Đồ đã không coi Diệp Thần Phong là về sự tình, dù sao làm một cái người đứng càng ngày càng cao, nội tâm hắn tự tin cũng sẽ không ngừng bành trướng. Này Triệu An Đồ chính là như thế, hay là khoảng cách năm đó Diệp Thần Phong sáng tạo Thắng Thiên Hội đi qua tháng ngày đã lâu. Lâu đến để Triệu An Đồ quên đi Diệp Thần Phong uy nghiêm rồi. Ở đây trong phòng họp còn lại cao tầng, bọn họ đều là Triệu An Đồ đi tới Vui Cười Phong thành phố sau, hắn ngay tại chỗ triệu tập, bọn hắn tuy rằng đều nghe nói qua Diệp Thần Phong, nhưng là bọn hắn lại chưa từng thấy Diệp Thần Phong. Cố vấn quân sư Hồ Ly nói ra, Triệu ca,
lẽ nào Diệp Thần Phong muốn xử làm cho chúng ta liền vẫn do hắn xử trí sao? Chính như lời ngươi nói, lần này Diệp Thần Phong hay là lai giả bất thiệt, bất quá, này Vui Cười Phong thành phố thắng thiên lại là chúng ta khai sáng, hắn Diệp Thần Phong đi tới Vui Cười Phong thành phố, đến trên địa bàn của chúng ta, hắn có thể đủ chiến đã thắng được chúng ta sao? Chúng ta liền đi cùng hắn gặp một lần, nếu như thực sự không được, liền để Diệp Thần Phong an nghỉ cho chúng ta Vui Cười Phong thành phố đi. Triệu An Đồ đốt lên đến một điếu xì gà, gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, bây giờ không phải Diệp Thần Phong niên đại rồi, ta không dùng tới sợ hắn rồi. Người thì sẽ đổi biến được, này Triệu An Đồ chính là được quyền lợi cùng tiền tài cho choáng váng đầu óc rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 56.